Chương 1746, xấu như vô diêm. Buổi tối, Diệp Phàm giải quyết xong chuyện của mấy người Triệu Tứ, về nhà là 11 giờ rồi. Vừa mới đi đến cổng, phát hiện một bóng người đang ngồi xổm dưới gốc cây. Thấy Diệp Phàm xuống xe, người đó liền bước tới, hô lên. Chủ tịch thành phố, anh đã về rồi. Ông là... Diệp Phàm nhất thời không nhớ ra. Chủ tịch thành phố, tôi là cục trưởng cục đất đai Trần Đông. Trần Đông vội vàng nói, người này cúi lưng xuống trông giống một con tôm vậy. Có việc gì không? Diệp Phàm nhìn qua thấy Trần Đông đang cầm trong tay chai rượu. Có chuyện gấp muốn nói với chủ tịch thành phố. Trần Đông nói. Hai người đi vào đại sảnh, chủ Đông Đông đã bưng ấm chè đến. Có chuyện gì thì ông mau nói đi, tôi đi làm cả ngày nên cũng hơi mệt. Diệp Phàm nhìn Trần Đông thản nhiên nói. Chủ tịch thành phố, tôi đã làm sai rồi. Trần Đông cúi đầu nói, biết sai để sửa là được, tuy nhiên, không phải anh đến là chỉ đơn giản là để nhận sai thôi chứ. Diệp Phàm nói, chủ tịch thành phố, tôi muốn báo lại với anh một đại sự. Thôi Thanh ở cục đất đai thời gian trước. Trần Đông nói ra chuyện Thôi Thanh sai Ngưu Đản công kích Diệp Phàm. Anh có chứng cứ của Thôi Thanh và Lưu Nhất Tiêu không? Bằng không, tôi có chút nghi ngờ về tính xác thực của chuyện này. Diệp Phàm cố ý nói. Thực ra trong lòng hắn đã nổi giận với Đào Thiên rồi. Tôi mới kiếm được từng này thôi, Thôi Thanh cho người giao dịch với Tô Ngưu Đản về mảnh đất kia. Tuy nhiên, chỉ cần Hòa Thượng đồng ý thì sẽ dễ giải quyết thôi. Trần Đông nói. Biết rồi, anh cứ về đi. Việc này, đừng có nói với ai nhé. Về cứ làm tốt đi, công việc mới là quan trọng nhất. Diệp Phàm nói, giọng dịu đi rất nhiều. Trần Đông vẻ mặt cung kính ra về. Lưu Nhất Tiêu chỉ là một mũi tiên phong thôi, việc này chắc là có Trương Minh Sâm giật dây. Nếu có thể tra ra được cái gì, thì trưởng ban Lô nhất định sẽ không tha cho Trương Minh Sâm. Diệp Phàm miệng lẩm bẩm nói. Sau đó, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Phạm Cương, giao cho cậu ta đi điều tra chuyện tẩy não của Hòa Thượng và Tô Ngưu Đản. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm dẫn theo một số nhân viên của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhắm thẳng Đào Tổ Cốc mà đi. Chủ tịch huyện Vương Long Đông dẫn theo đội ngũ cán bộ của Ủy ban Nhân dân huyện ra tiếp đón. Tất cả đều chuẩn bị ổn chưa? Diệp Phàm hỏi. Chúng tôi tăng ca thêm giờ, đều làm ra rồi. Bởi vì tưới bùn không kịp nữa rồi, cho nên toàn bộ đều chọn dùng kết cấu giá gỗ. Ví dụ như khan đài. Tuy nhiên, chúng tôi đều làm theo sự chỉ dẫn của Trương Đạo Lâm Đại Sư. Những cây gỗ này đều đã được những chuyên gia khảo cổ xử lý, nhìn qua rất có phong cách cổ xưa. Vương Long Đông vừa đi vừa nói. Bí thư Khương đâu? Diệp Phàm quay lại nhìn, hỏi. Ông ấy hôm qua trở về thành phố rồi, chắc giờ đi đón bí thư Phạm rồi. Vương Long Đông nói. Đồng chí Sơ Lâm rất có tâm mà. Diệp Phàm hừ một tiếng, đi vào bên trong. Mà Diệp Phàm mới đến không lâu, đồng chí bí thư huyện ủy huyện Đào Mộc là Khương Sơ Lâm cũng đi cùng bí thư Phạm Viễn tới Đào Tổ Cốc. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm. Khương Sơ Lâm giả bộ ngượng ngùng đi đến, nói. Rất xin lỗi chủ tịch thành phố, vừa nãy đến muộn một chút, không kịp nghênh đón anh. Ha ha, không sao. Diệp Phàm khoát tay, sau đó bắt tay Khương Sơ Lâm. Bí thư Phạm, chúng ta vào bên trong ngồi đi. Diệp Phàm quay sang chào hỏi Phạm Viễn một tiếng. Không cần, tôi đi dạo mấy vòng. Phạm Viễn khoát tay, sau đó lượn một vòng, vài phút sau ông ta liền bỏ đi. Mà Khương Sơ Lâm nói là phải đi cùng bí thư Phạm để khảo sát tình hình, bỏ Diệp Phàm ở lại. Thật không ra cái gì cả. Vương Long Đông không kìm nổi, nhìn theo bóng dáng của Khương Sơ Lâm mà mắng. Ha ha, đồng chí Long Đông, ở với ông ta thấy thế nào? Diệp Phàm cười hỏi. Người này giống như Phạm Viễn, vô cùng ngang ngược. Vừa nãy anh cũng nhìn thấy đấy, căn bản là chẳng coi một chủ tịch huyện như tôi ra cái gì. Vương Long Đông có chút phẫn nộ nói. Không riêng gì anh, mà một chủ tịch thành phố như tôi người ta cũng đâu coi ra gì. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ông ta chỉ biết ôm lấy chân Phạm Viễn, còn những đồng chí khác, ông ta căn bản không thèm nhìn. Nếu một ngày Phạm Viễn quy thiên, xem ông ta có đi cùng đến địa phủ không? Đúng là thứ chẳng ra gì, tôi đến huyện Đào Mộc không lâu, lão già này liền cho tôi một đòn phủ đầu. Tôi phê một khoản tiền. Mà không ngờ trưởng phòng tài chính lại không chịu chi. Nói là phải có chỉ thị của bí thư Khương mới được,
Lúc ấy tôi tức giận tới gặp Khương Sơ Lâm, anh đoán ông ta nói thế nào? Ông ta nói là huyện Đào Mộc từ bao năm nay đã hình thành một quy củ, đó là với số tiền trên 300.000 đều như vậy cả, với chủ tịch huyện như tôi thì chỉ được quyền phê khoản dưới 200.000 thôi. Vương Long Đồng bức xúc nói. Thế ông cũng chịu à? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, nhìn Vương Long Đồng liếc mắt một cái. Đương nhiên là không. Vương Long Đồng lắc lắc đầu. Ha ha, quyền lực nhẽ ra phải thuộc về mình thì phải giành lại. Cứ làm đi, tôi sẽ ủng hộ anh. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Vương Long Đồng, nói tiếp. Bọn họ đi rồi, anh phải tổ chức hoạt động lần này cho tốt. Yếu nhân để mắt đến chúng ta, thì bản thân mình phải cố gắng, phải làm để người ta khâm phục. Tôi hiểu rồi, chuyện của huyện Đào Mộc nếu như lần này có thể làm thành công thì huyện Đào Mộc chúng tôi cũng có hy vọng. Vương Long Đồng vẻ mặt thận trọng gật gật đầu. Hoạt động tế đào sẽ được cử hành vào 10 giờ đúng, sẽ tổ chức trước hàng vạn nhân dân. Núi Nga Mi nằm ở thành phố Nga Mi Sơn của tỉnh Tứ Xuyên, diện tích của khu là 154 km², chỗ cao nhất là 3.099 m so với mặt nước biển. Địa thế dốc đứng, phong cảnh tuyệt đẹp bậc nhất thiên hạ. Nó là một trong tứ đại danh sơn Phật giáo của Trung Quốc, có 26 chùa miếu, quan trọng có 8 chùa miếu lớn, việc liên quan đến Phật giáo diễn ra thường xuyên. Ngày 6 tháng 12 năm 1996 núi Nga Mi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới. Mà giờ phút này, Vương Nhân Bàng đã đặt chân đến Thiên Nguyệt Am của núi Nga Mi. Rất xa trông thấy giữa sườn núi một cái am ni cô nằm lặng lẽ, có vẻ thần bí, thằng nhãi này liền hướng lên phía trên núi giống lớn một tiếng. Em ni cô ơi, Vương Nhân Bàng này đến đây. Quỷ gọi cái gì, một chút nhân phẩm cũng không có. Có biết đây là nơi nào không, là Phật giáo danh sơn. Dám đến nơi này gây sự. Uổng một thân nam nhi, chỉ bằng bản cô nương đây động thủ giúp ông cắt bỏ đi, đỡ để đi gây họa. Vương Nhân Bàng không ngờ bị sổ một tràng, y tức giận đến mức thiếu chút nữa thì nhất Phật thăng thiên, nhị Phật thất thế. Bất chợt, liếc mắt nhìn theo tiếng nói, mới phát hiện trên chạc một cây lớn có đôi chân đang vắt vẻo lắc lư. Còn về khuôn mặt như thế nào thì vì cành lá che mất. Căn bản là nhìn không rõ. Tuy nhiên, trên đôi chân đang lắc lư kia là một đôi giày màu đỏ khá đẹp. Vương Nhân Bàng xoay tròn mắt, đột nhiên cười, hết công suất, một lúc sau mới nói. Tôi nói là ai, chắc là cô em xấu xí quá mới che mặt mình trong đống lá cây như vậy. Tôi gọi em Nico thì liên quan gì đến em chứ? Đối với loại con gái giống Vô Diêm như em thì anh đây cũng chẳng có hứng đâu. Anh nói ai là Vô Diêm? Cô gái tức giận kêu lên, Vô Diêm là đại diện của những cô gái xấu nhất trong lịch sử. Trong sách nói cô này 40 rồi vẫn ế, cực xấu vô song, hai mắt sâu hóm, trên to dưới bé, lại còn làn da nước sơn. Tuy nhiên, cô này cũng quan tâm đến quốc gia đại sự, từng tự mình đến gặp Tề Tuyên Vương, chỉ trách ông ta ham sắc. Tuyên Vương vô cùng cảm động, lập cô làm hoàng hậu, đồng thời còn đem câu chuyện của cô cải biên thành một vở kịch. Để tán dương những phụ nữ có tinh thần như cô. Không phải Vô Diêm thì tại sao không dám gặp người, chẳng lẽ lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sợ gặp phải yêu dâu xanh cho nên phải trốn trên đó. Vương Nhân Bàng miệng lưỡi cũng không phải hạng vừa. Anh nói bậy. Cô gái quả nhiên không chịu nổi nữa, liền nhảy từ trên cây xuống. Vương Nhân Bàng vừa thấy, lập tức toàn thân, bất động. Tại sao vậy? Quả là vô cùng xinh đẹp. Nhưng hai từ xinh đẹp này phải được đặt trong ngoặc kép. Khuôn mặt tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, sống mũi cao, bờ môi cong rất quyến rũ. Tuy nhiên, khuôn mặt lại chi chít những nốt rỗ. Có thể dùng từ như sao trên trời dễ miêu tả. Hơn nữa, miệng không ngờ, mọc ra, hai chiếc răng nanh giống như răng hổ, khi nói chuyện hai chiếc răng đó liền lộ ra. Trong đầu Vương Nhân Bàng lập tức hiện ra hình ảnh, ma diện cương thi. Đồ cô mặc trên người cũng đều là hàng hiệu Chanel cả. Vương Nhân Bàng biết vậy nên cảm giác không chút thú vị, xoay người định, bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên, cô gái đột nhiên chống nạnh, chặn đường Vương Nhân Bàng nói. Như vậy mà đã muốn chuồn rồi sao? Vậy cô muốn làm gì? Vương Nhân Bàng cố gắng để không nhìn khuôn mặt của cô gái kia, mà trượt xuống đôi gò bồng đảo căng đầy của cô. Ánh mắt của gã tiếp tục đi xuống. Phát hiện vòng ba của cô cũng rất đẫy đà, gợi cảm, thằng bé phía dưới bỗng ngóc đầu lên. Tuy nhiên, khi gã nhìn tổng thể cả khuôn mặt rỗ, đầy tàn nhang kia thì mọi cảm xúc đều mất hết,
mà chỉ muốn bỏ của chạy lấy người. Gọi một tiếng bà trẻ thì bản cô nương sẽ cho đi. Cô gái có chút ngang ngược nói. Nếu bản công tử không gọi thì làm sao? Vương Nhân Bàng có chút tức giận nói. Không gọi, bản cô nương muốn cho ông biết thế nào là lễ độ. Cô nàng kia tức giận, một cái tát giơ lên hướng về phía Vương Nhân Bàng. Tự nhiên đồng chí Vương Nhân Bàng sao có thể để bị cô đá được. Giơ tay lên, đột nhiên cảm giác một lực lớn truyền đến. Vương Nhân Bàng không ngờ lại không đứng được vững, bị cô nàng đẩy thiếu chút nữa thì bị ngã sấp xuống. Chương 1747, trò bị ổi. Xem ra tôi nhìn nhầm rồi, cô chắc cũng từng luyện qua mấy chiêu. Vương Nhân Bàng mặt hơi đỏ, xoay người nhìn chằm chằm cô gái xấu xí kia, từ trước tới giờ chưa chật vật như vậy bao giờ. Thiên Nguyệt Am giáo có phòng lang quyền, bọn họ ở thâm sơn này, không để phòng không được. Cô nàng xấu xí liếc mắt nhìn Vương Nhân Bàng một cái, lạnh lùng nói. Lạ thật, Thiên Nguyệt Am không phải là một am ni cô sao? Tóc của cô, không phải là tóc giả chứ? Vương Nhân Bàng nhìn mái tóc của cô gái xấu xí kia, cảm giác vô cùng suôn mượt, nếu như không phải tóc giả thì hoàn toàn có thể lên TV để quảng cáo cho hang dầu gội đầu nào đó. Giả cái đầu anh ý. Cô gái tức giận, một cước đá về phía Vương Nhân Bàng. Thiên Túc Kim Liên, tôi thích. Vương Nhân Bàng cười nhạt, giơ tay chộp đôi giày màu hồng của cô nàng xấu xí. Oạch! Không ngờ trượt qua, Vương Nhân Bàng không khỏi ngây người. Một lúc sau mới cười nói. Đúng là có tài, phòng lang quyền của Thiên Nguyệt Am các cô lợi hại lắm. Tuy nhiên, tôi là, lang phương Bắc, quyền này của cô cũng vô dụng thôi. Thằng nhãi này miệng gọi nhỏ, cổ tay đột nhiên linh hoạt, dường như bên trong không hề có xương vậy, trông giống như một con rắn vây quanh chiếc giày hồng kia. Ngón tay lại quấn xuống dưới, bỗng chốc chiếc giày màu hồng của cô nàng xấu xí đã bị Vương Nhân Bàng bắt trúng. Vương Nhân Bàng tính tình phóng đãng đã quen rồi, căn bản là không hề nghĩ ngợi. Gã kéo một cái, cô nàng xấu xí kia đứng không vững. Dưới tác dụng của quán tính, cả người liền ngã vào Vương Nhân Bàng. Vương Nhân Bàng thấy vậy liền tận dụng thời cơ, tay kia trượt mạnh xuống đùi, rồi vào vùng cấm địa. Vương Nhân Bàng còn chưa buông tha, cười nói. Tuy cô có xấu như Vô Diêm, nhưng chỗ này thì đều giống nhau cả thôi. Thằng nhãi này cười dâm đãng, thuận tay nhéo vào, mảnh đất của vùng cấm địa. Bộ dạng phóng đãng vô cùng, cô nàng xấu xí xấu hổ mặt đỏ bừng như gấc chín, quát lớn. Con lợn đáng chết này, có phải muốn chết không? Tôi giết chết anh, dám sờ mó lung tung hả? Nói xong, một tay di chuyển xuống dưới rút chiếc dao găm ra ra định đâm vào người Vương Lâm Bàng. Muốn giết chồng hả, ghê gớm thật đấy. Vương Nhân Bàng trêu chọc cô nàng xấu xí kia, thò cánh tay như con rắn nắm lấy chiếc dao găm trong tay cô ra. Sau đó, xoảng một tiếng, chiếc dao găm bị ném ra chỗ cách đó hơn chục mét. Một cô gái, cũng chơi dao ư, không dạy cho cô một bài học thì không được. Vương Nhân Bàng thuận thế áp xuống, cô nàng xấu xí mặt đỏ bừng, tuy muốn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cả người đã bị Vương Nhân Bàng ép xuống dưới đất. May mà dưới đất đều là cỏ, Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng, rồi bắt đầu chơi trò xếp la hán. Cả người đè lên cô nàng xấu xí, bởi vì thằng nhãi này đã nhìn chúng vào bộ ngực cao ngất của cô, lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái. Thoải mái thật đấy. Vương Nhân Bàng kêu lên. Anh muốn chết à? Cô nàng xấu xí phẫn nộ kêu lớn, nhe răng ra định cắn cho Vương Nhân Bàng một cái. Còn muốn cắn người à? Xem ra cô còn chưa phục, cô có tin không? Nếu cô còn cắn nữa thì tôi sẽ lột trần cô ra rồi ném vào Thiên Nguyệt Am để du khách chiêm ngưỡng. Anh dám. Cô nàng xấu xí căn bản là không tin, tiếp tục lao vào cắn tai Vương Nhân Bàng, nếu như bị cắn chúng thì Nhân Bàng chắc chắn chỉ còn lại một bên tai. Bà xã, em dã man thật đấy. Vương Nhân Bàng phát hỏa, gã giơ tay ra ấn chặt mặt cô nàng, không cho cô cựa quậy nữa. Tay kia thì hướng vào chiếc quần rộng thùng thình của cô. Và đương nhiên khóa quần của cô bị bàn tay già đời của Vương Nhân Bàng cởi ra. Súc sinh, anh dám hả? Cô nàng xấu xí sợ tới mức kêu lên thảm thiết, hai chân đạp tứ tung vào người Vương Nhân Bàng. Tuy nhiên, hôm nay cô gặp xui xẻo rồi, gặp phải một cao thủ bát đẳng. Súc sinh, chửi hay lắm, nếu như em đã mắng như vậy thì anh cũng thử làm súc sinh một lần xem thế nào. Vương Nhân Bàng phát hỏa lớn, không thèm quan tâm, tay càng hung hăng mò xuống dưới. Chiếc quần ngoài của cô gái xấu xí bị tụt ra,
lộ ra chiếc quần tam giác nhỏ xíu. Vương Nhân Bàng cũng chẳng phải hạng lương thiện, bàn tay ma quái tiếp tục xâm phạm vào lãnh địa đó. Đang muốn xuống tay, cô nàng xấu xí liền hét lớn. Có phải anh muốn vạn hà căn không? Ba chữ vạn hà căn vừa được nói ra, tay của Vương Nhân Bàng như bị cứng đơ lại. Gã nhìn chằm chằm vào cô nàng xấu xí, nói. Sao cô biết tôi đến đây là vì vạn hà căn? Võ công của anh cao cường như vậy, lại đến Thiên Nguyệt Am. Hơn nữa, từ đằng xa đã kêu, mấy em Nico, anh đến rồi đây. Tôi đoán, mục tiêu của anh không phải là vì các Nico mà là vì vạn hà căn. Cô nàng xấu xí nói. Nói cũng có lý. Vương Nhân Bàng gật gật đầu, nhìn cô nàng xấu xí đang bị đè dưới thân mình, nói. Cô có biết vạn hà căn được giấu chỗ nào không? Tôi không nói cho anh. Cô nàng xấu xí nói. Được thôi, tôi tiếp tục công việc cởi quần. Vương Nhân Bàng lại thò tay, hướng về vùng cấm địa. Anh đúng là đồ lưu manh, khốn khiếp. Rút cục anh muốn làm gì? Cô nàng xấu xí lớn tiếng. Rất đơn giản, đưa tôi đi đào, vạn hà căn. Vương Nhân Bàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này, tôi sợ sư thái sẽ lột da tôi ra mất. Anh không biết đó thôi, Phỉ Nguyệt sư thái rất lợi hại. Chỉ sợ đến lúc đó anh sẽ bị sư thái biến thành thái giám mất. Ha ha, đến lúc đó thì ở Thiên Nguyệt Am mà làm khổ sai nhé, ví dụ như nhóm lửa này, thậm chí còn đi đổ bô cho các ni cô nữa. Bởi vì anh vô dụng rồi. Cô nàng xấu xí cười khanh khách nói. Cô còn cười nữa, tôi sẽ rút chiếc răng nanh của cô ra đấy. Vương Nhân Bàng uy hiếp nói. Anh sẽ không làm như vậy. Không có tôi, anh còn lâu mới lấy được vạn hà căn. Cô nàng xấu xí tự tin nói. Tôi sẽ có cách, đến lúc đó, gạo đã nấu thành cơm rồi thì xem cô có nói hay không. Vương Nhân Bàng cười khan một tiếng nói. Chó má, anh dám à? Cô nàng xấu xí nói. Vương Nhân Bàng này thì có gì mà không dám. Chuyện này đối với tôi mà nói quá dễ dàng. Vương Nhân Bàng dọa nói. Tôi không tin, xem thân thủ của anh. Chắc cũng là một cao nhân. Một cao nhân lại làm chuyện xấu xa như vậy sao? Cô nàng xấu xí lý luận nói. Vương Nhân Bàng thấy vậy có chút ngượng ngùng, bèn đứng dậy, cô nàng cũng vội vã đứng dậy, chân tay luống cuống mặc lại quần vào. Xin lỗi nhé, vừa rồi có hơi mạnh tay. Vương Nhân Bàng nhún vai cười nói. Chỉ biết bắt nạt con gái yếu đuối như tôi thôi. Cô nàng xấu xí tức giận liếc mắt nhìn Vương Nhân Bàng một cái. Làm cho gã chẳng hiểu tại sao lại đập thình thịch. Cảm giác cô nàng xấu xí này rất có thần. Chúng ta thương lượng nhé, cô giúp tôi lấy vạn hà căn. Tôi sẽ đáp ứng với cô một số điều kiện mà tôi có thể thực hiện được. Hơn nữa, cái am ni cô này có gì hay ho mà ở chứ, ở bên ngoài phồn hoa thoải mái hơn nhiều. Hay là sau này cô theo anh tôi, đến lúc đó được ăn sung mặc sướng, đi xe BMW, Mercedes-Benz, ở nhà cao cửa rộng, chẳng thiếu thốn cái gì. Vương Nhân Bàng làm con sói giả dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Gã cho rằng, những ni cô ở đây tầm nhìn nông cạn, chắc sẽ có hứng thú với Hồng Trần, nên dễ bị lừa. Tôi sợ. Cô nàng xấu xí tỏ ra vẻ sợ hãi. Sợ gì chứ, đến lúc đó tôi và cô sẽ đi chơi khắp nơi. Chúng ta sẽ ra nước ngoài tránh trước, cho dù là vị Phỉ Nguyệt sư thái kia có năng lực thế nào cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa thân thủ của tôi chưa chắc đã sợ bà ta. Vương Nhân Bàng vẽ ra một viễn cảnh, gã cầm hòn đá lên, vung tay, két một tiếng, mảnh đá kia đã cắm sâu vào trong một thân cây rồi. Sau đó, gã đắc ý nói. Thế nào, không kém hơn Phỉ Nguyệt sư thái chứ? Ừ, cũng tạm tạm. Cô nàng xấu xí dường như cũng có vẻ động lòng, nhìn Vương Nhân Bàng một cái, nói. Tuy nhiên, sau khi lấy được vạn hà căn rồi thì anh phải chia cho tôi một phần. Tôi không cần nhiều. Chỉ cần 1/10 là được rồi. Còn nữa, nếu đi nước ngoài thì tôi muốn đi Pháp, nghe nói người Pháp rất lãng mạn. Vương Nhân Bàng nghe xong, thiếu chút nữa thì phì cười. Bụng nghĩ cô nàng xấu xí này còn đòi lãng mạn nữa chứ, thật đúng là làm cho người khác cười vỡ bụng. Đương nhiên, miệng gã nói cũng rất khá. Được, được, Vương Nhân Bàng tôi cũng chẳng thèm lừa cô làm gì. Cô cũng biết rằng tôi là cao thủ, mà cao thủ thì phải có phong phạm của cao thủ chứ. Vậy được, tuy nhiên anh phải đưa trước cho tôi 200.000 mới được. Cô nàng xấu xí nói xong liền xòe tay ra. Có ý gì thế, sợ tôi lừa cô à? Vương Nhân Bàng nghiêm mặt nói,
cảm giác nhân phẩm của mình bị người khác nghi ngờ. Không thể không đề phòng được, trên TV cũng thường nói như vậy, đàn ông đều là kẻ lừa đảo. Tôi sợ đến lúc lấy được Vạn Hà Căn rồi anh lại chuồn mất. Tôi đi đâu tìm anh chứ, Thiên Nguyệt Am thì không về được rồi. Một cô gái như tôi dù sao cũng phải tiếp tục sống, ít nhất còn 200 ngàn để sống chứ. Cô nàng xấu xí nói. Vậy được, chúng ta lập tức đi lấy thôi. Vương Nhân Bàng gật đầu, cảm thấy cô nàng xấu xí này cẩn thận quá mức rồi. Tuy nhiên điều cô ta nói cũng đúng. Tôi đi với anh, về lấy tấm thẻ đến đây. Cô nàng nói. Cô sẽ không đi mà không trở về chứ. Vương Nhân Bàng nói. Tôi không dám, anh sẽ giết tôi. Cô nàng xấu xí nói, liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, nói tiếp. Hơn nữa, tôi ở trong này cũng vài năm rồi. Đến lúc đó tôi nói rằng xuống núi đón bạn, anh vào vai người bạn ấy là được rồi. Chúng ta sẽ trà trộn vào Thiên Nguyệt Am, nếu không, không có quan hệ thân thích thì chủ am không cho vào đâu. Đương nhiên, ở trong am thì anh phải cẩn thận một chút, đừng có làm lung tung, nếu không gây ra phiền toái thì đừng có trách tôi. Được, tôi mới sợ cô không ra thì có. Nếu tới lúc đó mà cô không ra thì tôi sẽ đập nát cái Thiên Nguyệt Am này. Vương Nhân Bàng kiêu ngạo nói. Cô nàng xấu xí rất giữ chữ tín, không lâu sau đã quay trở lại. Chỉ có điều đã thay một bộ quần áo khác, trên mặt còn đánh phấn nữa, bởi vì nhìn qua có vẻ trắng hơn, đến những nốt rỗ trên mặt cũng mở đi trông thấy. Cô dù có chát cả hộp phấn lên mặt thì cũng chẳng khá hơn đâu, xấu vẫn hoàn xấu mà thôi. Vương Nhân Bàng thầm oán cô nàng xấu xí. Hai người sau khi xuống núi chuyển khoản xong rồi lại đang trên đường trở về Thiên Nguyệt Am. Chương 1748, cuộc gặp vào đêm khuya. Cô tên là gì? Nếu chúng ta đã hợp tác với nhau thì phải tin tưởng nhau mới được. Còn nữa, cô phải nói, tại sao cô ở Thiên Nguyệt Am, hơn nữa, lại còn không xuống tóc? Vương Nhân Bàng hỏi. Lạc Phi Trúc. Cô nàng xấu xí nói. Liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, lại nói tiếp. Người tu hành nhưng vẫn để tóc rất nhiều mà, đâu có gì kỳ lạ chứ. Từ nhỏ tôi đã được người trong am nhặt về nuôi. Họ thấy tôi đáng yêu, cho nên, coi tôi như con vậy. Không cho tôi mặc áo Nico, anh nhìn xem, quần áo tôi mặc đều là hàng hiệu cả. Nói ra, tôi cũng có chút khổ sở. Bọn họ đối với tôi quá tốt, tiền hương khói đều đưa cho tôi đi mua đồ hiệu mặc. Hơn nữa, còn cho tôi đi học đại học. Còn nói sau này sẽ tìm chỗ tốt để gả cho, khi họ xuống núi thì cũng có nơi để đặt chân. Cho nên, tôi làm như vậy không phải là ăn cháo đá bát hay sao? Tuy nhiên, chút nữa lấy Vạn Hà Căn, xin anh hạ thủ lưu tình một chút, không được nhổ cỏ nhổ tận gốc. Thứ đó nghe nói rất khó phát triển, có lần nghe sư thái nói chỉ một củ to bằng cổ tay trẻ con thôi cũng đã phải mất cả ngàn năm rồi. Bằng không, nếu không đã không gọi là Vạn Hà Căn rồi. Cái tên này, cũng không tệ lắm. Yên tâm đi, Vương Nhân Bàng tôi không phải là hạng người quá tham lam, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó đâu. Vương Nhân Bàng gật đầu, nhìn Lạc Phi Trúc một cái, hỏi tiếp. Trong am có mấy cao thủ, năng lực thế nào? Nếu đã muốn lấy Vạn Hà Căn, thì phải làm rõ mới được. Còn nữa, Vạn Hà Căn rốt cục là được giấu ở đâu, trông như thế nào, có công dụng gì, cô phải nói cho rõ ràng. Đến lúc đó, tôi cũng dễ ra tay. Nếu như không cẩn thận, làm thương Vạn Hà Căn thì lãng phí lắm. Cao thủ, tôi chỉ thấy Phỉ Nguyệt Sư Thái là cao thủ thôi. Còn có một số tiểu sư phụ công lực cũng không tệ. Nghe nói trình độ này của chúng tôi đã đạt tới tam tứ đẳng, có phải hay không? Lạc Phi Trúc nói. Ừ, dựa vào công lực phân cao thấp, cô đã đạt tới tam đẳng, mạnh hơn người bình thường rồi. So với cao thủ chân chính, giống như tôi chẳng hạn thì còn kém xa. Nói cách khác là không đáng nhắc tới. Vương Nhân Bàng nói, rất có phong thái của một cao thủ. Hừ. Lạc Phi Trúc tức giận hừ một tiếng, nói tiếp. Vạn Hà Căn thực ra cũng chẳng có gì thần bí cả, nó chỉ là một loại củ sen đặc biệt thôi. Bốn hoa sẽ hàng năm sẽ đổi, tuy nhiên Thiên Nguyệt Am không biết dùng phương pháp đặc biệt gì mà rễ sen không bị thối. Hơn nữa, một bể hoa sen đều quấn lấy nhau, mà loại rễ sen này căn bản là không lớn. Mấy chục rễ cuốn lấy nhau, sống vài chục năm thai cũng chỉ to bằng đầu ngón tay cái mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy, vài trăm rễ quấn vào nhau, trải qua bao năm tháng dần dần hòa hợp thành một củ vạn rễ sen. Niên đại càng lâu thì càng to,
hiện tại trong am chỉ có một cái được gọi là Vạn Hà Săn mà thôi, nghe nói to bằng bắp chân người lớn ổi, cũng đã trải qua hơn một năm rồi. Sư thái coi đó như bảo bối, bình thường không để bất kỳ ai tới gần nó. Tuy nhiên sư thái trước kia nhặt tôi về lúc sắp qua đời có nói với tôi. Vạn Hà Căn được trồng ở phía dưới núi giả của am. Bên trong có mấy đường ngầm không thể đi vào. Nếu không cẩn thận sẽ bị vùi lấp mà chết. Con đường này, chỉ có một mình Phỉ Nguyệt Sư Thái là biết thôi. Cái này, chỉ có thể đợi Phỉ Nguyệt Sư Thái sắp thăng thiên giao cho đệ tử mà bà tin cậy nhất mà thôi. Vạn Hà Căn có tác dụng gì? Vương Nhân Bàng bắt đầu nổi hứng, hỏi tiếp. Hạt sen vốn có nhiều dinh dưỡng, củ sen cũng có giá trị dinh dưỡng rất cao. Nhưng một miếng Vạn Hà Căn lại có dinh dưỡng bằng cả một xe lửa củ sen. Cho nên, anh không thể một lúc mà ăn được một xe lửa củ sen được. Vạn Hà Căn chỉ là một loại thực phẩm dinh dưỡng siêu cấp mà thôi. Tuy nhiên đó là loại thiên nhiên, không giống như loại thực phẩm dinh dưỡng mà dùng kỹ thuật hiện đại ngày nay. Lạc Phi Trúc nói. Đi theo sau Lạc Phi Trúc, rốt cục cũng nhìn thấy Thiên Nguyệt Am, nhìn qua đó là một cái am ni cô cũ kỹ. Phạm vi tương đối rộng, chiều rộng đến vài trăm mét. Ba chữ Thiên Nguyệt Am được dán bằng một loại lá cây đặc biệt. Hình như, người đến hương khói cũng không nhiều mấy nhỉ. Vương Nhân Bàng nhìn cửa am vắng vẻ, liền hỏi. Nơi này rất hẻo lánh, có rất ít người đến. Những người đến đều là người biết nơi đây. Tuy nhiên, dù người đến hương khói không nhiều lắm, nhưng những người đến đều rất hào phóng. Bọn họ mỗi lần đặt lễ, cũng phải hàng vạn trở lên. Nơi Phỉ Nguyệt Đại Sư dưỡng sinh rất đẹp. Bà hiện giờ đã 80 rồi, nhưng nhìn qua chỉ giống như 50 mà thôi. Tôi đoán rằng, Vạn Hà Căn ngấm vào cho nên mới khiến chủ am trẻ như vậy. Người ngoài đương nhiên là không hiểu, tưởng rằng am chủ có bí quyết dưỡng sinh thần bí. Lạc Phi Trúc nhỏ giọng nói. Ha ha, đạo dưỡng sinh đương nhiên cũng có một chút, am chủ có phong phạm của đại sư, tự nhiên làm mê hoặc thế nhân rồi. Ở thành phố có bao nhiêu quyền quý phu nhân, ai mà không muốn trẻ đẹp lâu chứ? Và lại, những người này thường trông chẳng ra làm sao cả. Tôi đoán, am chủ của các cô có khả năng dùng một ít Vạn Hà Căn chế tác thành một loại thuốc đặc biệt để cho các quý bà dùng. Ví dụ, loại vài trăm năm này, dinh dưỡng cao, hạt sen cũng có tác dụng làm đẹp. Tự nhiên, các quý phu nhân cảm thấy mình trẻ hơn một chút, cho nên ra tay mới rộng lượng. Vương Nhân Bàng cười nói. Chắc là như vậy, Vạn Hà Căn là vận mệnh của am chủ. Con đường phát tài, không có nó thì Thiên Nguyệt Am không thể sinh tồn được. Cho nên, anh không được đào hết, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh. Tôi làm như vậy là đã có lỗi với am chủ lắm rồi. Lạc Phi Trúc dặn dò nói. Biết rồi, thật là phiền toái. Vương Nhân Bàng nhíu nhíu mày, cười nói. Bạn của cô Vương Nhân Bàng này ra tay cũng rộng rãi mà, ủng hộ chục ngàn tệ trước đã. Đến lúc đó cô giới thiệu tôi thành một nhị thế tổ là được rồi. Trong nhà, vẫn có tiền. Nhà anh làm kinh doanh, nhiều tiền vậy thật sao? Lạc Phi Trúc nhìn Vương Nhân Bàng có chút nghi ngờ nói. Xòe tay ra lấy. Vương Nhân Bàng cười nói. Bụng nghĩ dù sao cũng là trộm được, quyên góp cũng không tiếc lắm. Ừ, trong nhà nhiều tiền, chỉ cần giơ tay ra là có. Đúng là đại gia. Lạc Phi Trúc hâm mộ nói. Nhà của người khác, Vương Nhân Bàng cười thầm trong lòng một tiếng, giả bộ nghiêm túc gật đầu. Buổi tối, trở về thành phố, ở đào tổ cốc bận rộn một ngày. Diệp Phàm cảm thấy mệt mỏi, ăn uống cùng với khách xong lại ngồi nói chuyện một hồi, về nhà tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ. Tiếng chuông điện thoại đáng ghét lại vang lên, hắn tưởng là của Triệu Tứ, nhưng mở ra thì lại thấy không ngờ là của Tống Trinh Giao. Trinh Giao, chưa ngủ sao? Hôm nay mệt rồi mà. Diệp Phàm hỏi. Em muốn ăn món Lão Công Bảo. Tống Trinh Giao nói. Lão Công Bảo nghĩa là ông xã khen tên một món ăn. Giờ này chắc đóng cửa rồi. Diệp Phàm nói, nhìn đồng hồ thấy sắp tới 12 giờ rồi. Anh không muốn đi ăn cùng em có đúng không? Em đáng ghét như vậy sao? Tống Trinh Giao tức giận, giọng nói không ngời còn như đang mếu vậy. Anh tới đón em. Diệp Phàm tự nhiên đồng ý luôn, lái xe thẳng đến nhà khách Hải Đông mà đi. Dưới ánh đèn xe, phát hiện Tống Trinh Giao đang đứng dưới cổng nhà khách Hải Đông mặc dù trời gió rét. Cô đứng một mình trông rất đáng thương. Diệp Phàm bỗng cảm thấy đau lòng, vội vàng cởi áo choàng lên người cho cô. Tay kia ôm lấy cô đi về phía xe. Tống Trinh Giao không lên tiếng,
cũng chẳng cự tuyệt, cứ để Diệp Phàm ôm, đầu còn gục vào trong lòng Diệp Phàm. Trình Giao, chúng ta đem, lão công bảo, đến Lưu Hoa Cốc, ở huyện Ninh Khê ăn được không? Diệp Phàm quay sang hỏi Tống Trình Giao. Lưu Hoa Cốc có phải có rất nhiều hoa không? Tống Trình Giao hỏi ngược lại, đôi mắt chớp chớp nhìn Diệp Phàm. Anh chưa đi bao giờ, tuy nhiên chắc là như vậy. Bây giờ là mùa xuân, là mùa hoa nở rộ, chắc là sẽ rất nhiều hoa. Diệp Phàm đáp, nơi đó chắc chắn là rất hẻo lánh, anh sẽ không ăn mất em chứ. Tống Trình Giao mặt ửng đỏ, bình tĩnh nhìn Diệp Phàm hỏi. Hai. Diệp Phàm thở dài, ngước mắt lên nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, sau đó giơ tay xoa xoa khuôn mặt Tống Trình Giao, nói. Nếu em bằng lòng để anh ăn, thì anh sẽ ăn. Nếu không thì tuyệt đối không ăn. Anh. Tống Trình Giao đôi mắt đã ngấn lệ. Em, anh xin lỗi. Chúng ta đi chơi, chỉ đi chơi thôi. Anh sẽ không bắt nạt em. Diệp Phàm đứng đắn, giơ tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô. Em không sợ anh bắt nạt. Tống Trình Giao nói xong những lời này, mặt cô lại ửng đỏ, xấu hổ nhắm mắt lại chẳng nói lời nào. Thế anh sẽ bắt nạt em thật. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, Tống Trình Giao không hé răng, tuy nhiên bộ ngực phập phồng mãnh liệt. Diệp Phàm không nói lời nào nữa, lái xe thẳng đến một tiệm bán lão công bảo. Đến cổng, thực khách không ngờ vẫn còn rất đông. Diệp Phàm tìm một cửa ngách để vào chứ đợi ở cửa chính thì chẳng biết là đợi đến bao giờ. Diệp Phàm đã tìm được một người trung niên giống như đầu bếp, trực tiếp hỏi. Tôi là chủ tịch thành phố Hải Đông, Diệp Phàm. Khách của chúng tôi hôm nay muốn ăn lão công bảo, anh gọi giám đốc đến, làm cho chúng tôi hai suất nhé. Hả, chủ tịch thành phố. Vị đầu bếp kêu lên một tiếng, vội vàng chạy vào bên trong. Không lâu sau, một người trung niên có cái mũi to, nói với Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố, tôi là người phụ trách ở đây, hôm nay được nấu ăn cho chủ tịch thành phố, thật sự đó là vinh dự của cửa hàng chúng tôi. Anh vui lòng chờ một chút, chắc cũng phải mất tầm 30 phút. Diệp Phàm gật đầu gọi điện cho Tống Trình Giao, lúc này cô đang đợi ở ngoài xe. Chủ tịch thành phố, anh đến phòng khách của chúng tôi nghỉ ngơi một chút đi. Trương Đại Minh sắp xếp xong đầu bếp, lại quay lại nói. Cũng được. Diệp Phàm gật gật đầu. Phòng khách của cửa hàng này rất có phong cách, thiết kế một bể nuôi cá vàng lớn ở trung tâm. Chương 1749, cuộc họp bí thư. Chủ tịch thành phố, bí thư Phạm và phó chủ tịch thành phố Trương cũng rất thích đến cửa hàng chúng tôi. Mỗi lần đến lại nhấm nháp lão công bảo. Trương Đại Minh cười nói. Ừ, món ông xã khen của các ông ngon lắm, là một trong những đặc sản của Hải Đông chúng ta. Tuy nhiên, tại sao lại không mở rộng thị trường vậy? Tuy nói đây là món rất có danh tiếng ở Hải Đông, nhưng tôi thấy, các ông hình như cũng chưa mở chi nhánh, cửa hàng quy mô cũng không lớn, không hình thành một quy hoạch nhất định. Tại sao không làm một hệ thống cửa hàng giống như McDonald's ý? Ít nhất cũng phải làm một cửa hàng ở Thủy Châu. Thủy Châu là thành phố lớn, so với Hải Đông chúng ta còn có sức ảnh hưởng hơn. Một là đến để tuyên truyền món ăn của Hải Đông chúng ta, hai nữa đây cũng là một sự kế thừa văn hóa. Sau này phát triển rồi thì hướng ra thị trường toàn quốc, sau đó là thị trường thế giới. Diệp Phàm vừa đi vừa nói. Muốn thì muốn đấy, nhưng, hai, không nói nữa. Trương Đại Minh giống như có điều gì khó nói nửa câu rồi dừng lại. Có chuyện gì về sau có thể tìm tôi, giúp các ông giải quyết khó khăn là chuyện mà Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi nên làm. Diệp Phàm nói, buổi tối cũng không có hứng để nói những cái này cho nên cũng chẳng hỏi thêm nữa. Ở phòng khách khoảng 10 phút, một người trung niên mặc áo khoác dài bước vào. Người này từ ra đã giơ tay ra, vẻ mặt tươi cười nói. Chủ tịch thành phố, tôi là Trương Đông Thăng, giám đốc của lão Trương ký. Đây là cửa hàng mà tổ tiên chúng tôi để lại, đến nay cũng có 5-600 năm lịch sử rồi. Năm đó, tổ tiên chúng tôi đã từng làm món này cho Hoàng thượng. Muốn nói món ông xã khen chính tông, thì phải ra phụ đích thân làm mới gọi là chính tông nhất. Vừa rồi nghe nói chủ tịch thành phố nói muốn đãi khách quý, cho nên gia phị đã đích thân đến phòng bếp để chỉ huy nhóm đầu bếp làm. Thời gian sẽ hơi lâu một chút, khoảng một giờ mới xong. Được ăn món, lão công bảo, chính tông. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Diệp Phàm nói, sau đó lại gọi điện thoại cho Tống Trình Giao. Cô đang nghe nhạc trong xe.
Món lão công bảo chính tông nhất của lão Trương Ký cũng rất đáng để chờ đợi. Chủ tịch thành phố, thiếu nông của chúng tôi là tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Harvard. Lúc này, Trương Đại Minh có vẻ đắc ý cười nói. Chú Trương, điều nhỏ nhặt ấy đừng nói ra kẻo chủ tịch Diệp chê cười. Trương Thăng Đông thản nhiên cười nói. Ông chủ Trương là người tài. Diệp Phàm cười nói, nhìn Trương Thăng Đông một cái, nói tiếp. Tuy nhiên, vẫn là vấn đề vừa rồi, tôi có chút không rõ. Dựa vào học thức của anh, vì sao không đẩy mạnh hơn? Chẳng lẽ lão công bảo không muốn trở thành một trong những món ăn nổi tiếng trên toàn thế giới hay sao? Ai cũng muốn, nhưng thực tế cũng rất khó khăn. Một thương hiệu trong phạm vi nhỏ thì gây dựng tiếng tăm dễ dàng, nhưng nếu muốn mở rộng ra thì phải có tài chính lớn. Mặt khác, định vị thị trường có chính xác hay không, áp dụng chiến lược có chính xác hay không, có nắm bắt thời cơ chính xác hay không, một loạt những vấn đề đặt ra trước mắt. Trương Thăng Đông có chút buồn bã nói. Kinh phí, lão Trương Ký mở đã vài trăm năm, vốn chắc không phải là vấn đề chứ. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, nói. Vốn cũng có một chút, tuy nhiên. Trương Thăng Đông vừa nói đến đây thì ngừng lại. Xem ra, có vấn đề gì đó rất khó nói. Lúc này, một ông già dẫn theo đầu bếp cầm đến một chiếc hộp đồ ăn lớn, trông rất tinh xảo. Chủ tịch thành phố, đây là cha tôi Trương Vũ Lâm. Trương Thăng Đông chỉ vào ông già đội mũ đầu bếp nói. Cảm ơn ông chủ Trương đích thân nấu. Diệp Phàm giơ tay, tuy nhiên Trương Vũ Lâm lại nhanh hơn, vươn tay ra bắt tay Diệp Phàm. Chủ tịch thành phố đến, là vinh dự của chúng tôi. Hy vọng chủ tịch thành phố về sau thường xuyên thăm nơi này. Lúc đến thông báo một tiếng để chúng tôi chuẩn bị một chút. Trương Vũ Lâm nói đến đây, Trương Thăng Đông liền rút ra một tấm thiếp tinh xảo. Diệp Phàm cũng không khách khí liền nhận lấy, sau đó nói. Tôi phải về rồi, hôm nào nói chuyện tiếp nhé. Bao nhiêu tiền vậy? Đây là chúng tôi biếu chủ tịch thành phố. Đương nhiên, lần sau chủ tịch đến nữa thì chúng tôi sẽ lấy tiền, giảm 20%. Nếu chủ tịch cảm thấy ngon thì giúp chúng tôi quảng cáo một chút. Ha ha! Trương Thăng Đông rất biết làm kinh doanh, cũng rất biết nói chuyện. Vậy được, cảm ơn. Tôi về đây. Diệp Phàm cũng không nói nhiều nữa, liền cầm hộp đồ ăn về. Chủ yếu là sợ Tống Trinh Giao đợi sốt ruột. Ở trên xe. Quái, sao anh nói là chưa từng đến đây, sao lại nói chuyện như là khách ruột ở đây thế? Tống Trinh Giao ngồi bên cạnh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhìn Diệp Phàm hỏi. Ha ha! Diệp Phàm đắc ý cười. Hức! Tống Trinh Giao lườm hắn một cái, bỗng hung hăng nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay Diệp Phàm. Khiến hắn kêu lên oai oái. Chủ tịch Tống dạo này có động tĩnh gì không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Ông ấy muốn đổi địa phương. Tống Trinh Giao nói. Đổi địa phương thì chắc là thăng chức rồi. Có phải sắp lên chủ tịch tỉnh không? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Chủ tịch tỉnh. Tống Trinh Giao nói thầm một câu, lắc lắc đầu. Không phải là chủ tịch tỉnh thì sẽ thăng lên chức gì? Diệp Phàm nhìn Tống Trinh Giao hỏi tiếp. Bí thư đảng quần chúng so với phó chủ tịch thường trực thì phân lượng còn lớn hơn nhiều. Nghe nói những việc quan trọng đều phải được cuộc họp bí thư quyết định, về sau chỉ cần qua hội nghị thường vụ một chút là xong, quan trường có chuyện như vật thật sao? Tống Trinh Giao nói. Ừ, đúng là có chuyện như vậy. Đối với một số việc mà mình không nắm chắc, là nhân vân số một của một địa phương, đương nhiên phải đem việc đó thông qua ở cuộc họp bí thư. Nếu có thể qua thì có thể thảo luận trên hội nghị thường vụ. Ví dụ như thị xã, tham gia cuộc họp bí thư chính là số ít ủy viên thường cụ. Bình thường là do bí thư triệu tập và chủ trì, những phó bí thư chuyên trách khác, thì chủ tịch thông thường đều kiêm phó bí thư, trưởng ban tổ chức cán bộ. Trưởng ban thư ký thành ủy bình thường là dự thính, chỉ có quyền dự thính chứ không có quyền lên tiếng. Đôi khi căn cứ yêu cầu đề nghị của cuộc họp, tham gia cố vấn cho các ủy viên thường vụ thành ủy. Đương nhiên, những ủy viên thường vụ này rất ít có cơ hội tham gia các cuộc họp bí thư. Bình thường chỉ là cung cấp ý kiến tham khảo mà không có quyền đề nghị và biểu quyết. Những người có mặt, thường thì trong đảng có địa vị cao hơn so với các ủy viên thường vụ ngẫu nhiên tham gia, đương nhiên, chẳng có ai dám phản đối trước mặt các lãnh đạo cả. Mà dưới sự điều chỉnh sắp xếp của cán bộ, cuộc họp bí thư là trọng tâm, có quyền uy nhất. Chỉ khi được sự đồng ý nhất trí của cuộc họp bí thư mới được đưa lên hội nghị thường vụ thành ủy, thông thường thì sẽ không có ý kiến phản đối. Kể cả những lúc có một số ít phản đối,
thì những lãnh đạo tham gia cuộc họp bí thư sẽ kịp thời đứng ra, nhấn mạnh những điều mà người phản đối nói thực ra là ý kiến của cuộc họp bí thư, và cuối cùng, số ít kia vẫn phải nghe theo. Như vậy, cuộc họp bí thư biến thành một tiểu đoàn thể vô cùng quyền uy của một số ít người. Thực ra chính là, thường ủy của thường ủy, trung tâm của trung tâm. Nó có một quyền lực cao nhất của thành phố, quyết định quyền sử dụng cán bộ của thành phố. Cho nên, cuộc họp bí thư không phải do những người bình thường, mà do những người có quyền lực hợp thành, thiểu số nhưng lại có thể quyết định số phận của hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn cán bộ, quyết định cuộc sống của hàng triệu dân chúng. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Nói như vậy, cuộc họp bí thư không phải là hội nghị, mà cũng không phải là nơi dành cho người bình thường, nó là sự tượng trưng của quyền lực. Quyền lực này nếu như sử dụng đúng thì đó là phúc, còn dùng sai thì nó lại là tai họa. Tống Trinh Giao nói. Đương nhiên, trong xã hội, chúng ta thường nhìn thấy hội nghị bí thư trở thành quyền lực và tiền bạc của số ít lãnh đạo. Những lãnh đạo có thể tham gia cuộc họp bí thư luôn luôn kết hợp tiền bạc và quyền lực với nhau. Không đưa tiền thì không làm, đưa ít thì làm theo kiểu đưa ít, đưa nhiều thì làm theo kiểu đưa nhiều. Hơn nữa, các lãnh đạo tham gia cuộc họp đều có tính toán riêng của mình. Ví dụ bí thư triệu tập nhân sự mở cuộc họp bí thư. Ông ta sẽ nắm vị trí lớn, còn những chức phó khác thì cũng được vị trí nhỏ hơn. Như vậy, mọi người đều có được lợi ích, đương nhiên sẽ vui vẻ rồi. Cái này gọi là gì nhỉ? À, gọi là cả nhà đều vui. Đương nhiên sẽ chẳng có ai phản đối. Nếu chuyện này trên cuộc họp bí thư không thể giải quyết được, thường thường sẽ được nhân vật số một gác lại. Đợi tìm được cơ hội có thể giải quyết, thì giải quyết chính trị là nghệ thuật thỏa hiệp. Bất luận là làm thế nào thì cuối cùng cũng có thể tìm được cơ hội giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nước ta cũng đang dần dần tiến lên dân chủ hóa. Đảng cũng từng nói ra, dân chủ và tập trung là đối lập với nhau. Chỉ có tập trung mà không có dân chủ thì không được, chỉ có dân chủ mà không tập trung thì sẽ càng loạn hơn. Hai cái này nếu như tìm được điểm cân bằng thì là quá tốt. Hơn nữa, theo tiến trình của dân chủ hóa, rất nhiều sự công khai càng ngày càng sâu sắc hơn. Ví dụ như nghề của em, chính là việc làm công khai sáng tỏ một số chuyện. Đương nhiên, hiện nay chính sách còn chưa cho phép công khai mọi chuyện. Sự công khai của truyền thông là sự công khai có giới hạn. Có người phàn nàn không có dân chủ, thực ra, anh không đồng ý quan điểm này. Làm như vậy, nó cũng có cái tốt riêng, nếu để truyền thông tự do quá thì sẽ càng loạn hơn. Hơn nữa, ngày nào cũng đấu đá nội bộ thì sẽ khiến quốc gia bị tổn thương. Vì vậy, dân chủ phải có mức độ, đương nhiên từng bước trở nên dân chủ hơn, thì cũng là phương hướng mà đảng ta đang tìm kiếm. Cũng là yêu cầu của sự tiến bộ xã hội, anh tin rằng, cuộc sống của chúng ta càng tự do, càng dân chủ hơn. Đương nhiên, không quên tập trung, nếu không, trên hội nghị thường vụ, em nói một câu, người ta sẽ nói một câu. Cuối cùng, chẳng ai phục ai. Diệp Phàm thản nhiên nói. Lưu Hoa Cốc nằm trong huyện Ninh Khê, đường đi không tệ lắm. Tuy nhiên, đến đó thì cũng đã là 3 giờ sáng rồi. Trinh Giao, muốn đi ngủ chưa? Diệp Phàm nhìn cô, phát hiện mắt cô còn mở rất to, không có dấu hiệu của buồn ngủ. Trước mắt Lưu Hoa Cốc còn chưa khai thác, cho nên lúc này trừ vầng trăng trên bầu trời ra, thì thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của các loại côn trùng. Chúng ta xây một cái nhà có được không? Xuống xe, Diệp Phàm cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1750, ngôi nhà của chúng ta. Xây thế nào? Tống Trinh Giao ngắm nhìn bụi hoa, có chút không hiểu, hỏi. Sơn nhân đều có diệu kế. Diệp Phàm cười nói, sau đó chuyển đồ từ chiếc xe Việt dã ra. Chỉ trong chốc lát, đồ đạc đã được chuyển hết ra. Chiếc lều. Tống Trinh Giao rốt cuộc cũng đã hiểu, hơn nữa còn khá là hưng phấn. Sắc mặt đỏ hồng lúc này cũng phát huy tác dụng. Một chiếc lều quân dụng mà báo săn chế tạo rất hiện đại, không cần dùng một chiếc gậy hợp kim nối lại, mà được thu nhỏ lại, đặt trên mặt đất. Một máy nén khí loại nhỏ vang lên, không lâu sau chiếc lều lớn lên, hai ba người chui vào cũng được. Diệp Phàm chỉ mất một chút sức lực là đã cố định xong chiếc lều. Dưới đất cũng là một chiếc đệm bơm hơi, một chiếc ghế và mỗi chiếc bàn bơm hơi. Gia đình. Tống Trinh Giao hưng phấn giống như một chú thỏ con vậy, luống cuống phụ Diệp Phàm sắp xếp. Cô rất nhanh nhẹn, chạy bên này, nhảy bên kia, không lâu xong, tất cả đã được sắp xếp xong.
Trình Giao, chúng ta vào nghỉ thôi, sáng rồi ngắm hoa sau, có được không? Diệp Phàm giả bộ tự nhiên, cười hỏi. Hôi chết đi được, người đầy mồ hôi, chẳng có chỗ nào để tắm cả. Tống Trinh Giao mũi giật giật, vẻ mặt xấu hổ. Con gái ai cũng thích sạch sẽ, không muốn để người yêu ngửi thấy mùi của cơ thể mình. Như vậy sẽ bị mất điểm trong lòng người yêu. Yên tâm, bên trên chỗ tảng đá kia có một hố nước nhỏ, nước rất trong. Diệp Phàm giơ tay ra định ôm lấy cô, nhưng lại bị Tống Trinh Giao đẩy ra. Hắn nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, hỏi. Lúc nãy cho ôm, sao bây giờ lại không chịu vậy? Không phải là em đã nói là người em lúc này rất bẩn sao? Đây gọi là trước khác giờ khác. Tống Trinh Giao liếc nhìn hắn một cái, dưới ánh trăng, trông cô vô cùng thanh thoát, trông giống như một đóa phong lan chờ người đến hái vậy. Vậy thì đi tắm một chút là xong. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, cầm chiếc túi của hai người đi ra bể nước. Rất lạnh. Tống Trinh Giao có chút do dự, bởi thời tiết tháng tư, lại buổi tối nữa nên trời vẫn còn rất lạnh. Không lạnh đâu, nếu không tin em cứ thử đi. Diệp Phàm cười thần bí, kéo tay Tống Trinh Giao đi. Đi mấy chục mét là đã đến bể nước kia rồi. Bể không lớn, rộng chỉ khoảng 2 mét vuông, nó được khoét ra từ một tảng đá lớn. Thực ra nó là một hố đá, có lẽ bị thiên thạch gì đó va chạm phải mà hình thành. Diệp Phàm đương nhiên cũng chẳng có hứng thú mà nghiên cứu nó làm gì. Tống Trinh Giao đưa tay xuống sờ sờ, đột nhiên kêu lên. Sao lại nóng nhỉ, lạ thật đấy. Ha ha, ban ngày tảng đá này hấp thụ ánh nắng, buổi tối thì nhiệt được truyền xuống nước, cho nên nó mới nóng. Diệp Phàm cười giải thích. Không thể, nếu là mùa hè thì còn có khả năng, bây giờ mới thanh minh, không thể có chuyện đó được. Tống Trinh Giao cũng không ngốc, cô nhìn Diệp Phàm. Vẻ mặt đầy nghi ngờ. Mặc xác nó đi, nóng là được rồi. Chúng ta tắm huyền ương dưới ánh trăng, Trinh Giao, em nghĩ xem, đầu gối vào tảng đá, ngắm ánh trăng trên bầu trời, thật đẹp biết nhường nào. Diệp Phàm có chút sốt ruột rồi, hắn liền cởi áo ra đầu tiên. Không được, chắc chắn anh có chuyện giấu em. Tống Trinh Giao lắc lắc đầu, không chịu cởi đồ. Không phải nói với em rồi sao? Có những thứ chúng ta không cần hiểu. Chỉ cần quan tâm đến kết quả mà thôi. Diệp Phàm đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không được, nếu anh không nói thì em sẽ không tắm. Tống Trinh Giao rất cố chấp, thực ra cô có chút băn khoăn. Được rồi, không giấu em nữa. Nước này, anh đã bố trí người làm nóng. Yên tâm, anh ấy là người anh em tốt nhất của anh. Hiện tại tuyệt đối không ở đây. Anh ấy đã đi rồi, nếu không anh sẽ lột da anh ấy ra. Diệp Phàm khí phách 10 phần, đưa tay lên cởi áo cho cô, lúc này Tống Trinh Giao lại nghe lời, liền giơ tay lên để chiếc áo từ từ được cởi ra. Anh quay lưng đi, để em tự làm. Tống Trinh Giao bỗng sẵn giọng. Được được, anh không nhìn đâu. Diệp Phàm nghe lời quay mặt đi, bụng nghĩ con gái ai cũng thích tự lừa dối mình. Đợi chút nữa hai người tắm chung rồi thì có cái gì mà nhìn không thấy chứ. Đôi mắt chim ưng của mình cũng không phải đơn giản. Hiện tại đã tới cửu đẳng rồi, nhìn trong ban đêm cũng gần như ban ngày. Đương nhiên nó không thể đạt được sự rõ nét như khi có ánh sáng mặt trời được. Mấy phút sau, Diệp Phàm nghe thấy tiếng nước đằng sau, biết là Tống Trinh Giao đã xuống nước trước. Vừa quay đầu, hắn lập tức ngây người. Dưới ánh trăng, một thiếu nữ xinh đẹp trong bể nước. Thân dưới mặc một chiếc quần ngắn, trên mặt một chiếc áo mỏng, bị nước làm ướt hết, bộ ngực căng đầy hiển hiện trước mắt, dưới ánh trăng mông lung. Trông vô cùng quyến rũ. Buổi tối có người khác đến không anh? Tống Trinh Giao có chút lo lắng nhìn bốn phía hỏi. Yên tâm đi, trong phạm vi 3 dặm không có ai đâu. Diệp Phàm cười nói, bụng nghĩ Phạm Cương đang cầm súng đi tuần tra, nếu có người đến thì không biết hay sao. Anh, nước này sao không thấy nguội đi nhỉ? Lâu như vậy rồi mà. Tống Trinh Giao nhẹ nhàng ngả vào vai Diệp Phàm, mắt liếc sang nhìn hắn, hỏi. Đương nhiên là nước đang được tiếp tục được làm nóng rồi. Em không nhìn thấy à, nước đằng trên xuống rất nóng mà. Diệp Phàm đưa tay chỉ vào dòng nước nhỏ đang chảy từ tảng đá phía trên xuống. Thế còn không phải có người đang ở phía trên sao? Tống Trinh Giao lại có chút lo lắng. Ngốc quá đi mất, nước được tiếp tục đun nóng không có nghĩa là phải có người ở đó. Giống như em cắm xong điện rồi ra ngoài, chẳng lẽ không được hay sao? Hơn nữa. Diệp Phàm anh tắm cùng người con gái của mình, sao có thể để người khác nhìn trộm được?
Diệp Phàm cười gượng, tay hướng vào đôi gò bồng đảo kia, rồi thì thầm vào tai cô. Còn mặc áo ngoài làm gì, em không thấy khó chịu à? Không được, không cởi được. Tống Trinh giao miệng nói vậy, nhưng lại phản đối tay Diệp Phàm đang cởi áo cho cô, còn chiếc quần nhỏ xíu kia thì cô không cho cởi. Không cởi thì không cởi. Diệp Phàm cảm giác tiếc nuối, nhìn Tống Trinh giao một cái, cô cũng đang nhìn hắn. Người Diệp Phàm khẽ nhích lên trên, hai người áp chặt lại nhau, hai đôi môi rốt cục cũng hòa quyện chẳng buông rời. Đôi tay ma quái của Diệp Phàm cũng đâu chịu ở yên, liền đi từ trên xuống, không lâu sau, Trinh Giao liền có phản ứng. Dần dần toàn thân run bắn lên, biết cô đã bị kích thích rồi, hắn càng xoa nắn mạnh hơn. Hự! Tống Trinh Giao kêu nhỏ một tiếng, Diệp Phàm biết là cô đang đánh mất mình rồi. Cơ hội đến, đương nhiên hắn sẽ không khách khí mà bỏ qua được. Liền đưa tay xuống mạnh thêm chút nữa, không lâu sau Tống Trinh Giao đã bị giải trừ vũ trang một cách thuận lợi. Đến chiếc áo chụp ngực cũng chẳng được buông tha, hai chấm hồng trên đỉnh núi dưới ánh trăng trông càng đáng yêu hơn. Đương nhiên Diệp Phàm chưa làm đến cùng, còn một chiếc quần tam giác chưa được cởi bỏ, đây mới là địa bàn cuối cùng của Tống Trinh Giao. Hắn muốn để khi cô tỉnh rồi cô đồng ý thì hắn mới giải trừ. Diệp Phàm không thích dùng phương pháp bá vương này. Anh, em muốn anh động vào trái tim em, xem trái tim em có phải là giả không? Chỉ anh mà thôi. Tống Trinh Giao kêu lên trong cơn mê loạn, cầm lấy tay Diệp Phàm đặt lên bộ ngực mình. Trái tim đó quả thật đang đập rất mãnh liệt, Diệp Phàm nghe thấy tiếng đập của trái tim cô. Không lâu sau, trong bể nước vang lên những tiếng thở gấp gáp cùng với tiếng động của nước. Một trận chiến mãnh liệt vừa trôi qua, hai người ôm chặt lấy nhau. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn chưa tháo bỏ vũ khí cuối cùng của cô. Vừa rồi nếu như làm gì đó trong cơn mê loạn thì chắc chắn Tống Trinh Giao sẽ không hài lòng. Có chút tỉnh táo rồi, Tống Trinh Giao mới phát hiện đồ trên cơ thể mình đều đã được cởi bỏ, chỉ trừ mỗi chiếc quần tam giác. Sắc mặt bỗng đỏ ửng, cũng chẳng mặc vào, nói. Anh chỉ biết ức hiếp em thôi. Đàn ông các anh, chỉ biết nghĩ đến cái cuối cùng, rồi sau đó vứt bỏ con nhà người ta như vứt một chiếc khăn lau. Anh không phải hạng như vậy, cho nên, anh không cởi cái cuối cùng. Anh muốn em cam tâm tình nguyện cho anh tất cả. Diệp Phàm cười nói. Cả đời này em cũng không cho anh. Tống Trinh Giao cắn môi, nói. Thế thì anh sẽ đợi cả đời. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Hai người không nói chuyện nữa, nằm xuống, ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời. Chúng ta về nghỉ đi. Diệp Phàm đề nghị nói, đương nhiên một lúc lâu sau hắn mới nói lời này. Vâng, anh bế em vào nhé. Tống Trinh Giao gật gật đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như cô sợ phá hỏng ánh trăng tuyệt vời kia vậy. Trở lại căn lều, thay xong quần áo, Diệp Phàm mở một bình hồng tửu, hai người cùng uống mấy chén. Một lúc sau thấy sắc mặt Tống Trinh Giao hơi đỏ, biết cô đã uống say rồi. Bởi vì bình thường cô căn bản là không uống rượu. Vì vậy, hai người nằm trên chiếc đệm hơi kia. Trinh Giao, em có cảm giác đây giống một căn nhà không? Diệp Phàm nhẹ nhàng hỏi. Nhà thật đẹp. Tống Trinh Giao vẻ mặt phức tạp nói. Có phải anh rất ích kỷ không? Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Có chút. Tống Trinh Giao thản nhiên gật đầu, nằm trên cánh tay của Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, đàn ông ai cũng như vậy cả. Đứng núi này trông núi nọ, đây có phải là bệnh chung của đàn ông hay không? Phụ nữ chúng em đúng là mệnh khổ, hi hi. Ha ha. Võ Tắc Thiên không phải cũng từng tìm rất nhiều trai tân đó sao? Phụ nữ cũng Diệp Phàm cười gượng một tiếng phản bác nói, không loại trừ đâu. Em không thế, anh đừng quy chụp lung tung. Hơn nữa, đàn bà như vậy, từ cổ chí kim chẳng có mấy người cả. Tống Trinh Giao nghiêm mặt nói. Xin lỗi em, Trinh Giao, em cũng khá tuổi rồi, kiếm một anh chàng nào đó mà lấy đi, em bây giờ vẫn còn đẹp. Qua mấy năm nữa thì khác. Diệp Phàm có chút chua xót khi nói những lời này. Anh chê em già rồi có đúng không? Tống Trinh sao có chút tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Không phải, anh lo sẽ làm lỡ cả đời em. Diệp Phàm ôm chặt cô nói. Vậy thì anh dùng hậu cung ngọc nhan hoàn để em được xinh đẹp mãi mãi đi, em muốn được dùng toàn thân. Trinh Giao nói, sau đó nằm lên ngực Diệp Phàm ngủ. Anh nhất định sẽ tìm được thuốc để phối chế. Diệp Phàm tự nói với chính mình. Chương 1751, Hồng Ảnh vừa hiện.
Diệp Phàm đang mơ mơ hồ hồ định ngủ, đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến nói. Trời đất choáng váng, hàng đêm đều làm chú rể. Ai? Diệp Phàm ôm Tống Trinh Giao lẻn ra bên ngoài. Trước mắt thoảng qua một đạo thân ảnh, toàn thân diễm lệ, hình như là dùng tơ lụa hồng làm áo choàng, lộ ra một chút cái trán và ánh mắt của một cô gái, toàn bộ mặt bị khăn đỏ che. Cô ta cách Diệp Phàm có 3-40 mét, bình tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ánh mắt kia đầy khinh bỉ. Sau đó, khi Diệp Phàm nghĩ lại chuyện quá khứ, cô ta tung khăn đỏ lên, phóng người đi, Diệp Phàm đuổi theo. Tuy nhiên, bởi vì trong lòng ngực còn ôm một người, cho nên, tốc độ không đạt tới đỉnh. Hơn nữa, thuật khinh thân đề túng của cô ta so với mình hình như còn cao hơn. Không lâu sau đã mất bóng dáng. Chẳng lẽ thật sự là vị nữ tử Hồng Y ở Bát Quái Môn khi mình nằm mơ thấy? Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, ngơ ngác đứng im trong bụi rậm một hồi. Sau đó, cúi đầu nhìn lại, thấy Tống Trinh Giao đang bình tĩnh nhìn mình. Em đã tỉnh. Diệp Phàm hỏi. Em cảm giác vừa rồi hình như đang bay, anh thực đã bay sao? Tống Trinh Giao ngơ ngác nhìn Diệp Phàm hỏi. Không phải bay, là chạy nhanh thôi. Em xem, có phải thế này hay không? Diệp Phàm vận khởi thuật khinh thân đề túng, đem cả thuật ưng hổ của Phí Thanh Sơn xuất ra, lấy đà vài bước, bay lên trời, đưa cả người lên cao 30 mét. Sau khi rơi xuống đất nhìn Tống Trinh Giao, cô đang ngây người. Miệng lẩm bẩm nói. Khó trách có nhiều phụ nữ thích anh là anh hùng, Kiều Viên Viên có thể làm bà xã anh, em thèm đến chết. 2. Không lâu sau trời đã sáng. Ở trong cốc lưu hoa, Tống Trinh Giao giống đứa trẻ hoạt bát, nhảy nhảy không được tự nhiên. Cô quá hoạt bát, một hồi hái đóa hoa cho Diệp Lão Đại, lát sau lại hái đóa hoa cắm trên đầu Diệp Lão Đại. Diệp Phàm cũng không chậm, làm một vòng hoa đeo lên cho Tống Trinh Giao, cô kích động, hạnh phúc, bật khóc. Anh, buổi tối nay là một buổi tối hạnh phúc nhất. Trên đường trở về, Tống Trinh Giao tâm sự. Anh cũng vậy. Diệp Phàm trả lời, đương nhiên có chút không thật lòng. Trở về thành phố, Phạm Cương từ phòng làm việc ra ngoài. Tiểu tử, cậu cũng quá không cẩn thận, để cho người ta đánh bất tỉnh không biết gì. Diệp Phàm liếc vẹo cậu ta một cái, hừ nói. Em nào có biết, khi đó em đang sắp xếp công việc. Cầm một cây côn cảnh sát tuần tra xung quanh, mắt em mở rất lớn, ngay cả con chim cũng đừng muốn bay qua. Tuy nhiên, kỳ quái chính là, thì như vậy, không hiểu ra sau trước mắt nhoáng một màu hồng, cảm giác đầu trầm xuống, tôi liền đi ngủ. Phạm Cương còn vỗ vỗ đầu, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ, thở dài. Quá lợi hại. Trước kia Amy cứ cho rằng mình có tài. Tối hôm qua mới biết được, trời cao quả là vô tận. Trước mặt Hồng Ảnh em cơ bản chỉ mềm nhũn như trứng gà. Người ta bóp chết em như bóp một con kiến. Tuy nhiên, quái, sao cô ta không muốn lấy cái mạng nhỏ của em? Chẳng lẽ, cô ta cùng đại ca có liên quan gì? Tôi cũng không rõ lắm, cô ta ở bên ngoài trướng của tôi hừ lạnh một câu gì trời đất choáng váng, hàng đêm đều làm chú rể. Sau đó tôi đuổi theo, chỉ phát hiện có đôi mắt đỏ, suốt toàn lực cũng không đuổi kịp. Có lẽ lúc ấy ôm cả Trinh Giao, hai người sức nặng gia tăng, tuy nhiên, tôi cảm giác thuật khinh thân đề túng của cô ta còn giỏi hơn tôi. Có điều nếu tôi có thể luyện ưng hổ công của nhà họ Phí tới cực điểm, nhất định sẽ đuổi kịp cô ta. Diệp Phàm tràn đầy tin tưởng nói. Cô ta hẳn là không có ác ý, hơn nữa, hình như là vì anh mà tới. Việc này có chút quái gì? Anh không nghĩ ra chút nào sao? Phạm Cương thật đúng không ngu, ánh mắt là lạ nhìn Diệp Phàm. Tiểu tử cậu nghĩ cái gì, nói không biết là không biết. Việc này tôi giấu giếm cậu làm chi? Diệp Lão Đại giơ tay đánh Phạm Cương một cái. Không biết thì thôi, còn đánh người. Đêm qua hai người hưởng khoái hoạt, còn nằm đi tuần tra uống gió Tây Bắc. Phạm Cương cào nhau một cầu rồi khẩn trương vọt sang một bên. Chỉ sợ lại bị đánh một cái. Tiểu tử, muốn khoái hoạt cũng phải có bản lĩnh kia mới được. Diệp Phàm liếc mắt vẹo ngắm người này một cái, tức giận hừ nói. Buổi tối ngày hôm sau, Diệp Phàm vội vàng tới tỉnh thành. Đồng chí Phó Chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát phân công quản lý thủy lợi gọi điện thoại tới. Nói là bên kia sở thủy lợi vẫn không thông qua kế hoạch sửa chữa khe suối Vượng Phu. Mà Phó Chủ tịch thành phố Ngô nói là cắm rễ ở tỉnh thành tương đối dài, cũng nhớ nhà. Diệp Phàm nghe xong đương nhiên tức giận quyết định tự mình đi một chuyến, sẽ chơi tên lệ trí đạt này. Vừa mới trở lại Thủy Châu,
Lô Vĩ mời ăn cơm, cũng trực tiếp chạy thẳng đến khách sạn Đại học Thủy Châu. Bên này Hạ Hải Vĩ và Vu Kiến Thần cùng Triệu Thiết Hải, Lô Vân, còn có Kê Tam Tiêu đều đã đến rồi. Mấy anh em lâu không gặp mặt, cũng phá lệ. Gặp mặt nhau mọi người ôm nhau, rất là thân thiết. Diệp Phàm vẫn bị mọi người đề cử ngồi vào ghế chủ vị. Trong lúc uống rượu, Diệp Phàm thuận miệng cùng vài huynh đệ Hàn huyên tán gẫu tình hình mọi người gần đây, cảm giác vẫn tốt. Sau lại hỏi, các anh có ai quen Lệ Chí Đạt không? Có phải trợ lý chủ tịch tỉnh họ Lệ hay không? Hạ Hải Vĩ thuận miệng hỏi. Vâng, chính là cậu ta, người này gây phiền toái cho tôi. Diệp Phàm nhíu mày. Anh dám gây phiền toái cho cậu? Vu Kiến Thần có chút khó hiểu. Lần trước ông ta đến Hải Đông. Diệp Phàm đem chuyện tường thuật từ đầu đến cuối cho mọi người. Chủ tịch tỉnh Hà không phải quan hệ rất tốt với cậu sao? Chính ông ta công quản lý thủy lợi. Lúc này Hạ Hải Vĩ hừ giọng, có chút mất hứng. Lão Hà cũng cố gắng, thiếu chút nữa đập bàn Lệ Chí Đạt. Sau đó, không biết thế nào lại bị chủ tịch tỉnh Yến biết, còn bị chủ tịch tỉnh Yến gọi đến phê bình một chút. Nói các bộ môn có quy củ của các bộ môn. Mặc dù là lãnh đạo phân công quản lý cũng không thể phá vỡ quy củ, mẹ nó, rõ ràng là tên kia liệt nửa người thôi. Diệp Phàm hừ nói. Xem ra, Lệ Chí Đạt rất được lòng chủ tịch tỉnh Yến. Lô Vĩ thản nhiên hừ nói. Tôi nghe nói anh ta lên chức rất nhanh, vốn danh hiệu trợ lý chủ tịch tỉnh là hưởng thụ đãi ngộ như cấp phó tỉnh. Chẳng qua cấp bậc chính thức vẫn là giám đốc sở. Gần đây nghe nói tỉnh chúng ta còn thiếu một chức phó chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh Yến cố ý để bạt Lệ Chí Đạt lên, nghe nói mọi chuyện đều chuẩn bị tốt lắm. Tuy nhiên, nghe nói ban tổ chức trung ương yêu cầu tỉnh Nam Phúc phải đề cử danh sách lên bọn họ trước rồi mới quyết định. Túc Nhất Tiêu quét mắt liếc mọi người một cái. Tôi hỏi cô tôi một chút. Lô Vĩ cầm điện thoại, một hồi rồi buông điện thoại xuống, nói. Còn chưa, định ra, lần này ban tổ chức cán bộ trao quyền nhân sự cấp dưới cho tỉnh Nam Phúc. Cho nên, đề cử của tỉnh ủy Nam Phúc tương đối quan trọng. Đương nhiên, có đúng hay không chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều cấp trên có văn kiện, yêu cầu làm tốt công tác đề cử dân chủ. Tôi nghĩ, có lẽ, cơ bản là che người hiểu biết thôi. Hàng năm đều như vậy, cấp trên kêu người phía dưới đề cử, thể hiện dân chủ thôi. Kết quả thì như thế nào? Có đường đút lót là được rồi. Không đường đút lót dù cho có thể đề cử lên cuối cùng cũng cắm đầu xuống ngay. Kết quả giỏ chúc múc nước chỉ như công dã tràng. Quyền chủ động vẫn ở trong tay cấp trên. Tuy nhiên, đề bạt còn phải qua cửa hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Ngay cả một cửa này cũng không thể đi qua, không phải hoàn toàn không diễn. Hạ Hải Vĩ lạnh lùng hừ nói. Việc này ngày mai tôi gặp Lệ Chí Đạt nói sau, nếu ông ta khó dễ không thông qua phương án sửa chữa khe suối Vượng Phu, không chừng Diệp Phàm tôi cũng phải dắt con dao nhỏ sau lưng. Ông ta bất nhân, tôi cũng không thể có nghĩa. Diệp Phàm hừ giọng, làm một ly hồng rượu. Nên chọc, đại ca, đến lúc đó để em nói một tiếng. Cô tôi phụ trách bên kia. Lô Vĩ hừ giọng nói. Bí thư Thiết Thác sắp đi rồi, có thể sẽ giúp lão đệ Diệp Phàm một lần, cũng là vận khí. Hạ Hải Vĩ nói. Cậu tôi bên kia cũng đi nói vài câu, có quản cũng chẳng cần phải quản tên đó. Túc Nhất Tiêu nói. Đương nhiên là nói trưởng ban thư ký tỉnh ủy Kiều Chí Hòa. Hai, thực sự tiếc cho bí thư Thiết. Sau khi anh ta đến Việt Đông, muốn gặp lại anh ta có chút khó khăn. Diệp Phàm thở dài. Cũng không biết ai sẽ ngồi lên ngai vàng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Hạ Hải Vĩ quan tâm nhất là vấn đề này, một triều vua một đời thần. Ai đi lên đối với phó bí thư như anh ta mà nói, phân công công tác khi quyền lực bị chia cắt là tương đối quan trọng. Lão Hạ. Nếu không thì tranh thủ một chút xem có thể lên chức phó bí thư ủy ban kỷ luật thứ nhất hay không. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nói. Làm sao có khả năng, tôi ở tỉnh chức phó xếp hạng lót đáy. Tuổi và kinh nghiệm lý lịch cũng không chiếm ưu thế. Một đám lão già này đều trên tuổi, tôi còn không đến điểm 7. Đây là một điểm yếu rất lớn. Thể chế chúng ta thế này, ông em cũng không phải không hiểu được. Tuổi rất quan trọng. Bằng không người ta sẽ nói cậu thanh niên thế này, bản thân ông em cậu chắc chắn có lĩnh hội. Tuy nhiên, cậu không giống với tôi, cậu rất may mắn, có năng lực. Hạ Hải Vĩ có chút ủ rũ, cơ bản là không dám đi theo hướng này. Quản nó làm quái gì, cứ tranh thủ trước một chút rồi tính sau.
vô dụng thì vô dụng, cũng phải thử một chút, ít nhất, muốn cho mọi người biết có Lão Hạ Anh là nhân vật số một như vậy. Này gọi là gì nhỉ, hiệu ứng tên người. Năm nay không được, người ta cũng biết có người cạnh tranh. Có lẽ sang năm, năm sau nữa là được. Diệp Phàm hừ giọng nói. Tranh thủ như thế nào, thứ nhất phó bí thư là cán bộ cấp giám đốc sở. Hơn nữa, Ủy ban kỷ luật là bộ môn đặc thù. Còn cần được Ủy ban kỷ luật Trung ương đồng ý mới được. Nói thật, hai mắt tôi có chút đen, ngoại trừ biết bí thư Thiết Thác, cùng với huynh đệ nhóm các cậu, những người khác, dám đều không hiểu được. Hơn nữa, ngay cả bí thư Thiết muốn giúp cũng không giúp được. Năng lực có hạn. Hạ Hải Vĩ lắc lắc đầu. Có chút mất mát. Tôi nói này Lão Hạ, chúng ta đều là người trong vòng tròn, người của Diệp hệ. Lão đại Diệp người tâm phúc chúng tôi nói được là được. Anh lo gì, thử đi rồi nói tiếp. Hiện tại đang có cơ hội này, hơn nữa, bí thư Thiết phải điều đi rồi, cứng rắn để cử anh một chút cũng là thường thôi. Vu Kiến Thần hừ giọng nói. Việc này. Hạ Hải Vĩ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, xem ra có chút động tâm. Lão Hạ, tâm động không bằng hành động. Diệp Phàm cười nói. Vậy thử xem. Hạ Hải Vĩ gật gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tuy nhiên, gậy chỉ huy ở trên đỉnh đầu cậu. Cậu nói làm sao bây giờ thì liền làm thế. Tôi thấy được. Lô Vĩ gật gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Nếu có thể giờ phút này trợ giúp Lão Hạ phá án tử lớn thì tốt rồi. Ví như, bắt vài quan tham, cũng có thể tạo ra thanh thế, vì Lão Hạ cố lên. Chương 1752, Lão Đại Diệp là người tâm phúc. Đi bắt tham quan, việc này có thể gặp được chứ không cầu được. Triệu Thiết Hải nao nao nói đạo lý. Các anh nói Lệ Chí Đạt tiểu tử này có thể là quan tham hay không? Lúc này, Lô Vân xen vào một câu. Ha ha ha. Câu đùa làm tất cả mọi người đều cười. Tôi thấy có thể âm thầm điều tra, tuy nhiên, nếu thực đẩy ngã Lệ Chí Đạt, Chủ tịch tỉnh Yến sẽ xem anh như cái đinh trong mắt. Đến lúc đó, trong cuộc họp đề cử sẽ gặp phải lực cản lớn. Vu Kiến Thần lắc lắc đầu. Không có việc gì, Chủ tịch tỉnh Yến xem anh như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nhưng, ngược lại thử xem. Bí thư Phí lại có thể đem anh thành một khẩu súng. Hơn nữa là súng kim đối phó với Chủ tịch tỉnh Yến. Lấy được sự ủng hộ của bí thư Phí chẳng khác nào lấy được sự ủng hộ của Ủy ban kỷ luật Trung ương, so với sự ủng hộ của Chủ tịch tỉnh Yến còn mạnh mẽ hơn. Lô Vĩ cười nói. Phải nhìn xa chút, nếu Lệ Chí Đạt chỉ tham nhỏ cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta phải suy nghĩ cho toàn bộ tỉnh mới đúng. Tôi cũng không tin, toàn tỉnh lớn như vậy, không bắt ra vài tên quan tham. Diệp Phàm mỉm cười quỷ dị. Ông em, cậu chỉ đường lối đi, việc này. Che che giấu giấu khổ sở lắm. Hạ Hải Vĩ làm rõ. Điều tra thành phố Hải Đông, phó chủ tịch thường trực thành phố Trương Minh Sâm, thật có thể bắt ông ta, bí thư Phí bên kia, tôi ra ngựa thu phục. Diệp Phàm đột nhiên khí phách 10 phần, giống như việc này ván đã đóng thuyền. Vậy cha ông ta, tuy nhiên ông em nói như thế, như kiểu có manh mối rồi. Hạ Hải Vĩ vừa như cười như không, nhìn Diệp Phàm. Cái này, anh cầm lấy. Diệp Phàm quăng cho Hạ Hải Vĩ một gói văn kiện to. Hạ Hải Vĩ sau khi sửng sốt, bèn cất đi như cất bảo bối. Sau khi ăn xong, Diệp Phàm ăn no ở một cái, mới phát hiện Lý Mộc mang theo công văn đang đứng run rẩy ở cạnh xe. Sao không vào trong xe cho ấm? Diệp Phàm có chút trách cứ, thư ký Lý Mộc này rất có trách nhiệm, hơn nữa luôn đi theo mình. Diệp Phàm rất xem trọng, trước đó không lâu cũng vừa cho cậu ta lên chức phó phòng. Nghe vị hôn thê Lý Mộc nói ban đêm đồng chí Lý Mộc uống rượu. Khóc nói là lão Lý rốt cục cũng được một chức quan rồi. Không có việc gì, bên ngoài cũng không lạnh. Lý Mộc cung kính mở cửa xe Diệp Phàm, sau đó ngồi vào vị trí người lái. Lý Mộc là thư ký kiêm lái xe, đương nhiên, nếu không uống rượu, Diệp Phàm thích tự mình lái xe. Cho nên, ngay cả lái xe cũng miễn cần. Sao chưa nói đi? Diệp Phàm nằm nghiêng phía sau hỏi. Chủ tịch thành phố uống rượu uống thêm một tách trà thế nào, có lẽ còn có thể giải rượu. Lý Mộc nhỏ giọng nói. Uống trà, về nhà trong nhà còn có trà ngon. Diệp Phàm thuận miệng nói. Chủ tịch thành phố, em tôi nói là buổi tối muốn mời ngài uống trà. Cô nói gần đây vừa mới học pha, muốn chủ tịch thành phố bình phán một chút. Vừa rồi mới đến tỉnh thành,
tôi gọi cho em tôi nói là tôi đã trở về. Cô ấy vừa nghe đã kêu nhất định phải mời chủ tịch thành phố bình phán một chút. Tôi chỉ sợ, buổi tối nếu không đi, cô ấy sẽ làm phiền tôi. Lý Mộc nói dối, mặt hơi hơi đỏ. Nếu cô nàng Lý Ngọc có tâm như vậy, vậy được, cũng miễn cho cậu cái tội ầm ĩ. Diệp lão đại giật mình, thật sự rất muốn được phẩm trà khi say rượu. Bởi vì, Lý Ngọc chẳng những là kỹ nghệ trà, hơn nữa, vừa ngâm trà, vừa có thể tự vũ, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp. Lão đại Diệp Phàm cũng không có ý tưởng gì khác, loại hưởng thụ này cũng chỉ là một kiểu hưởng thụ mà thôi. Tôi lái xe đi. Giọng Lý Mộc có chút run sợ, người này có phần dao động. Đi. Diệp Phàm khép hờ hai mắt. Không lâu, rốt cuộc tới rồi. Này, không phải suối nước nóng Dạ Đô sao? Diệp Phàm nhìn nhìn trên núi lộ ra ngọn đền, trước kia đã cùng Phí Ngọc tới vài lần, cũng vẫn được. Vâng, em gái tôi ở ngay trong lầu đặc biệt. Lý Mộc trả lời. Tốt lắm, cùng đi thưởng thức nào. Diệp Phàm nói, xuống xe. Chủ tịch thành phố, tôi sẽ không đi. Cái này, đã lâu không gặp bà xã, tôi muốn về thăm cô ấy. Sau khi thưởng thức xong ngài gọi điện thoại cho tôi tới đón ngài. Lý Mộc đương nhiên biết điều. Được rồi, cậu cũng vất vả. Đi theo xung quanh tôi, ngay đến bà xã cũng chẳng chăm sóc được. Diệp Phàm vỗ nhẹ nhẹ vai Lý Mộc, loạng choạng đi hướng lầu số 8. Nhẹ nhàng đẩy ra, một hàng rào gỗ vây quanh sân. Chủ tịch thành phố, ngài tới rồi. Lý Ngọc đứng lên đi tới, rất quan tâm, giơ tay giúp lão đại Diệp cởi áo choàng, cầm áo choàng vào bên trong. Buổi tối Lý Ngọc trông vô cùng xinh đẹp tinh khiết, như bầu trời đêm rơi xuống một viên đá chưa nhiễm bẩn. Một thân gợn sóng, áo ngủ rộng thùng thình, áo ngủ này là loại áo ngủ dân tộc đặc biệt, hai bên đều thêu tinh xảo. Áo ngủ khiến phần mông của Lý Ngọc vểnh vểnh, áo chỉ che khuất nửa bộ ngực, theo bước đi, một đôi bồng đảo lúc ẩn lúc hiện. Cách ăn mặc này, rất tươi mát, hơn nữa, giống như giữa những món ăn đầy dầu mỡ trốn thị thành nay lại dâng lên cho đàn ông loại dưa muối cải củ mới lạ này. Lý Ngọc, tối nay cô như Nguyệt Nga từ cung tiên tử hạ phàm xuống. Diệp Phàm cười cười trêu ghẹo. Chủ tịch thành phố, anh vừa cười tôi. Lý Ngọc liếc Diệp Phàm một cái. Cũng coi như chút phong tình nhỏ. Không có a, tôi đây, nói đều là nói thật. Vẻ mặt Diệp Phàm đứng đắn, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, khóe môi nhếch lên thản nhiên cười. Chủ tịch thành phố, ngài còn nói, tôi là một cô nàng xấu xí, để ngài nói như vậy, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Lý Ngọc không thuận theo, đến sát Diệp Phàm, giơ tay quẹo vào trong tay Diệp Phàm, giống như bạn tình quơ quơ cánh tay lão đại Diệp. Có vẻ rất tự nhiên. Trong nháy mắt, cô phản ứng lại, vội vàng ngừng rút tay về, trên mặt liền lập tức đỏ ửng, có chút cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói. Chủ tịch thành phố, tôi rất xin lỗi, vừa rồi, tôi thất lễ. Ha ha, cô xem, vừa mới giơ tay ra như thế nào lại rụt lại rồi. Chẳng lẽ để tôi cảm thụ một chút bàn tay dịu dàng của em Lý Ngọc cũng không được. Diệp Phàm mỉm cười trêu ghẹo, tay cố ý giật giật ra hiệu Lý Ngọc để tay vào. Vậy tôi làm thật đấy. Lý Ngọc mặt càng đỏ hơn, có vẻ như cây nho ngây ngô đột nhiên chín, trông đặc biệt đáng yêu. Ừ. Diệp Phàm lại quơ quơ tay, Lý Ngọc lại duỗi tay mình lại đây, lần này, đem chính bộ sườn của mình kề sát bên phải chủ tịch thành phố. Lập tức, một thân thể mềm mại khiến lão đại Diệp cảm thấy có chút lâng lâng, hai người tản mạn đi vào bên trong. Nơi này cũng không rẻ đâu, tí nữa để tôi thanh toán. Diệp Phàm nhìn quanh mình. Liếc mắt một cái nói. Suối nước nóng Dạ Đô giống như nhà đơn vậy, cả đêm mất chục ngàn. Đương nhiên, cũng tính giờ. Nếu ngồi không lâu, mấy ngàn là đủ rồi. Việc này đối với tiền lương Lý Ngọc, tình trạng kinh tế trong nhà cũng không tốt cho cô nàng, xem như là xa xỉ. Người ta khó được một lần mời khách, chủ tịch thành phố để cho tôi chi đi. Hơn nữa, tháng trước được thưởng, vừa vặn có thể thanh toán lần này. Lý Ngọc nói chuyện. Nhẹ nhàng treo áo khoác lão đại Diệp lên trên giá. Ồ, tiền thưởng có nhiều như vậy, xem ra, tiền lời nhà khách dân tộc Cửu Vân cũng không tồi, ngay cả tôi là chủ tịch thành phố cũng có chút động tâm. Chủ tịch thành phố không bằng một giám đốc nhà khách à? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Lý Ngọc một cái, thản nhiên cười nói. Cùng đơn vị làm việc mà so sánh, tiền lương không khác biệt lắm. Tuy nhiên, tiền thưởng phúc lợi so với tiền lương còn nhiều hơn. Hơn nữa,
Tôi coi như là người phụ trách quán trà, cho nên, một tháng có thể được vài ngàn. Việc này, tôi phải cảm ơn chủ tịch thành phố. Nếu không có ngài, tôi bây giờ còn vì tiền mà phát sầu. Vẻ mặt Lý Ngọc cảm thán, nói, thấy Diệp Phàm ngồi ở trên sofa. Lý Ngọc lại nói, chủ tịch thành phố, đi sông trước một chút, tôi đi pha nước. Sau đó ngâm suối nước nóng, như vậy, thứ nhất làm cơ thể thả lỏng, thứ hai cũng có quá trình thích ứng, rồi đến suối nước nóng ngâm sẽ đặc biệt thoải mái. Vậy đi. Diệp Phàm gật gật đầu, hướng phòng tắm mà đi. Chủ tịch thành phố. Sau lưng truyền đến giọng Lý Ngọc hơi run rẩy. Còn có việc gì sao? Để tôi xông xong rồi nói tiếp. Diệp Phàm quay đầu nhìn cô, nói. Tôi bớt chút thời gian vừa đi học trung y xoa bóp. Là loại rất chính tông, chủ tịch thành phố có thể để tôi thử tay xem. Lông mi Lý Ngọc nhẹ nhàng động, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi. Đem tôi làm chuột bạch. Diệp Phàm cố ý tỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Tôi nói sai rồi. Lý Ngọc có chút chân tay luống cuống, cúi xuống nắm vạt áo. Tốt lắm, coi như làm chuột bạch một lát. Vì để nâng cao tay nghề muội tử Lý Ngọc, Diệp Phàm tôi, đem thân thể hơn 100 cân này giao cho cô. Diệp Phàm cười cười trêu ghẹo, vào gian tắm rửa. Lý Ngọc nũng nịu bước vào, giống như một cô bé, giúp Diệp Phàm cởi quần áo, đương nhiên, quần lót bên trong không cởi. Nằm ở trong bồn tắm lớn, hưởng thụ xoa bóp nhẹ nhàng, lão đại Diệp cảm thấy rất thỏa mãn. Thằng nhãi này híp mắt, có chút mơ hồ. Nhưng thật ra rất đứng đắn, hai người đều không có làm gì khác. Không lâu, sau khi xông xong hoàn toàn ra bên ngoài gian suối nước nóng. Lý Ngọc lại vội vàng ngâm trà, lão đại Diệp vừa nằm trong suối nước nóng vừa uống trà. Không lâu sau, nhạc cổ đĩa trai âm chi kỷ, vang lên, dáng người Lý Ngọc nhẹ nhàng tung bay, nhảy điệu múa cổ. Lý Ngọc, gần đây ở nhà khách dân tộc cô cũng học được không ít, xem kỹ thuật nhảy của cô này, tiến bộ rất nhiều. Diệp Phàm khen, giám đốc Phù mời rất nhiều danh sư tới dạy, nhà khách chúng tôi thành lập một đội vũ đạo. Cho nên, tôi cũng theo học được không ít. Lý Ngọc vừa nhảy vừa nói. Khách tới là những ai? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, dù sao là chuyện tào lao. Mặt mũi giám đốc Phù rất lớn, rất nhiều khách ở tỉnh đều đến. Đương nhiên, nhà khách chúng tôi cũng phục vụ rất tốt, có hương vị độc đáo, cũng là một trong những thủ đoạn hấp dẫn khách quen. Hơn nữa, vì muốn làm dân tộc gì đó, còn đặc biệt tới sơn trại dân tộc thiểu số mời các cô nàng, chàng trai dân tộc chính tông đến nhảy. Lý Ngọc nói, nhảy vào trong ao, ở nước vang lên tiếng nhảy xoay tròn, đặc biệt tự nhiên, thoải mái. Có khách ở tỉnh đến, đều là khách cao quý. Diệp Phàm giật mình hỏi. Như chủ tịch tỉnh Yến, phó chủ tịch tỉnh Hà, trợ lý Lệ đều có đến. Ngay cả nữ chủ tịch tỉnh Chu Phi Sương cũng thích vũ đạo dân tộc chúng tôi. Lý Ngọc nói. Trợ lý Lệ, có phải là trợ lý chủ tịch Lệ Chí Đạt hay không? Diệp Phàm hỏi. Chương 1753, không giáo huấn được anh là có lỗi với đảng và nhân dân. Đúng vậy, chính là ông ta. Lý Ngọc nói. Trợ lý Lệ thường đến cùng ai, gặp gỡ những ai? Diệp Phàm đương nhiên cảm thấy hứng thú. Có một lần tôi ở một bên ngâm trà, nghe người khách gầy teo kia hình như là khách tới từ huyện Hải Đông của anh, họ Khương, anh ta cùng uống trà nói chuyện phiếm với trợ lý Lệ. Lý Ngọc cũng biết điều, thấy lão đại Diệp hứng thú với việc này, cũng liền nói ngay. Đến đây, ngồi bên cạnh tôi, nhảy lâu như vậy, cũng mệt rồi. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Lý Ngọc dịu dàng cười, từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm. Quần áo ẩm ướt, có hơi khó chịu. Lý Ngọc bó lại áo ngủ, bởi vì khiêu vũ trong ao nước nóng, làm ướt, quần áo rộng thùng thình trở lên rất cồng kềnh, đương nhiên có chút khó chịu. Rất tự nhiên, Lý Ngọc cởi áo ngủ. Lập tức, lão Diệp mở to mắt sáng ngời. Bên trong, nửa thân dưới Lý Ngọc mặc quần lót thêu một loài chim vừa che khuất chỗ kín của phụ nữ. Tuy nhiên, cũng có vài cây cỏ thơm nghịch ngợm thoát ra bên ngoài rêu rao. Mà phía trên, cũng là áo chụp, nhưng áo này chụp rất ít, chỉ che khuất nửa bộ ngực Lý Ngọc, nửa con lại đều lộ ra bên ngoài, rất tròn và rõ ràng, đầy đặn tràn trề như muốn nổ tung ra. Lão đại Diệp, đương nhiên có phản ứng, thằng nhãi này khẩn trương giật giật chân để chặn lại. Bằng không, cũng quá khó có thể chịu nổi. Có phải tên là Khương Sơ Lâm hay không? Diệp Phàm hỏi. Hình như là vậy, sau tôi hỏi qua,
mới biết được là ở huyện Hồng. Lý Ngọc đáp, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Bọn họ tán gẫu chuyện đập chưa nước hồ tử ở huyện Hồng. Hình như bí thư Khương hy vọng trợ lý Lệ có thể rút chút tiền xuống dưới. Mà trợ lý Lệ nói là không phải năm trước đã rút 20 triệu rồi còn muốn thế nào. Chỉ thấy Khương Sơ Lâm liếc mắt nhìn tôi một cái, lúc ấy tôi vẫn cách bọn họ khá xa. Tôi lập tức vờ như không nghe thấy bọn họ, chỉ thấy bí thư Khương dùng tay ra hiệu, vươn hai đầu ngón tay. Trợ lý Lệ lắc lắc đầu, bí thư Khương sau lại vươn một nửa đầu ngón tay, trợ lý Lệ vừa uống trà, hơi hơi gật đầu, sau đó tôi liền đi ra ngoài. Lãnh đạo đến có thường xuyên gọi cô đến nhảy hay không? Diệp Phàm thuận miệng nói, trong lòng đã có tính toán. Khương Sơ Lâm rõ ràng năm trước đã lấy 20 triệu từ sở thủy lợi tỉnh, vì sao đập nước hồ từ năm trước vẫn chưa hề khởi công. Tháng trước chính mình cấp 30 triệu cho bọn họ khởi công. Vậy 20 triệu này đi đâu, việc này, chắc hẳn trong đó có âm mưu lớn. Lệ Chí Đạt có thể cũng có phần. Thỉnh thoảng cũng gọi tôi, có thể đẩy được tôi đều đẩy, bình thường gọi các cô nàng khác. Tuy nhiên, tôi chỉ là bạn nhảy, tuyệt không làm cái gì khác. Lý Ngọc có chút nóng nảy, chắc hẳn là sợ Diệp Phàm hiểu nhầm, vội vàng giải thích. Không có việc gì, làm bạn nhảy của lãnh đạo cũng là bình thường. Diệp Phàm nói an ủi. Cũng có lãnh đạo cá biệt cố tình động chân động tay, gặp người như vậy, tôi sẽ thoái thác vào nhà vệ sinh, sau đó lén trốn đi. Lý Ngọc nói. Vậy sao cô dám một mình bảo tôi đến đây, không sợ tôi cũng động chân động tay sao? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đã biết chuyện Khương Sơ Lâm, tâm tình nhất thời tốt lên. Tôi không biết, dù sao tôi cũng tin tưởng anh. Hơn nữa, tôi cũng không sợ. Lý Ngọc mặt đỏ bừng nói. Lập tức biểu lộ cõi lòng, rất ngượng ngùng. Hai, nếu cô cảm thấy ở nhà khách dân tộc không thoải mái, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi có thể tìm chỗ mới cho cô. Diệp Phàm thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng cảm giác thoải mái của suối nước nóng. Tạm thời vẫn được. Nếu lúc nào không thể trụ được tôi sẽ nói với ngài. Lý Ngọc nhỏ giọng nói. Nhìn bóng dáng Diệp lão đại biến mất, Lý Mộc liếc mắt nhìn em gái một cái, nhỏ giọng hỏi. Không sao chứ. Có thể có chuyện gì, anh, đừng có nghĩ bậy. Cho rằng mọi lãnh đạo đều giống như anh sao. Lý Ngọc trợn mắt nhìn anh trai một cái, sẵn giọng. Giống anh lại như thế à? Anh sao được tính làm lãnh đạo, vừa mới lên được chức phó phòng. Còn không phải người hầu à? Lý Mộc kêu oan nói. Hừ, tưởng em không biết à? Anh hiện tại đã thành danh nhân ở Hải Đông rồi. Được coi là thư ký nhân vật thứ hai ở Hải Đông. Thư ký của Phạm Viễn là người thứ nhất, anh là người uy phong thứ hai. Chị dâu có khi cũng lo lắng, nói phải nghĩ cách tới Hải Đông xem thế nào, bằng không, tâm hồn anh cũng bay đi nơi nào. Lý Ngọc bộ dạng châm chọc nói. Thực oan cho anh, cả ngày đi theo chủ tịch thành phố Diệp. Nào có làm cái gì khác. Hơn nữa, chị dâu em như con cọp cái, anh làm sao dám. Lý Mộc Thành thật giơ hai tay lên đầu hang. Chủ tịch thành phố không phải cả ngày đều như thế chứ, ví như, giống như buổi tối hôm nay. Lý Ngọc đến đây hứng thú, nhỏ giọng hỏi. Đừng có hỏi vớ vẩn, cẩn thận họa từ miệng chui ra. Lý Mộc nghiêm mặt, hướng em gái hừ giọng nói, chuyển người giảng. Em gái, chủ tịch thành phố Diệp là người tốt. Anh rất ít thấy anh ta đi ra ngoài, trên cơ bản đều là khách nam. Em sớm biết chủ tịch thành phố Diệp là người như vậy, bằng không, anh nghĩ rằng em và anh ấy sẽ tùy tiện đến suối nước nóng à? Đến lúc đó còn không phải đem chính mình đi tặng sao? Lý Ngọc bĩu môi nói. Em gái, đàn ông đều là hổ, em phải cẩn thận chút. Đừng có người nào cũng tin tưởng, có vài người, bề ngoài là quân tử, sau lưng như là cầm thú. Đến lúc đó... Hối hận cũng không kịp. Vẻ mặt Lý Mộc nghiêm túc, nói. Em sẵn lòng ngâm trà cho chủ tịch thành phố uống, anh quản được sao? Lý Ngọc giơ tay véo cánh tay anh trai một cái. Em gái, những lời anh nói là nói thật. Người ta chủ tịch thành phố Diệp đã có bạn gái, đã đính hôn, nghe nói là một gia đình cao quý ở Bắc Kinh. Em đừng có nghĩ ngợi linh tinh, đến lúc đó, hai. Vẻ mặt Lý Mộc đứng đắn, khuyên nhủ. Anh nghĩ đi đâu? Em hiểu được, em không xứng với chủ tịch thành phố Diệp. Em gái anh tự biết điều đó. Yên tâm, em đối với chủ tịch thành phố Diệp không có ý gì cả, hứ hứ. Lý Ngọc đỏ mặt mắc cỡ, hứ vài tiếng.
bước vào trong xe kêu lên. Lái xe, lái xe. Buổi sáng ngày hôm sau. Sáng sớm Diệp Phàm cùng Phó Chủ tịch thành phố Ngô và Thư ký Lý Mộc đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bởi vì Lệ Chí Đạt kiêm nhiệm Giám đốc Sở Thủy Lợi, mà trên thực tế cũng là trợ lý Chủ tịch tỉnh. Cho nên, văn phòng ở Sở Thủy Lợi Lệ Chí Đạt rất ít đến. Các công việc bình thường đều giao cho đồng chí Phó Giám đốc Sở Tằng Trường Thủy xử lý. Tuy nhiên, Diệp Phàm hiểu được, tìm Tằng Trường Thủy cũng vô dụng. Việc này, rõ ràng là Lệ Chí Đạt đã gây khó dễ. Muốn giải quyết việc này, phải đem Lệ Chí Đạt ra xử lý mới được. Không có ông ta gật đầu, Tằng Trường Thủy sao dám làm? Chủ tịch thành phố Ngô, anh đi tìm Lệ Chí Đạt mấy lần? Trên đường đi, Diệp Phàm hỏi Phó Chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát ngồi bên cạnh, người được phân công quản lý thủy lợi. Anh ta là người rất bận rộn, sao có thể gặp thường xuyên? Tôi chỉ gặp anh ta một lúc, hơn nữa, cũng là ở trên đường, chỉ nói được mấy câu vội vàng. Nói tôi tìm giám đốc Sở Tằng lại bảo tôi tìm trợ lý Lệ. Cứ như vậy, giống như cây ngô, đầu này đùn đầu kia, tôi cũng không biết hướng về đâu. Mỗi ngày đều đến đại sảnh chờ cũng vô dụng, câu đầu tiên Tằng Trường Thủy đã đuổi rồi, nói chuyện này còn phải nghiên cứu, phải đợi nhóm chuyên gia điều tra nghiên cứu qua mới nói sau. Nói sửa chữa đường sông là chuyện lớn, liên quan tới sự an toàn của mấy vạn dân chúng ở Hải Đông, không qua loa được. Một con ngựa đau sẽ gây ra tai nạn chết người. Lúc nào bọn họ cũng nói như thế, nói rất nghiêm túc, khiến cho mọi người có chút hoảng sợ. Hơn nữa, người ta cứ đùn đẩy như vậy, ngay cả bóng dáng chuyên gia cũng không thấy. Ngô Sinh Phát cũng là bị ấm ức, sôi cả bụng. Không lâu sau tới lối đi nhỏ vào văn phòng Lệ Chí Đạt. Văn phòng Lệ Chí Đạt là cái đuôi phó chủ tịch tỉnh, ở nước Hoa Hạ này, làm gì cũng đều phân biệt đối xử, không thể rối loạn trình tự. Nếu anh một trợ lý lại ở phía trước phó chủ tịch tỉnh, người ta còn dùng cái gì, còn không coi anh là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt phải nhổ đi. Gian ngoài văn phòng có gian nhỏ để tiếp khách, ba người Diệp Phàm đi vào rồi, phát hiện bên cạnh còn có một gian nhỏ. Bên trong một thanh niên đeo kính đang ngồi ở bàn làm việc, hẳn là thư ký của Lệ Chí Đạt, đồng chí Trương Đông. Ngô Sinh Phát tới đây nhiều lần, tuy không gặp Lệ Chí Đạt, nhưng vẫn biết thư ký Trương. Nào ngờ. Đồng chí Ngô Sinh Phát nghĩ muốn đi qua chào hỏi, thư ký Trương liếc mắt quét hai người Diệp Phàm một cái, thấy hai thanh niên, còn tưởng là người hầu của phó chủ tịch thành phố Ngô. Trong nháy mắt, mặt người này nghiêm lại, hừ nói. Như thế nào lại là các anh, lại tới nữa? Cảm thấy có phiền phức này không chứ? Sao mà cứ đến mãi thế, không làm được đâu, thế này đi, các anh quay về suy nghĩ đi đã. Thư ký Trương, ngày hôm qua tôi có hỏi qua. Trợ lý Lệ nói hôm nay có rảnh gặp chúng tôi. Cho nên, chúng tôi mới tới. Vẻ mặt Ngô Sinh Phát tươi cười tiến lên, đưa qua một điếu thuốc Trung Hoa. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm nay. Chẳng lẽ hôm qua bố trí việc hôm nay lại không thể thay đổi hay sao? Trái đất còn luôn vận chuyển, việc này, mỗi ngày đều có thể biến hóa. Thư ký Trương cầm điếu thuốc tiện tay ném trên mặt bàn, vẻ mặt ngạo mạn trách cứ đồng chí Ngô. Vậy, bây giờ trợ lý Lệ ở đâu? Ngô Sinh Phát rất kiên nhẫn, không hề tức giận hỏi. Ở trong, thư ký Trương đáp lại rõ ràng, liếc mắt nhìn ba người Diệp Phàm một cái, hừ nói. Tuy nhiên, ông chủ nói, không rảnh tiếp các cậu. Hôm nay rất bận, có khách thành phố Thượng Hải đến, bên kia, còn có khách ngoại tỉnh đến, chủ tịch tỉnh Yến còn giao cho. Thư ký Trương nói một loạt sự kiện lớn ra, Diệp Phàm nghe thấy nhíu mày. Liếc mắt nhìn thư ký Trương một cái hỏi. Thư ký Trương, việc này, hôm qua trợ lý Lệ đã đồng ý gặp các đồng chí Hải Đông chúng tôi. Nếu muốn sắp xếp việc này, anh hẳn là sắp xếp cho đúng chứ, ngay cả khách thành phố Thượng Hải hay khách tỉnh ngoài muốn tới, cũng phải xếp sau Hải Đông có phải hay không? Cậu là cái quái gì, chủ tịch thành phố Ngô, còn chưa nói chuyện, cậu nói bậy bạ cái gì? Không biết đây là chỗ nào à? Bí thư Trương dáng vẻ thư sinh. Trong tay cầm một quyển tạp chí ném trên mặt bàn, hướng lão đại Diệp hừ một cái. Hơn nữa vừa nãy còn mở miệng nói cái quái gì nữa chứ? Cậu là ai, anh ấy là chủ tịch thành phố Hải Đông chúng tôi. Lý Mộc không khách khí nói, vì chủ, vội cãi lại thư ký Trương. Cậu dám mắng tôi, tiểu tử cậu. Thư ký Trương tức giận nói ra những điều bất lợi, chỉ vào Lý Mộc, tư thế như muốn ăn thịt người. Anh ta chẳng là cái quái gì cả.
Lý Mộc, anh nói chuyện với cái thứ chẳng đáng cái quái gì làm chi vậy? Diệp Phàm liếc mắt nhìn thư ký Trương một cái, lạnh lùng thêm một câu. Chủ tịch thành phố Hải Đông có phải hay không? Nghĩ làm đến chủ tịch thành phố thì rất giỏi. Nơi đây là Ủy ban Nhân dân tỉnh, không phải là Hải Đông các anh, cũng phải hiểu quy củ. Có hiểu quy củ không? Khí thế thư ký Trương có chút giảm, dù sao, đối diện anh ta cũng chính là chủ tịch thành phố Hải Đông, anh ta cũng chỉ là thư ký trợ lý chủ tịch tỉnh, thế cũng yếu hơn. Hôm nay ông đây cho mày biết thế nào là chủ tịch thành phố Hải Đông, một thư ký, không ngờ kiêu ngạo như vậy, không dạy dỗ anh, thật quá có lỗi với đảng và nhân dân, thế nào là vì dân phục vụ, anh làm trợ lý thư ký, đầu tiên làm bại hoại hình tượng trợ lý lệ. Thứ hai, đồng chí phía dưới đến Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị. Nghĩ đến nhân viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đều là loại này, thật là làm bại hoại danh dự lãnh đạo đảng chúng ta. Thứ ba, anh căn bản không có trách nhiệm của một thư ký, cho nên, tôi phải thay mặt trợ lý lệ giáo huấn anh một chút. Lão đại Diệp tức giận, cất một bước qua, tát thư ký Trương một cái, một tiếng kêu lên, thư ký Trương đứng không vững, cả người bị lão đại Diệp đẩy té trên sàn nhà. Hơn nữa, lão đại Diệp rất thâm, không ngờ dọn sạch bàn Lệ Chí Đạt. Chương 1754, Lệ Chí Đạt hôn mê. Ngô Sinh Phát đứng một bên trợn tròn mắt, khẩn trương chạy tới đỡ thư ký Trương đứng lên. Cũng nghe được Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Để cái thứ đó tự mình đứng lên. Ngô Sinh Phát vừa nghe, tay lập tức cứng ngắc ở không trung, đứng ngẩn người. Duỗi cũng không được, không duỗi cũng không được. Đồng chí lão Ngô, giờ phút này đặc biệt xấu hổ. Mày dám đánh tao. Thư ký Trương phỏng chừng bị đau, vừa xoa mặt vừa chỉ vào Diệp Phàm. Tuy nhiên, thấy lão đại Diệp trừng lớn mắt, sợ tới mức tay khẩn trương rụt về. Chỉ sợ lão đại Diệp là người thô lỗ không quan tâm lại làm một lần như vậy, da thịt sẽ không chịu đựng nổi. Lúc này, cửa mở ra, Lệ Chí Đạt đứng ở cửa, liếc mắt nhìn thư ký Trương một cái, hừ nói. Sao lại thế này, kêu to hét lớn còn ra thể thống gì? Trợ lý Lệ, tiểu tử kia đánh người. Thư ký Trương chỉ tay vào Diệp Phàm hô lên. Là các cậu. Lệ Chí Đạt liếc mắt ngắm Diệp Phàm một cái, hừ nói. Vì sao đánh người? Tiểu tử nào ở đây đánh người, nơi đây là chỗ nào, coi trời bằng vung à? Lúc này, lối đi nhỏ truyền tới một âm thanh vang dội quen thuộc. Lệ Chí Đạt khẩn trương chạy ra ngoài cửa phòng tiếp khách nhỏ chào hỏi. Tề Chấn Đào vừa bắt tay Lệ Chí Đạt, vừa liếc mắt một cái, phát hiện Diệp Phàm đang trừng mắt nhìn mình, trong phút chốc liền hiểu rõ. Nhìn thư ký Trương đang đứng lên, quay đầu hỏi Lệ Chí Đạt. Sao lại thế này, đồng chí này là ai, làm sao cái ghế dựa lại không cố định vào? Như vậy thật là không tốt, đồng chí Lệ Chí Đạt, đây là Ủy ban Nhân dân tỉnh, không phải chính quyền xã. Cho dù là chính quyền xã cũng không thể để đồng chí cấp dưới làm việc như thế. Thật làm tổn hại lớn tới hình tượng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm đầy tớ nhân dân, không phải vô lại. Tề Chấn Đào không phải bình thường. Không ngờ coi thư ký Trương như là lưu manh. Lệ Chí Đạt là chủ, không phải là đại lưu manh sao? Còn không đứng dậy. Lệ Chí Đạt bị Tề Chấn Đào trách móc một chút, khí phách lại không thể phát ra. Chỉ có thể hướng thư ký Trương bảo đứng lên. Tuy nhiên, cậu ta liếc mắt nhìn Tề Chấn Đào một cái, cũng vừa là hỏi thư ký Trương. Vừa rồi rốt cuộc là như thế nào, chủ tịch thành phố Diệp sao lại đánh cậu? Lệ Chí Đạt này miệng cũng là chua ngoa đanh đá. Câu đầu tiên không hỏi nguyên nhân, mà là đổ chậu cứt vào Diệp Phàm, hỏi làm sao lại đánh đập. Bí thư Tề chào ngài, tôi là Diệp Phàm tới từ Hải Đông. Diệp Phàm khẩn trương tiến lên chào hỏi. Ồ, cậu à, đã về rồi. Tề Chấn Đào liếc nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên hừ nói, liếc mắt nhìn thư ký Trương hỏi. Vừa rồi có phải có một tiểu tử đánh cậu hay không? Đúng vậy, chính là tiểu tử này đánh đập tôi. Bọn họ muốn gặp trợ lý Lệ. Thư ký Trương vừa nói đến đây, nào ngờ một tiếng bốp, âm thanh cái tát trong trẻo truyền tới. Thư ký Trương quơ quơ, không ngờ má bên kia lại bị một cái tát. Lần này đánh người không ngờ là Tề Chấn Đào, không phải như Diệp Phàm, mạnh hơn một chút. Thư ký Trương, hắn là ai cậu có biết không? Tề Chấn Đào chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Tôi biết là chủ tịch thành phố Hải Đông Diệp Phàm. Thư ký Trương cảm thấy rất oan ức. Không ngờ bị lão đại Tề tát cho một cái đành phải thành thật khai. Nếu biết là chủ tịch Diệp của thành phố Hải Đông tới, cậu là gì mà xưng hô hắn,
một câu tiểu tử, hai câu tiểu tử. Cậu như vậy mà là tôn trọng lãnh đạo à? Tiểu tử tốt, lão tề tôi, tề đại pháo tôi hôm nay sẽ dạy cậu làm người như thế nào, nên tôn trọng lãnh đạo như thế nào. Tề Chấn Đào trước tiên hướng thư ký Trương nói, sau quay đầu liếc mắt Lệ Chí Đạt một cái, nói. Trợ lý Lệ, tôi thấy thư ký của cậu, sao một chút quy tắc cũng đều không hiểu. Ngay cả chức vị lãnh đạo thấp nhất cũng không gọi như vậy, thư ký như vậy mà để bên người hả, nếu lần sau thấy bí thư phí cậu ta cũng bảo tiểu tử này tiểu tử kia, ha ha, tôi phải đi rồi, có việc tìm chủ tịch tỉnh Yến, các cậu từ từ tán gẫu. Tề Chấn Đào giơ tay vỗ vỗ bả vai Lệ Chí Đạt, xoay người cùng mấy nhân viên đi mất. Trợ lý Lệ, tôi không có gọi bậy như vậy, bình thường tôi đều gọi là. Thư ký Trương vẻ mặt đau khổ, khẩn trương muốn biện bạch, Lệ Chí Đạt rốt cuộc không kìm nổi, quát thư ký Trương. Đi, đi xa một chút, từ nay về sau đừng bao giờ, tới nữa. Trợ lý Lệ, tôi thực. Thư ký Trương còn muốn thanh minh. Trợ lý Lệ trừng mắt nhìn, vẻ mặt như muốn ăn thịt cậu ta. Thân thể thư ký Trương run lên, không dám nói chuyện, xoay người lại, vẻ mặt ỉu xìu bỏ đi. Các anh tìm tôi có việc. Lệ Chí Đạt xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đương nhiên, thư ký Trương đã làm mất mặt mũi, thì phải chỉ cậu ta lấy lại chút thể diện. Bây giờ, hẳn là phải lấy lại từ Diệp Phàm mới được. Bởi vì, vừa rồi làm ầm ĩ động tĩnh không nhỏ. Vài chức phó ở chánh văn phòng tỉnh ủy đều có người đứng nhòm ngó. Tuy nói chưa đến góp vui, nhưng người ta chắc chắn cũng hiểu được. Hôm nay, cái mặt này, mất thể diện tương đối lớn. Đối với phó bí thư Tề Chấn Đào, Lệ Chí Đạt chỉ có thể đem hận chôn sâu. Nhưng với Diệp Phàm, thật ra có thể trừng trị được chút. Trợ lý Lệ, chúng tôi có hạng mục sửa chữa khe suối Vượng Phu ở Hải Đông đã đưa tới Sở Thủy Lợi hơn một tháng. Giai đoạn trước công trình đã khởi động, 200 triệu đầu tư cũng đã định. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều rất coi trọng công trình dân sinh này. Không biết Sở Thủy Lợi khi nào có thể phê duyệt xong. Diệp Phàm bình tĩnh nói chuyện cùng Lệ Chí Đạt. Mọi việc đều có sắp xếp, cậu trở về đi. Khi nào có kết quả, đương nhiên sẽ báo cho cậu. Lệ Chí Đạt liếc mắt ngắm vẹo Diệp Phàm một cái, hừ lạnh nói. Chúng tôi không chờ được, trợ lý Lệ, có thể nhanh hơn. Không, nếu vẫn không thể thông qua, không nói đến chuyện lỡ hạn công trình, còn có thể lỡ thời cơ phòng lụt tốt nhất. Hải Đông chúng tôi không cáng đáng nổi đâu. Tốt nhất là trong một tuần có thể quyết định xong. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, triển khai toàn diện. Cũng hy vọng Sở Thủy Lợi có thể ủng hộ mạnh mẽ một chút, cấp xuống ít tiền. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chuyện Sở Thủy Lợi, đến lượt cậu bố trí từ khi nào vậy? Đồng chí Diệp Phàm, đây là Ủy ban Nhân dân tỉnh, không phải là Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông các cậu. Phải suy xét cho toàn bộ tỉnh, không phải chỉ một mình thành phố Hải Đông các cậu. Chẳng lẽ Sở Thủy Lợi chỉ đặc biệt phục vụ nhân dân Hải Đông các cậu? Cái gì cũng cần có quá trình, không phải để các cậu nói thoải mái như vậy. Hơn nữa, hạng mục sửa chữa khe núi Vượng Phu các cậu có được thông qua hay không cũng khó nói. Tôi cũng xem qua tài liệu, cảm thấy thời cơ còn chưa chín muồi. Chỉ một thành phố Hải Đông các cậu, sao có thể chi nhiều tiền như vậy? Những mấy trăm triệu, đến lúc đó không có tiền, dự án đó chúng tôi sao có thể phê duyệt xuống? Phê duyệt công trình vớ vẩn để Sở Thủy Lợi chúng ta còn bị phê bình. Cho nên, việc này, cậu không cần nói. Khi nào phê duyệt là chuyện của Sở Thủy Lợi, đi về, nên làm gì thì làm đi. Lệ Chí Đạt bắt đầu làm việc, đuổi Diệp Phàm như đuổi ruồi bỏ. Chuyện Sở Thủy Lợi không phiền đến các đồng chí cấp dưới như chúng tôi quản, nhưng, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi rất coi trọng. Đã hơn một tháng, thời gian cũng đủ dài. Chúng tôi cũng không yêu cầu quá mức. Sở Thủy Lợi tỉnh cũng không thể không làm gì có phải hay không. Sớm đã nói sẽ phái chuyên gia xuống điều tra nghiên cứu, đến bây giờ đã gần một tháng, cũng không thấy bóng dáng chuyên gia nào. Chẳng lẽ Hải Đông không phải là đối tượng Sở Thủy Lợi tỉnh viện trợ sao? Trợ lý Lệ luôn mồm nói vì nhân dân phục vụ, chẳng lẽ nhân dân Hải Đông không phải là dân của nước Trung Hoa? Diệp Phàm ngôn từ sắc bén, biết Lệ Chí Đạt cố ý làm khó dễ. Cũng không cần phải ăn nói khép nép. Rõ ràng trực tiếp thương lượng. Đồng chí Diệp Phàm, cậu muốn làm gì? Có phải cậu muốn ngồi thay vị trí này của tôi? Chỉ cần cậu nói một câu với chủ tịch tỉnh Yến, Lệ Chí Đạt tôi sẽ nhường cho. Lệ Chí Đạt rốt cuộc bốc hỏa lên.
Trợ lý Lệ, lời này của anh có ý gì? Diệp Phàm, tôi cũng không muốn đoạt vị trí của anh. Chỉ là thỉnh cầu Sở Thủy Lợi tỉnh có thể phê duyệt nhanh hơn, việc này, chẳng phải bình thường sao? Diệp Phàm cũng tức giận, lạnh lùng đáp lại. Lúc này, nghe được tiếng cãi vã, lối đi nhỏ rất nhiều đồng chí đứng từ xa xem náo nhiệt. Hôm nay, Lệ Chí Đạt tôi nói rõ ràng cho cậu. Dự án của các cậu điều kiện không phù hợp, không đạt được yêu cầu của Sở Thủy Lợi tỉnh, cho nên, không thể thông qua. Cầm lại phương án của các cậu đi, vài năm nữa rồi nói sau. Lệ Chí Đạt liếc mắt nhìn các đồng chí ở lối đi nhỏ một cái. Trợ lý Lệ, việc này, không thể linh động một chút sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lệ Chí Đạt nói. Đồng chí Diệp Phàm, nghe không hiểu lời của tôi có phải hay không? Tôi rất hoài nghi, cậu có phải học tiểu học hay không? Học cấp 3 cũng chưa học qua, làm sao có thể ngồi ở vị trí chủ tịch thành phố này? Trở về, đến trường tiểu học học lại, vài năm nữa nói sau, thì đạt tiêu chuẩn rồi trở về tìm tôi. Lệ Chí Đạt bắt đầu nổi giận, nói chuyện, thực khó nghe. Tôi tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, nhưng so với anh nhà trẻ cũng chưa học qua cũng đỡ ngu hơn một chút. Diệp Phàm nói ra một câu, liếc mắt nhìn Ngô Sinh Phát một cái nói. Chúng ta đi. Cậu dám mắng tôi, không ra cái gì cả. Sau lưng giọng tức giận của Lệ Chí Đạt truyền tới. Mắng chính anh, đồng chí Lệ Chí Đạt, ăn cơm no rồi mặc kệ nhân dân, không để ý đến mấy trăm vạn dân Hải Đông, lương tâm của anh, bị chó ăn. Mẹ nó, mắng anh, thì làm sao? Diệp Phàm quay đầu nhìn chằm chằm Lệ Chí Đạt. Cậu là cái thứ khốn khiếp. Lệ Chí Đạt tức giận run chân run tay. Diệp Phàm sớm xoay người đi rồi. Mới tới dưới lầu, đột nhiên nghe người trên lầu rầm rĩ kêu lên. Không hay rồi, trợ lý Lệ hôn mê rồi. Mau gọi xe cứu thương, mau đưa tới bệnh viện, nhanh nhanh. Chủ tịch thành phố, hình như trợ lý Lệ ngất đi rồi. Lý Mộc có chút lo lắng nhìn lên lầu. Người như thế, mặc kệ, chết thì càng tốt. Không cần để ý đến anh ta, chúng ta đi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không quan tâm, ngồi lên xe đi. Cái gì, trợ lý Lệ hôn mê, sao lại thế này? Chủ tịch tỉnh Yến đang trò chuyện cùng bí thư Tề Chấn Đào, lúc này. Thư ký Tào Lâm có chút kích động đẩy cửa xông vào phòng Yến Xuân Lai nói. Yến Xuân Lai vừa nghe, lập tức chạy xuống dưới. Tôi cũng không rõ lắm, vừa rồi thư ký Trương Đông của trợ lý Lệ chạy tới nói. Tào Lâm nói. Nghiêm trọng không? Tề Chấn Đào nhíu mày xuống, hỏi. Không rõ lắm, ngất đi rồi. Đang giải quyết hạ. Thư ký Tào trả lời. Chương 1755, Chủ tịch tỉnh Yến giận dữ. Đi xem. Chủ tịch tỉnh Yến ngồi không yên, Lệ Chí Đạt là người đắc lực của mình, lần này có khả năng đề cử làm phó chủ tịch tỉnh. Hơn nữa, quan hệ khắp nơi đều chuẩn bị tốt lắm. Có thể chắc chắn 8 phần, cũng không thể để đến giờ lại xuất hiện cái gì bất lợi, vậy không phải là hỏng hết việc sao? Càng đáng lo lắng hơn là sợ bị người khác cướp mất vị trí. Mất đi lực hỗ trợ lớn. Trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh, có thể có một phó chủ tịch tỉnh ủng hộ mình. Như vậy càng thuận lợi. Tề Chấn Đào gật gật đầu đi theo, trong lòng nghĩ có phải Diệp Phàm đánh anh ta bị choáng không, thằng nhóc này, chọc người ta tức chết. Không lâu sau tới lối đi nhỏ rồi, phát hiện thấy mấy chục người vây quanh. Lệ Chí Đạt nằm ở trên sàn nhà, đầu gối vào cái đệm sofa. Hai mắt nhắm nghiền, miệng có chút tức giận, vẻ mặt đích xác là chẳng chút dễ coi. Các bác sĩ của Ủy ban Nhân dân tỉnh đang bận rộn. Sao lại thế này? Gọi xe cứu thương chưa? Yến Xuân tới hỏi. Đã gọi rồi, còn chưa tới. Chắc hẳn là bệnh cũ tái phát, trợ lý Lệ bị yếu tim, vừa rồi đã cho anh ấy uống thuốc mang theo bên người. Có lẽ do gần đây công việc mệt mỏi, nhất thời kiệt sức. Thầy thuốc trung niên khẩn trương nói. Lúc này, thư ký Trương đột nhiên kêu lên. Trợ lý Lệ tỉnh rồi. Đồng chí Chí Đạt, làm việc cũng phải nghỉ ngơi, không thể làm việc cách mạng mà quên sức khỏe. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, phải có sức khỏe tốt mới có thể làm việc được tốt. Như vậy đi, tôi cho cậu nghỉ vài ngày, tới bệnh viện kiểm tra một chút, trở về nghỉ ngơi một chút. Vẻ mặt Yến Xuân thân thiết, nói. Chủ tịch tỉnh Yến, công việc này, tôi không làm được nữa. Giọng Lệ Chí Đạt khàn khàn, nói. Tuổi còn trẻ, như thế nào lại nói không làm được? Cậu so với tôi, còn trẻ hơn mười mấy tuổi, đang là lúc trẻ khỏe. Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.
Yến Xuân nói an ủi. Hai, nếu ai cũng như đồng chí Hải Đông vậy, thực không làm được nữa. Lệ Chí Đạt lắc lắc đầu, vẻ mặt bộ dáng rất thống khổ. Đồng chí Hải Đông, sao lại thế? Yến Xuân nghiêm mặt, hừ nói. Không nói với chủ tịch tỉnh Yến, tôi về nghỉ ngơi vài ngày. Lệ Chí Đạt lắc lắc đầu, ra hiệu thư ký Trương Đông tới đỡ mình lên. Người này, rõ ràng là giở trò bi tình. Tề Chấn Đào vừa thấy liền hiểu rõ, cũng không hé răng, ngược lại muốn xem người này rốt cuộc muốn làm bộ dạng gì. Tuy nhiên, trong lòng Tề Chấn Đào cũng thầm mắng Diệp Phàm, chuyện gì không làm lại làm Lệ Chí Đạt tức giận đến hôn mê. Đồng chí Chí Đạt, lúc này cậu còn có chuyện gì mà không thể nói? Còn muốn vì cái đồng chí gì Hải Đông mà che lấp sự tình có phải hay không? Hãy nói rõ mọi việc, nên xử lý như thế nào thì xử lý. Không thể làm khổ chính mình. Chủ tịch tỉnh Yến vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tuy nhiên, Lệ Chí Đạt vẫn lắc đầu như muốn che giấu cho đồng chí phía dưới. Nhưng thật ra là giữ gìn tư thế của một người đại nghĩa. Yến Xuân vừa thấy, hướng thư ký Trương hừ nói. Vừa rồi cậu ở đây đi ra. Chủ tịch tỉnh Yến, tôi ở đây ạ. Giọng thư ký Trương đều có chút ngắc ngứ. Nói rõ đầu đuôi tình hình cho tôi, không được giấu giếm nửa điều, cũng không được nói bậy. Vẻ mặt Yến Xuân nghiêm túc, hừ nói. Chủ tịch tỉnh Yến, vừa rồi chủ tịch thành phố Diệp Phàm của Hải Đông tới mang theo phó chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát và thư ký thỉnh cầu trợ lý Lệ phê duyệt dự án khe suối Vượng Phu. Việc này, trợ lý Lệ sớm đã có an bài. Gần đây cũng triệu tập nhóm chuyên gia của Sở Thủy Lợi thẩm tra dự án khe suối Vượng Phu Hải Đông. Nhóm chuyên gia cho rằng thời cơ còn chưa thích hợp, điều kiện còn chưa đạt được yêu cầu của tỉnh. Trước mắt, ít nhất trong năm này còn không thể phê duyệt. Cho nên trợ lý Lệ yêu cầu đồng chí Hải Đông lấy về sửa đổi lại, đến sang năm nói sau. Tuy nhiên, chủ tịch thành phố Diệp liền phát cáu, há mồm liền chửa mắng người. Mắng thật sự rất khó nghe. Vừa rồi tôi muốn khuyên nhủ, hắn còn đánh tôi. Trương Đông chỉ hai má, không dám nhìn Tề Chấn Đào. Mắng như thế nào, cậu tường thuật lại xem. Yến Xuân mặt sầm vào như lọ mực. Nói trợ lý Lệ nhà trẻ còn chưa có tốt nghiệp, mắng ông là cái quái gì, ý là chỉ đồng chí Lệ Chí Đạt. Nói ăn cơm no rồi mặc kệ nhân dân, lương tâm bị chó ăn. Mẹ nó, mắng mày, thì làm sao? Chủ tịch thành phố Diệp, quá kiêu ngạo. Cho nên, trợ lý Lệ tức giận tới như vậy. Trương Đông nói lại tình hình thực tế. Không thể đạt được yêu cầu phê duyệt dự án thì không phê duyệt thôi. Đồng chí phía dưới sao có thể chửi mắng lung tung vậy, còn bức người phê duyệt, quả thực là làm bừa, không ngờ còn đánh người. Nói tới đây Yến Xuân liếc mắt nhìn Tề Chấn Đào một cái, nói. Vừa lúc, cậu muốn làm công tác tư tưởng chính trị. Việc này, có phải nên gọi đồng chí Diệp Phàm tới hay không? Nên giáo dục phải giáo dục, nên phê bình phải phê bình, nên xử lý phải xử lý. Yến Xuân biết Tề Chấn Đào quan hệ với Diệp Phàm không tệ lắm, cho nên, cố ý nói như vậy. Xem Tề Chấn Đào xử lý thế nào. Thật kỳ cục, đường đường là cán bộ đảng, ngay cả đồng chí Lệ Chí Đạt có chỗ không phải đi nữa. Hoặc nói là không lo xử lý được, cũng không thể mắng chửi người có phải hay không. Nên kêu đến hỏi một chút. Tề Chấn Đào nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, xoay người, ông ta liếc mắt nhìn Trương Đông một cái, nói. Còn về mặt thư ký Trương, thật ra là do tôi đánh. Dù là bây giờ, tôi cũng sẽ đánh, một chút quy tắc cũng không có, gọi chủ tịch thành phố Diệp là tiểu tử. Vậy nói chuyện với chủ tịch tỉnh Yến cũng như thế phải không? Không có lớn nhỏ, đánh, vẫn còn nhẹ. Tề Chấn Đào tôi đã tham gia vào công việc tư tưởng chính trị, xem ra, một số đồng chí, cần được giáo dục giáo dục. Tề Chấn Đào chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Về lý là phê bình Trương Đông, ngầm chỉ Lệ Chí Đạt không có quy củ, dạy cấp dưới nghiêm. Hơn nữa, đầu tiên chụp cho Lệ Chí Đạt một câu xử lý không thích đáng, Diệp Phàm, đương nhiên mắng chửi người là có lý. Lệ Chí Đạt vừa nghe, rốt cuộc không kìm nổi, tức giận cãi lại. Bí thư Tề, tôi chẳng có gì là xử lý không thích đáng cả. Hoàn toàn là đồng chí Hải Đông tự tìm phiền toái. Đồng chí Chí Đạt, bí thư Tề nói lời dễ nghe, đừng làm loạn lên. Yến Xuân Lai vừa nghe, tuy nói bất mãn, nhưng cũng giáo huấn Lệ Chí Đạt. Lệ Chí Đạt vừa nghe, đành không hé răng, đến mức khó chịu, người này, sắc mặt nín nghẹn. Lúc này, Tề Chấn Đào xem đồng hồ, nói.
Tôi thấy, chuyện gọi đồng chí Diệp Phàm hay là để ngày mai đi. Chủ tịch Tỉnh Yến, sắp đến hội nghị thường vụ, chúng ta lập tức đi, bằng không, không kịp đấy. Ông muốn kéo dài thời gian à, chủ tịch Tỉnh Yến trong lòng mắng thầm một câu, nói. Vậy như vậy đi, nếu võ công chửi mắng của một số đồng chí rất cao, thật tôi cũng muốn lĩnh giáo một chút khả năng mắng chửi của các đồng chí đó. Gọi Diệp Phàm tới phòng họp đi, tốt nhất là gọi hắn mắng cho các vị ủy viên thường vụ nghe một chút. Xem có tố chất gì. Làm ăn bừa bãi. Xoay người, Yến Xuân cơ bản là không hỏi Tề Chấn Đào, nói nhỏ thư ký Tào. Thư ký Tào, lập tức gọi đồng chí Diệp Phàm Hải Đông đến phòng họp tỉnh ủy. Thư ký Tào vừa nghe, đương nhiên lập tức rút ra điện thoại tìm kiếm. Tề Chấn Đào muốn ngăn lại, nhưng không tiện mở miệng. Đành phải mắng trong lòng, thằng nhóc tiểu tử này, làm cái gì cũng gây chuyện. Diệp Phàm, sao cậu lại mắng chửi người ta? Chủ tịch thành phố, phải chú ý hình tượng có biết không? Tề Chấn Đào ngồi trong xe, vội vàng gọi điện thoại xem tình hình một chút. Cháu không hiểu chú Tề nói có ý gì. Diệp Phàm giả ngu nói. Tiểu tử ngươi, còn giả bộ ngớ ngẩn với tôi để lừa đảo có phải hay không? Lệ Chí Đạt sao lại thế, không ngờ bị cậu mắng tới hôn mê. Lợi hại thật, võ công mắng chửi lão Diệp cậu đệ nhất thiên hạ. So với Tề đại pháo ta này còn lợi hại hơn nhiều lắm. Giọng Tề Chấn Đào rất lớn. Ồ, chú Tề nói chính là ông ta à? Diệp Phàm nói, suy nghĩ một chút nói. Chú Tề, việc này cũng không thể trách cháu. Lần trước ông ta đến Hải Đông tuần tra, chúng cháu đang mở hội nghị thường vụ. Lúc ấy Phạm Viễn muốn lợi dụng ông ta làm cho một việc. Sau đó cháu lại chặt chúng, Lệ Chí Đạt mất hứng, bỏ đi. Sau đó, Hải Đông chúng cháu muốn dự án sửa chữa khe suối Vượng Phu đưa tới sở thủy lợi của ông ta đã không phê. Hơn một tháng, luôn kéo dài. Vốn, bên kia bộ thủy lợi chúng tôi đều liên hệ cả rồi. Chỉ chờ ở tỉnh lập dự án, chúng cháu lập tức đưa lên, cũng có thể xin được thêm vài chi khoản tiền nữa. Ông ta chế giễu, lấy ân oán riêng vào công việc. Không để ý sinh mạng và tài sản của hàng triệu nhân dân Hải Đông chúng cháu, cứng rắn không thông qua phương án sửa chữa khe suối Vượng Phu. Điều kiện và thủ tục của chúng cháu tất cả đều đầy đủ, không ngờ ông ta nói không phù hợp. 200 triệu giai đoạn trước chúng cháu đã khởi động, không thể bỏ dở nửa chừng. Huống chi, vừa rồi tên thư ký ông ta chú không phải không thấy qua, thật sự kiêu ngạo. Hơn nữa, mắng chửi người cũng là ông ta khơi mào trước. Lệ Chí Đạt ông ta cháu tôi là đồ vật này nọ, cháu đương nhiên cũng phải mắng trả lại. Ai nghĩ tên đó thể chất yếu như vậy, mắng chửi không lịch sự, bản thân hôn mê, không trách được cháu có phải hay không chú Tề. Diệp Phàm mặt dày mày dạn nói. Cậu không phải cố ý làm như vậy à? Theo lý mà nói, cậu sẽ không làm như thế. Lệ Chí Đạt ngăn cản kế hoạch các cậu có thể tìm lãnh đạo cấp trên của cậu ta. Hiện tại không phải Hà Nghi Viễn được phân công quản lý thủy lợi sao? Tề Chấn Đào cũng không dễ bị lừa. Tìm, chủ tịch tỉnh Hà thiếu chút nữa cũng đập bàn anh ta, vô dụng. Hiện tại, phân công quản lý có ích lợi gì? Lệ Chí Đạt lại là trợ lý chủ tịch tỉnh, ỷ vào có chỗ dựa là chủ tịch tỉnh Yến, căn bản là không để đồng chí lão Hà trong mắt. Việc này, chức phó xấu hổ không phải chú Tề là người rõ ràng lắm sao? Cho nên, việc này, cháu thật sự là không thông được. Diệp Phàm hừ nói. Tiểu tử cậu, hiện tại gây ra họa lớn. Vừa rồi có nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh hay không? Tề Chấn Đào hừ nói. Nhận được, thư ký của chủ tịch tỉnh Yến gọi tới, bảo cháu lập tức tới phòng họp tỉnh ủy. Chú Tề, việc này, kêu đi làm gì? Không phải có chuyện gì hay đấy chứ? Diệp Phàm nói. Khá lắm. Tề Chấn Đào không kìm nổi mắng một câu, chuyển giọng nói. Tiểu tử cậu, hiện tại phiền toán tới đây. Yến Xuân Lai nói phải mời cậu tới hội nghị thường vụ tỉnh mắng cho ông ta nghe. Nói võ công mắng của cậu rất cao, có thể mắng choáng người, mắng cho toàn bộ ủy viên thường vụ nghe một chút. Lời nói Tề Chấn Đào không ngờ rất vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Tiếp theo lại nói. Tuy nhiên, tôi hiện tại đã hiểu rõ, tiểu tử cậu lúc trước cố ý mắng Lệ Chí Đạt, có phải muốn tạo thanh thanh thế lớn hay không, để lãnh đạo cấp trên chú ý, ta nói đúng không? Tiểu tử cậu. Điều này ta đã đi guốc trong bụng cậu, mau thú nhận với bố đi. Chương 1756, dùng bài lụy tình. Việc này, ha ha.
Diệp Phàm cười gượng một tiếng, nói. Chú Tề, việc này có thể xử lý. Đến lúc đó tin tức đến tận hội nghị thường vụ tỉnh thì lời mắng vừa rồi của cháu thật sự khó nghe. Vậy, nếu thật sự lặp lại nữa thì cái mặt này chẳng biết giấu vào đâu. Diệp Phàm thật sự đau đầu, không thể tưởng tượng được việc này Yến Xuân Lai lại ác hơn. Hắn muốn chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai chú ý là được, không ngờ y nói trên hội nghị thường vụ tỉnh. Việc này có chút cao ngạo. Cậu tự gây ra, cậu tự đi mà hứng lấy. Tề Chấn Đào hừ nói, định gác điện thoại. Diệp Phàm vội vàng kêu lên. Chú Tề, từ đã, nếu đã bị mất mặt rồi, chú xem, cháu có thể đưa ra phương án của sông Vượng Phu không? Đến lúc đó mong chú ủng hộ một chút, nếu hội nghị thường vụ có thể thông qua, thì Lệ Chí Đạt có thể làm được gì chứ? Đây là chuyện của cậu, đừng hỏi tôi. Tề Chấn Đào hừ một tiếng, cúp điện thoại, không kìm nổi mắng một câu, nghĩ một chút vẫn lo lắng gọi điện thoại cho Thiết Thác và Đoàn Hải Thiên bàn bạc. Mẹ nó, lần này thực sự lớn chuyện rồi. Sau khi buông điện thoại, Diệp Phàm không kìm nổi tức giận nói. Không lâu đã đến phòng họp của tỉnh ủy, từ xa đã thấy thư ký của Yến Xuân Lai đứng ở hành lang. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm y lạnh lùng nói. Cậu chính là Diệp Phàm đến từ Hải Đông. Vâng, thư ký Tào, xin chào. Diệp Phàm thân thiết chào hỏi. Chủ tịch tỉnh Yến bảo cậu chờ ở bên ngoài, khi nào gọi thì vào. Tào Lâm lạnh lùng nói, quay sang chỗ khác ngồi trên ghế dài, lấy trong cặp ra công văn giấy tờ, chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Các đồng chí, hôm nay tập trung mọi người lại đây, chủ yếu là theo yêu cầu của đồng chí Yến Xuân Lai, thảo luận về vấn đề cải tạo khu Đông Thành. Khu Đông Thành quả thật đã cũ, cải tạo liên quan đến nhiều mặt. Tỉnh ủy có nhiều đơn vị đều đặt ở khu Đông Thành. Mặt đường quá nhỏ, chật chội đã không thể đáp ứng được yêu cầu của hiện đại hóa đô thị. Buổi thảo luận hôm nay các đồng chí cứ cho ý kiến, nhằm vào cải tạo khu Đông Thành. Tốt nhất là có thể đưa ra những đề xuất thiết thực có thể áp dụng vào thực tế. Chúng ta không làm chơi, không nói lời nói suông. Bí thư tỉnh ủy Phí Mãn Thiên nhấp một ngụm trà. Sau khi đặt chén xuống nhìn mọi người một cái, vẻ mặt không thay đổi nói. Bí thư Phí, nói đến khu Đông Thành tôi vừa nghe một sự kiện, có thể nói trước được không? Lúc này, Phó Bí thư tỉnh ủy Nạp Lan Nhược Phong nhìn Phí Mãn Thiên một cái nói. Nếu không liên quan đến khu Đông Thành thì không phải nói. Chuyên đề thảo luận ngày hôm nay là về khu Đông Thành. Chúng ta không có thời gian dài dòng về các chuyện khác. Sau này có thời gian nói tiếp. Phí Mãn Thiên nhìn Nạp Lan Nhược Phong một cái, nói. Biết y muốn gây sự cho nên chặn trước. Bí thư Phí, việc này xảy ra bất ngờ, ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nghe nói cả Ủy ban Nhân dân tỉnh đều đồn đại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng mang đến ảnh hưởng lớn cho hình ảnh của Đảng. Nếu không khống chế, truyền ra ngoài nhân dân nghe được sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nạp Lan Nhược Phong kiên trì, hơn nữa nói rất nghiêm túc. Ồ! Chuyện gì mà ảnh hưởng lớn như thế, lại còn vừa xảy ra nữa. Nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh đều bàn tán thì đồng chí Yến Xuân Lai hẳn là chưa biết. Phí Mãn Thiên nhìn Nạp Lan Nhược Phong một cái rồi nhìn Chủ tịch tỉnh Yến hỏi. Tôi mới từ bên kia sang, lúc ấy Phó Bí Thư Tề cũng ở cùng tôi khi mọi việc xảy ra. Thật sự quá bất ngờ, đồng chí Lê Chí Đạt không ngờ bị một người mắng đến mức choáng váng ngã ngay ngoài hành lang, ảnh hưởng rất lớn. Việc này là thế nào? Làm bừa bãi thôi. Yến Xuân Lai vẻ mặt nghiêm túc nói. Mắng cho choáng váng, người nào lại lợi hại như thế, không ngờ có thể mắng cho người khác choáng váng. Lợi hại, loại cao thủ này tôi thật sự muốn gặp một lần. Tư lệnh quân khu tỉnh Hồ Trung Minh vẻ mặt kinh ngạc, nói ra điều trái với suy nghĩ. Thật ra, y đã từng bị nghe rồi, nói như vậy chỉ để trợ uy cho mình thôi. Thật sự là công lực rất cao, ai có bản lĩnh đó. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tống Sơ Kiệt thản nhiên hừ nói. Hắn đang ở bên ngoài, tôi gọi sang đây, tôi nghĩ để hắn lặp lại lời mắng chửi cho các đồng chí ngồi đây nghe một chút. Nghe xem hiện tại một số đảng viên tư tưởng đã bại hoại đến mức nào. Thực sự là tồi tệ. Yến Xuân Lai thản nhiên hừ nói. Bí thư Phí, có thể để hắn vào đây không? Nạp Lan Nhược Phong hỏi. Gọi hắn vào, tôi thật sự cũng muốn nhìn xem, ai có khả năng mắng như vậy. Về sau cần vẫn là một nhân tài, có thể sử dụng được. Hiện tại trên TV không phải đang nói về chuyện quốc mắng sao. Đây cũng là nhân tài mà. Phí Mãn Thiên thản nhiên hừ.
Không lâu sau, nhận được thông báo, Diệp Phàm không người mỉm cười, ngẩng đầu đi vào hội trường hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Nơi này, hắn đã đến đây nhiều lần, cũng không có gì xa lạ. Hơn nữa, ngay cả Trung Nam Hải Diệp Phàm cũng đã từng đi qua. Cho nên, so với ở đấy những người ở đây chỉ là trẻ con, cũng không có gì là đáng sợ. Tuy nhiên, Diệp Phàm đi vào, các vị ủy viên thường vụ cũng cảm thấy ngạc nhiên, cảm thấy người này sao có khí thế mắng người như thế, dường như cũng chỉ bình thường. Đồng chí Diệp Phàm, nghe nói cậu mắng đồng chí Lệ Chí Đạt rất dữ dội đúng không? Tôi nghĩ, cậu là quyền chủ tịch thành phố Hải Đông, một chủ tịch thành phố lớn hẳn là không vô lý như thế chứ. Đồng chí Thiết Thác lên tiếng trước. Thật ra, là thầm nhắc nhở Diệp Phàm, mặc dù là cậu mắng người, nhưng phải có lý do mới được. Mắng có lý cũng phải có nguyên nhân của nó, đến lúc đó muốn giúp sẽ dễ hơn. Hai, chủ nhiệm Thiết, tôi không thể không mắng. Diệp Phàm thay đổi vẻ mặt, tỏ vẻ cay đắng, nói. Không thể không mắng, cậu có lý do gì để mắng người khác? Đồng chí Diệp Phàm, tỉnh ủy giao cho cậu thành phố Hải Đông lớn như vậy chẳng lẽ là để thử trình độ mắng của cậu sao? Làm bừa bãi, hôm nay nếu không giải thích rõ, không đưa ra lý do, xem tôi trừng phạt cậu như thế nào. Phí Mãn Thiên không ngờ vừa lên tiếng đã quát lên. Phí Mãn Thiên nói những lời này là có lý do, nhìn rất nghiêm túc nhưng thật ra là nhắc nhở Diệp Phàm. Nếu cậu có thể đưa ra lý do tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Đương nhiên, ý này ai cũng biết, mặc dù là biết, nhưng bí thư người ta cho là thật, thì đó là sự thật. Bí thư Phí cho là giả thì đó là giả, mặc dù sự thật là giả. Chỉ là một chữ thôi. Hãy nói lại không thiếu một chữ những lời lúc nãy. Yến Xuân Lai lạnh lùng hừ nói. Việc này, Chủ tịch tỉnh Yến, vừa nãy bí thư Phí bảo tôi giải thích rõ, mà ngài lại yêu cầu tôi mắng lại. Không biết là nói lý do trước hay là mắng lại. Diệp Phàm tỏ vẻ đau khổ hỏi. Hắn rất xảo quyệt, không ngờ bày thủ đoạn trước mặt Yến Xuân Lai. Bí thư tỉnh ủy đã lên tiếng, Yến Xuân Lai còn xen vào, có phải là muốn đè đầu bí thư tỉnh ủy hay không? Yến Xuân Lai vừa nghe thấy thế không ngờ đỏ mặt, lửa giận bốc lên trong lòng. Tuy nhiên, Yến Xuân Lai dù sao cũng là chủ tịch tỉnh, lão luyện, lập tức khôi phục bình tĩnh, nói. Vậy giải thích rõ trước. Vâng, là như vậy. Dự án cải tạo khe suối Vượng Phu ở Hải Đông là kế hoạch được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thông qua. Hơn một tháng trước đã báo cáo Sở Thủy Lợi tỉnh, nhưng, vẫn kéo dài không được phê duyệt. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát của chúng tôi chuyên ở tỉnh đều chờ phê duyệt. Sông Vượng Phu liên quan đến an toàn sinh mạng và tài sản của mấy trăm nghìn dân chúng Hải Đông. Trận lụt lớn năm trước đã làm chết mấy chục người. Tổn thất về tài sản không thể đánh giá, ước chừng đến 200-300 triệu. Cho nên, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố suy xét tổng thể, nghiên cứu nhiều mặt. Quyết định đầu tư 2 tỷ để cải tạo, phát triển khe suối Vượng Phu. Kết hợp cải tạo và khai thác, phát triển, đã đầu tư 200 triệu khởi động dự án. Đối với chuyện này, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rất coi trọng. Hơn nữa, trước đó một thời gian tôi đến Bắc Kinh, may mắn gặp đồng chí Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Văn Cử Đức. Sau khi xem xét phương án cải tạo, khai thác phát triển khe suối Vượng Phu của chúng tôi cũng rất đồng tình. Sau đó đồng ý cấp cho chúng tôi một khoản tiền, có lẽ cũng không phải là 300-400 nghìn nhân dân tệ. Tuy nhiên, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh chúng ta lập dự án, hơn nữa, yêu cầu chúng ta nhanh chóng lập dự án. Bởi vì vừa đúng lúc Bộ Thủy lợi đang có khoản tiền rất phù hợp để hỗ trợ dự án. Hơn nữa, bỏ qua cơ hội lần này tôi chỉ sợ không có cơ hội nữa. Cho nên, tôi lo lắng khoản tiền này sẽ bay, những mấy trăm nghìn, không phải là 2-3 đồng. Cho nên, sắp xếp Phó Chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát đóng quân ở tỉnh, chỉ là chờ phê duyệt dự án này. Nhưng, trợ lý Lệ ngăn cản bốn phía. Đầu tiên là nói phải cử tổ chuyên gia xuống dưới điều tra nghiên cứu, thấy không khả thi không thể được. Tuy nhiên, kéo dài đã hơn một tháng. Phó Chủ tịch thành phố Ngô đã chạy khắp nơi. Mà chỗ Bộ Thủy lợi nghe nói là khoản tiền này đã cấp rồi. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, nếu chậm, toàn bộ tiền bị người ta lấy đi hết. Chúng ta còn được cái gì? Cho nên, không có cách nào, tôi thật sự không kìm nổi đến hỏi thăm. Y nói rất rõ ràng với chúng tôi là dự án này không thể thông qua. Nói là thời cơ chưa chín muồi, còn nói phải vài năm nữa. Chúng tôi có chứng cứ của các chuyên gia do Bộ Thủy lợi gửi xuống, bọn họ ở tỉnh nói không được.
Hơn nữa, trợ lý Lệ căn bản là không cử tổ chuyên gia đến tìm hiểu, sao có thể nói không được. Đương nhiên, phong cách làm việc của lãnh đạo chúng tôi không nhận xét gì thêm. Nhưng, có những chuyện không nói không được. Diệp Phàm vừa nói, vừa đưa ra tài liệu. Đây chỉ là lời nói của một mình cậu, có lẽ, trợ lý Lệ nói điều kiện của các cậu chưa chín mồi cũng đã có chứng cứ của các chuyên gia. Làm lãnh đạo, không phải là làm mọi chuyện đều phải giải thích rõ ràng với cấp dưới có phải không? Nếu như vậy thì lãnh đạo sẽ mệt chết. Tư lệnh Hồ Trung Minh lạnh lùng nói, y khó có cơ hội đả kích Diệp Phàm, có cơ hội này tất nhiên không bỏ qua. Tôi thấy việc này phải gọi trợ lý Lệ đến hỏi một chút. Hai bên trực tiếp nói rõ ràng, có lẽ, đó là một chút hiểu lầm cũng không chừng. Lúc này Tề Chấn Đào nói, được, lập tức gọi trợ lý Lệ đến đây. Phí Mãn Thiên hiểu ý gật đầu nói. Không lâu sau, Lệ Chí Đạt đến phòng họp của tỉnh ủy. Trên trán không ngờ còn băng bó một chút, bên ngoài còn có chút nước thuốc màu vàng, nhìn qua hình như bị thương không nhẹ. Chương 1757, đánh trả mạnh mẽ. Đồng chí Chí Đạt, làm việc cũng phải chú ý đến sức khỏe. Anh xem, sao đến trán cũng bị thương thế kia? Nạp Lan Nhược Phong thân thiết hỏi. Ôi! Lê Chí Đạt nhìn Diệp Phàm một cái không nói gì, nhưng người đàn ông trung niên đang đỡ y thở dài nói thay. Như thế này là may mắn rồi, may là ngất xỉu ở hành lang, nếu ngoài lan can thì nguy hiểm. Y nói câu này hiển nhiên là muốn tăng thêm hậu quả của việc Diệp Phàm mắng. Phí Mãn Thiên ra hiệu cho Lê Chí Đạt ngồi xuống. Một nhân viên của văn phòng tỉnh ủy nói lại những gì Diệp Phàm vừa nói, Yến Xuân Lai thản nhiên nói. Trợ lý Lệ, đồng chí Diệp Phàm nói có phải là sự thật không? Chúng tôi nhận được kế hoạch cải tạo khe suối Vượng Phu, nhưng thưa các vị lãnh đạo, làm việc cũng phải có quá trình có phải không? Lúc đó ở Hải Đông có cử một đồng chí phụ trách đến tên là Ngô Sinh Phát, nhưng chỉ biết ngồi trong phòng. Tôi tuy không thường làm việc trong phòng, nhưng các đồng chí trong phòng cũng nói qua. Cho nên, lập tức thành lập tổ chuyên gia tiến hành kiểm tra, bọn họ cho rằng thời cơ cải tạo, khai thác phát triển khe suối Vượng Phu chưa chín mồi. Thứ nhất, thành phố Hải Đông không nên dùng mấy tỷ để cải tạo khai thác phát triển khe suối Vượng Phu. Một năm thu ngân sách của Hải Đông nhiều hay ít, đem ngân sách mấy năm gộp lại vẫn còn chưa đủ. Thứ hai, Hải Đông chỉ là một thành phố trong đất liền, cũng không có nhiều khách đến đầu tư như vậy. Thứ ba, ảnh hưởng của khe suối Vượng Phu cũng không nghiêm trọng như vậy. Là đồng chí Diệp Phàm nâng cao quan điểm, làm người ta nghe mà sợ. Huống chi, tôi cũng biết ý kiến của một số đồng chí ở Hải Đông. Nói là rất nhiều đồng chí ở thành ủy và ủy ban nhân dân đều thầm không hài lòng với phương án cải tạo khe suối Vượng Phu. Lúc ấy có thể thông qua cũng là có một số kỹ xảo và ngẫu nhiên. Tôi không cần phải nói nhiều, vì đây là chuyện của thành ủy Hải Đông, tôi là người ngoài, không nên bình phẩm thêm. Lệ Chí Đạt vừa mới nói đến đây, Nạp Lan Nhược Phong nhìn y một cái hừ nói. Trợ lý Lệ, chỉ cần liên quan đến chuyện này, đều phải nói ra. Không thể che giấu, cái gì mà không nên bình phẩm, anh cũng không phải là người ngoài, anh là trợ lý cho chủ tịch tỉnh có quyền biết chuyện ở Hải Đông. Tôi hy vọng anh có thể nói rõ tình hình ở đó. Việc này nếu phải nói thì tôi sẽ nói, không thể bảo Lệ Chí Đạt tôi nhiều lời. Lúc ấy Diệp Phàm vừa đến Hải Đông đã đánh người bên đường, sau đó nghe nói lại đánh người trước cửa nhà máy. Cho nên, nhân dân Hải Đông tặng cho chủ tịch Diệp là chủ tịch thành phố bạo lực. Tôi nghĩ nếu có thể gọi là bạo lực, tác phong làm việc chắc chắn rất mạnh. Cho nên phương án khe suối Vượng Phu cũng là phương án được thông qua một cách cứng rắn mạnh mẽ. Lệ Chí Đạt khá độc, không ngờ nói đến một việc khác. Y thật sự muốn giáng cho Diệp Phàm một đòn chí mạng. Chủ tịch thành phố bạo lực, thảo nào. Nạp Lan Nhược Phong có vẻ như thoáng suy nghĩ một chút, lặp lại một câu, gật gật đầu. Tháng 3 tôi cũng có đến phân quân khu Hải Đông một chuyến, lúc nấy nghe nói đồng chí Diệp Phàm cùng với hơn 10 cô nàng nhiệt tình ôm nhau trong sân vận động. Sau khi nghe ngóng mới biết đồng chí Diệp Phàm rút từ tiền ngân sách thành phố ra để tổ chức tiết mục này. Tuy nói điểm xuất phát là tốt, nhưng chiếu trên đài truyền hình. Hơn nữa hình ảnh khi ôm nhau được xử lý bằng kỹ thuật hình ảnh. Tôi nghĩ, các đồng chí ở Hải Đông muốn tuyên truyền về sự hào quang của chủ tịch thành phố, đây không có gì đáng trách. Nhưng cũng không thể vì thế mà hy sinh thanh danh của các đồng chí nữ có đúng không? Và lại, 500.000 cũng là do thành phố cấp, phụ nữ là một nửa của thế giới,
có thể ủng hộ các cô tổ chức tiết mục là nên. Nhưng sao có thể làm như vậy? Việc này đối với hình tượng của đảng của chính quyền có ảnh hưởng không tốt. Tư lệnh Hồ Trung Minh lại ngấm ngầm hại người, nói bóng gió về Diệp Phàm. Lợi dụng những lời nói dối, nói việc Diệp Phàm ôm các cô gái. Được rồi, không cần nói nữa. Phí Mãn Thiên khoát tay áo nói. Trợ lý Lệ nói có mời chuyên gia mà các cậu nói không mời chuyên gia, vậy rốt cuộc là ai đúng? Các đồng chí ở Hải Đông chúng tôi đều chưa từng thấy các chuyên gia đến, sao có thể có luận chứng? Muốn cải tạo lòng sông, muốn khai thác phát triển lòng sông cũng không phải công trình quân sự, còn nói giữ bí mật cái gì? Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, anh nghe ai nói không có chuyên gia đến Hải Đông? Lệ Chí Đạt không ngờ khí thế tăng vọt nói. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát nói. Diệp Phàm nói không chút do dự. Tuyệt đối không thể có việc này. Lúc đó phòng có cử chuyên gia xuống, chúng tôi có thông báo cho đồng chí Ngô Sinh Phát. Vừa lúc ông ấy không có thời gian, đang vội về nhà chịu tang. Ban đầu định cùng ông ấy xuống, nhưng trong nhà đã xảy ra chuyện, cho nên, các chuyên gia ở tỉnh tự mình xuống. Giọng của Lệ Chí Đạt giọng nói ngày càng sắc bén. Chẳng lẽ đồng chí Ngô Sinh Phát đã quên? Chắc là không có chuyện này chứ. Diệp Phàm hỏi ngược lại. Đồng chí Ngô Sinh Phát hiện đang ở đâu? Yến Xuân Lai hỏi. Vừa rồi còn ở cùng Diệp Phàm. Lệ Chí Đạt nói. Gọi y lại đây hỏi một chút. Yến Xuân Lai nói, Phí Mãn Thiên gật gật đầu cho nhân viên đi gọi. Không lâu sau, Ngô Sinh Phát đến. Lão già này, lần đầu tiên đối mặt với nhiều lãnh đạo như vậy, toát hết mồ hôi trán. Sở Thủy Lợi tỉnh cử chuyên gia xuống có thông báo với anh không? Yến Xuân Lai hỏi. Ngô Sinh Phát sau khi ngạc nhiên, có vẻ như không nhớ nổi, luôn tay lau mồ hôi trán, mồ hôi hình như toát ra càng lúc càng nhiều. Hôm đó tôi có dặn giám đốc Sở Thủy Lợi gọi điện thoại cho anh, hơn nữa, tôi còn lo lắng dặn người phụ trách thủy lợi của văn phòng Ủy ban Nhân dân chủ nhiệm Đinh nói cho anh. Chủ nhiệm Đinh, có phải có chuyện như vậy hay không? Lệ Chí Đạt quay lại hỏi người vừa đỡ mình. Đúng, hôm đó tôi lấy danh nghĩa văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh gọi điện cho anh. Lúc đó ở đó còn có rất nhiều đồng chí. Tăng Trường Thủy nói. Tôi nhớ rồi, có nhận được thông báo của các đồng chí. Nhưng lúc đó chú tôi bị bệnh mất, cho nên trong lòng đau xót, hơn nữa bận nhiều việc. Chú hai tôi không có con, cho nên hậu sự của ông ấy đều do tôi giải quyết. Bận như vậy nên đã quên mất việc này. Tôi đề nghị các vị lãnh đạo phê bình xử phạt, Chủ tịch thành phố Diệp, rất xin lỗi tôi đã quên mất việc này. Bọn họ thật sự có cử chuyên gia xuống kiểm tra. Ngô Sinh Phát nghiêm mặt nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm muốn xông lên cho y một cái tát, dùng đôi mắt ưng Diệp Phàm thấy có hiện tượng khả nghi. Trong lòng hiểu rõ, Ngô Sinh Phát rất khả nghi, nghe nói Ngô Sinh Phát là do bí thư Phạm Viễn nhắc lên. Mà quan hệ của Phạm Viễn với Lệ Chí Đạt rất sâu sắc. Ở đây có phải là người ta đã sắp đặt sẵn? Xem ra, việc này cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Hai bên đều không có gì sai. Đoàn Hải Thiên ba phải, tất nhiên là giúp đỡ Diệp Phàm. Sao lại không sai, rõ ràng Diệp Phàm cố tình gây sự. Có những việc, chưa rõ ràng thì không thể cứ tự quyết. Lúc ấy, nếu đồng chí Diệp Phàm bình tĩnh một chút, đến Sở Thủy Lợi hỏi cho rõ, thì đã không xảy ra chuyện tiếp theo. Nạp Lan Nhược Phong cùng Đoàn Hải Thiên đối đầu, thấy Đoàn Hải Thiên giúp đỡ Diệp Phàm tất nhiên cũng không nể mặt. Mặc dù là Phó Chủ tịch thành phố Ngô quên việc này, nhưng Sở Thủy Lợi đưa chuyên gia xuống cũng phải thông báo cho Cục Thủy Lợi Hải Đông chứ. Nếu không, không quen địa hình, các anh lại càng không có được số liệu cụ thể làm sao có thể tiến hành điều tra. Việc này tôi không hiểu, Cục Thủy Lợi Hải Đông cũng không hề nói với tôi về việc này. Hơn nữa, vì cải tạo khe suối Vượng Phu, thành phố đã thành lập một tổ chuyên trách do Phó Chủ tịch thành phố phụ trách. Đồng chí phụ trách Tăng Tuấn Tài cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc có các chuyên gia xuống điều tra khảo sát. Hôm đó trên cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch thành phố Ngô nói đến Sở Thủy Lợi tỉnh còn có chút tức giận, nói là vẫn chưa cử chuyên gia đến, kéo dài thời gian làm gì. Lúc đó Cục trưởng Cục Thủy Lợi Trương Hoa Phúc cũng không nói gì. Huống chi, nếu là điều tra nghiên cứu về sông Vượng Phu sao có thể không thông báo cho Phó Chủ tịch thành phố Tăng Tuấn Tài được giao phụ trách việc này. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, chúng ta có tài liệu do các anh cung cấp, tất nhiên là muốn bí mật điều tra. Có một số việc, các đồng chí ở dưới làm rất khá chỉ là bề ngoài.
chúng ta sợ mình bị nhầm, chẳng lẽ sở thủy lợi cử chuyên gia bí mật điều tra không được? Lệ Chí Đạt không ngờ mỉm cười một cách kỳ dị. Đi điều tra, kết quả điều tra sao không thông báo cho chúng tôi? Nếu không, chỉ các anh nói, có thể phủ quyết quyết định lớn của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi. Huống chi, phương án của chúng ta đã mời các chuyên gia nổi tiếng của Bộ Thủy lợi như Thang Học Thành, Trần Học Lễ đến kiểm tra. Bọn họ đã mang theo tổ chuyên gia tiến hành điều tra nghiên cứu thực địa. Ở Hải Đông chúng ta, qua rất nhiều nghiên cứu. Chẳng lẽ chuyên gia của Sở Thủy lợi còn giỏi hơn Bộ Thủy lợi sao? So với hai giáo sư có danh tiếng, cũng có quyền uy hơn. Việc này tôi không hiểu, Sở Thủy lợi tỉnh nghĩ như thế nào. Hơn nữa, phương án, nguyên vật liệu cải tạo của chúng ta đều có các chuyên gia ký tên. Không cần nói đến những việc khác, việc các chuyên gia của tổ ký tên, chính là đại diện cho trách nhiệm, họ dám ký bừa sao. Sở Thủy lợi sao lại có thể ngăn cản, rốt cuộc muốn làm gì? Người ta nói cánh tay còn có khuỷu tay ngón tay. Tôi thấy, nói cũng có lý. Phương án của chúng tôi sau khi thông qua là muốn đến Bộ Thủy lợi đòi tiền. Ở tỉnh có thể cho nhiều thì nhiều, ít thì ít. Bộ vẫn có thể cho được tiền. Giọng Diệp Phàm cũng cứng rắn lên, cũng có lý làm Lệ Chí Đạt nhất thời chưa biết đáp lại thế nào. Hai bên tranh luận, chuyện chửi mắng người đã quên mất. Đúng vậy, đồng chí Lệ Chí Đạt, Thang Học Thành, Trấn Học Lễ đều là chuyên gia nổi tiếng. Ở ngành thủy lợi của chúng ta rất có uy tín. Đương nhiên, uy tín cũng không thể nói không sai. Nhưng ở tình huống bình thường, uy tín có thể có độ tin cậy nhất định. Nếu chuyên gia của Bộ Thủy lợi xuống, thì phải có số liệu điều tra nghiên cứu. Đồng chí Lệ Chí Đạt, tôi hy vọng anh có thể giải thích một chút, vì sao không thể thông qua, có phải chuyên gia Sở Thủy lợi tỉnh không thừa nhận số liệu của chuyên gia Bộ Thủy lợi? Lúc này Tề Chấn Đào thản nhiên nói. Chương 1758, tôi là người có khuynh hướng bạo lực. Việc này, ngược lại không phải là, lúc đó chúng tôi tự mình điều tra thôi. Chúng tôi có thể liên hệ với chuyên gia của Bộ Thủy lợi một chút. Có lẽ hai bên còn có khoảng cách, nhưng, làm việc dù sao cũng phải có trình tự, sao có thể giống như đồng chí Diệp Phàm. Mở miệng là mắng chửi người khác, rồi đánh bị thương người khác, tôi muốn tổ chức phải điều tra việc này, xử lý việc mắng chửi người khác. Lệ Chí Đạt cuối cùng nhớ đến việc này, vội vàng dùng thủ đoạn càn khôn đại Nazi. Tôi vì mấy trăm vạn dân chúng Hải Đông, vì có thể lấy được tiền của Bộ Thủy lợi. Tôi một lòng là vì dân phục vụ, lúc ấy là vì anh mắng tôi trước. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Nói bậy, tôi dù gì cũng là người tốt nghiệp cao đẳng. Hơn nữa, được rèn luyện nhiều năm như vậy tôi căn bản không quen chửi người khác. Lệ Chí Đạt vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh dám nói anh không mắng tôi, lúc ấy anh mắng tôi là đồ này đồ nọ, có không? Nếu tôi là cái gì đó không phải là người, có phản bác lại anh được không? Huống chi, việc này rõ ràng là anh cố ý ngăn cản. Bọn họ gọi tôi là chủ tịch thành phố bạo lực cũng được, là chủ tịch thành phố gì cũng được, tôi vì dân chúng, lần sau nếu vẫn như vậy thì tôi còn mắng. Tôi đã nói xong rồi, thưa các vị lãnh đạo, tôi nhận phê bình của tổ chức, thậm chí là xử lý. Nhưng, lần sau gặp việc như thế này, tôi vẫn còn mắng người. Mắng hết thảy những người nên mắng, mắng người không nghĩ đến làm việc. Diệp Phàm nói khí thế càng cao hơn. Hừ, Diệp Phàm là do tỉnh ủy bổ nhiệm làm quyền chủ tịch thành phố Hải Đông. Không phải đồ này đồ nọ, tôi thấy, việc này nếu đồng chí Lệ khơi mào, vậy giải quyết tự y. Việc hôm nay dừng ở đây, đồng chí Lệ Chí Đạt, sau khi trở về lập tức sắp xếp người giải quyết chuyện sông Vượng Phu. Tiền của Bộ Thủy lợi chúng ta nhất định phải lấy được. Tôi cho anh 3 ngày, còn đồng chí Diệp Phàm về sau cũng không được kích động như vậy, tôi sẽ không xử phạt, nhưng tôi phê bình cậu một chút. Về sau có việc gì, không được mắng chửi người. Tuy nhiên, Diệp Phàm nóng nảy một chút nhưng điểm xuất phát là tốt. Chúng ta là ai, là cán bộ của đảng. Phải một lòng vì dân phục vụ, là công bộc của nhân dân. Diệp Phàm mắng người là không đúng, nhưng cậu ấy làm vì công việc. Tinh thần làm việc này tôi thấy đáng để chúng ta học tập. Các đồng chí, chúng ta nếu đều có sự nhiệt tình này thì làm gì không được. Chống lũ là công trình trọng điểm, sinh mạng của nhân dân là tài sản vô giá. Đồng chí Diệp Phàm có thể một lòng nghĩ cho dân chúng, tại đây tôi điểm danh tuyên dương cậu. Trở về đi, làm việc cho tốt, phát triển dự án cải tạo khai thác khe suối Vượng Phu. Phí Mãn Thiên vẻ mặt nghiêm túc,
nói đến đây nhìn Yến Xuân Lai một cái rồi nói tiếp. Nếu Bộ trưởng đã đồng ý cấp cho dự án sông Vượng Phu một khoản tiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ đúng không? Đồng chí Xuân Lai, anh xem có thể cho nhiều hay ít. Phí Mãn Thiên đánh Diệp Phàm một gậy nhỏ, áp dụng cách trước bắt nạt sau khen ngợi. Công khai là phê bình, thực ra lấy khích lệ là việc chính. Thiếu chút nữa giống như tấm gương tuyên truyền dùng beng. Như vậy đi bí thư Phí, đồng chí Diệp Phàm có thể xin từ bộ bao nhiêu, tỉnh chúng ta sẽ cấp gấp đôi. Bất luận nói như thế nào, khe suối Vượng Phu là ở Hải Đông thuộc tỉnh Nam Phúc chúng ta. Bộ Thủy Lợi cũng quan tâm đến, chúng ta không thể quan tâm sao? Đương nhiên, ở đây tôi cũng phê bình Diệp Phàm một chút. Suy nghĩ là tốt nhưng quá mức nôn nóng. Nghĩ lại thì tỉnh ủy giao mấy trăm vạn dân chúng Hải Đông cho anh làm quyền chủ tịch thành phố phải có tầm nhìn rộng mới được. Mỗi lần gặp chuyện gì cần phải cẩn thận, kiên nhẫn mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể xử lý tốt mọi vấn đề. Hành động của cậu sáng nay đúng là không tốt, cậu xem ảnh hưởng như thế nào, mang đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau này phải nhớ, không được như vậy nữa. Còn đồng chí Lệ Chí Đạt, mọi chuyện cũng có nguyên nhân. Là y muốn giải quyết mọi việc ổn thỏa, xây dựng lòng sông liên quan đến hàng ngàn hộ dân, một nét bút của y phê xuống, có lẽ ảnh hưởng đến mấy chục sinh mạng, không thể qua loa được. Đối với đồng chí Lệ Chí Đạt là người phụ trách như thế, tôi cảm thấy cũng đáng khen ngợi. Yến Xuân Lai nói đến đây, tất nhiên là đánh vào Diệp Phàm. Còn khen ngợi người phụ trách việc này là đồng chí Lệ Chí Đạt. Các ủy viên thường vụ khác đều im lặng theo dõi vở kịch. Biết rõ, bề ngoài là Diệp Phàm vật tay với Lệ Chí Đạt, trên thực tế là hai vị đầu sỏ của tỉnh đứng sau chỉ huy. Nhân vật chính là hai vị đầu sỏ. Bí thư Phí, chủ tịch tỉnh Yến, tôi biết tôi sai rồi. Sau này tôi nhất định từng bước sửa tật xấu này, gặp chuyện gì phải điềm tĩnh. Đương nhiên tôi biết so sánh với các lãnh đạo đức của tôi còn chưa đủ, cần trải qua thời gian tôi luyện. Sau khi trở về, tôi nhất định rút kinh nghiệm sâu sắc. Diệp Phàm thành khẩn nói, nhưng thật ra chọc cười mấy vị lãnh đạo. Lô Minh Châu không kìm nổi cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, chờ cậu đủ đạo đức rồi thì người ngồi ở đây chính là cậu chứ không phải là chúng tôi. Ha ha ha. Lời nói của Lô Minh Châu làm tất cả bật cười. Hòa hợp êm thấm thôi, Diệp Phàm và Lệ Chí Đạt đều đi rồi, hội nghị thường vụ tiếp tục tiến hành, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Phó Chủ tịch thành phố Ngô, anh thật sự quên có phải không? Ở ngoài hành lang, Diệp Phàm đột nhiên quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngô Sinh Phát rồi bỏ đi. Tôi thật sự đã quên. Sau lưng vang lên tiếng của Ngô Sinh Phát run rẩy, tuy nhiên, giọng rất nhỏ, dường như không dám nói. Vừa rồi Phí Mãn Thiên và Tề Chấn Đào bảo vệ Diệp Phàm, đã khiến Ngô Sinh Phát hối hận được mất. Hôm nay y chính mắt thấy Lệ Chí Đạt thành trò hề thảm hại. Thấy được Diệp Phàm đắc thế ở tỉnh. Chơi với người như vậy, Ngô Sinh Phát cũng sẽ gặp trở ngại. Phải không? Xa xa còn truyền đến giọng của Diệp Phàm như đang lầm bầm. Tôi sai rồi. Nhìn bóng Diệp Phàm khuất dần, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Sinh Phát thì thào tự nói ba chữ này, lặp lại nhiều lần, vẻ mặt rất hối hận. Chủ tịch tỉnh, tôi bị mắng oan như vậy sao? Trong văn phòng của Yến Xuân Lai, Lệ Chí Đạt vẻ mặt phẫn nộ ngồi đối diện Yến Xuân Lai. Chính cậu cũng quá không cẩn thận, sao có thể nói ra trước? Có tức giận cũng không thể đưa vào trong công việc, như vậy không tốt, công việc, vẫn là quan trọng có phải không? Yến Xuân Lai nghiêm túc phê bình Lệ Chí Đạt nói. Tôi hồ đồ bị hắn chọc tức, anh không biết, hắn kiêu ngạo thế nào đâu. Lần trước anh bảo tôi đến Hải Đông, hắn không ngờ không để ý người đến. Ngay cả tình hình thủy lợi cũng không báo cáo, căn bản là không coi tôi ra gì. Lần này lại khinh người. Ở tỉnh làm việc phải nhẹ nhàng khéo léo. Việc này, chủ tịch tỉnh Yến, việc này rất rõ ràng có phải không? Lệ Chí Đạt giải thích. Thôi vậy, sau này chú ý. Yến Xuân Lai khoát tay áo. Bí thư Phí rõ ràng bảo vệ hắn. Phê bình cũng dễ nói, ngược lại hắn thành tấm gương để đảng viên tỉnh học tập. Đó là cái gì vậy? Lệ Chí Đạt vẫn tức giận. Cậu xem, vừa nói đến nói chuyện phải chú ý, lại nói thế nữa rồi. Yến Xuân Lai nhẹ nhàng gõ gõ bàn nói. Là tôi tức quá, chủ tịch tỉnh Yến, anh có thể không biết, khu vườn dành riêng cho anh ở thành ủy Hải Đông gọi là Thanh Khê. Lệ Chí Đạt nói. Sao nữa? Yến Xuân Lai châm một điếu thuốc,
lạnh lùng nói. Hiện tại, Diệp Phàm ngại tòa nhà của thành ủy không thoải mái, bởi vì nhà khách cái gì cũng có. Nhân viên phục vụ, đồ ăn thuận tiện ghen tức. Cho nên, yêu cầu ở nhà khách thành ủy, trưởng ban thư ký Cao Hoa không giải quyết, chỉ có thể dẫn hắn đi xem, hắn liếc một cái liền chọn Thanh Khê. Hơn nữa, nghe nói cô nàng Chu Đông Đông nấu ăn ngon, phải qua phục vụ hắn. Nghe chủ nhiệm nhà khách Phạm nói, Chu Đông Đông khuya mới về nhà, trên cơ bản đến muộn mới về, có khi còn không về. Lệ Chí Đạt nói, ha ha, Diệp Phàm làm việc vất vả, nhà khách sắp xếp một người phục vụ cũng là bình thường. Yến Xuân Lai không ngờ thản nhiên cười cười, khoát tay áo, không hề nói gì. Tuy nhiên, Lệ Chí Đạt hiểu y đã đạt được mục đích. Trong lòng chủ tịch Yến Xuân Lai hẳn có chút khó chịu. Lệ Chí Đạt làm việc dưới áp lực của bí thư phí rất nhanh, hiệu quả cao hơn bình thường nhiều. Buổi chiều ngày hôm sau đã phê duyệt phương án cải tạo khe suối Vượng Phu. Chủ tịch tỉnh Yến đồng ý cho các anh tiền, mà nghe nói bộ cũng cho các anh mấy trăm triệu, chỗ tôi sẽ không chi tiền. Cầm đi, đến bộ mà đòi tiền, tôi chờ xem chủ tịch thành phố Diệp có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, nói cho anh một tin vỉa hè rằng, tiền của bộ đã được sắp xếp cả rồi. Chủ tịch tỉnh Yến hôm qua có giao cho đồng chí ở Sở Tài chính, nói phải chuẩn bị một khoản tiền cho việc cải tạo sông Vượng Phu. Một khi bộ cấp tiền, tỉnh cũng phải cấp. Đến lúc đó, ha ha. Lệ Chí Đạt cười đặt tập tài liệu phê duyệt xuống trước mặt Diệp Phàm. Yên tâm, chủ tịch tỉnh Yến chuẩn bị tiền, tôi sẽ đi lấy. Cảm ơn trợ lý Lệ ủng hộ việc xây dựng thủy lợi của Hải Đông chúng tôi. Tôi thay mặt cho mấy trăm vạn dân chúng Hải Đông cảm ơn anh. Về sau hy vọng anh có thể ủng hộ việc xây dựng thủy lợi của Hải Đông chúng tôi. Diệp Phàm giơ tay bắt tay Lệ Chí Đạt. Trên đài bắt tay dưới đài quay mặt. Hừ, về sau, Hải Đông không cần tìm đến sở thủy lợi. Lệ Chí Đạt cũng bắt tay Diệp Phàm, giật giật vài cái. Tôi vẫn hy vọng trợ lý Lệ ủng hộ việc xây dựng thủy lợi ở Hải Đông. Nếu không, tiếp theo, sẽ không chỉ là mắng chửi đơn giản như vậy. Có lẽ tôi ra một chút quyền cước. Mặt của thư ký Trương kia như thế nào, có lẽ không tốt lắm. Tôi bị nhân dân Hải Đông gọi là chủ tịch thành phố bạo lực, cho nên, có lúc cũng có khuynh hướng bạo lực. Diệp Phàm không khách khí nói. Chương 1759, y không phù hợp. Đúng không, bạo lực phát xít, chắc chắn là bạo lực, được gọi là tổ tông của bạo lực, kết quả thế nào, đều bị giết. Cho nên, người bạo lực cuối cùng đều không có kết quả tốt. Đến lúc đó, không gọi là chủ tịch thành phố bạo lực, tôi sợ sẽ gọi là chủ tịch xã bạo lực. Câu này của Lệ Chí Đạt rõ ràng là uy hiếp, ý là muốn đánh chết Diệp Phàm, lấy mũ chủ tịch thành phố, giáng chức xuống chủ tịch xã. Điều này cũng không chắc chắn, có lẽ thăng cấp từ chủ tịch thành phố bạo lực lên bí thư bạo lực rồi. Tuy nhiên, đồng chí trợ lý, tôi hơi lo lắng, đến lúc phó chủ tịch tỉnh không thăng chức thì trợ lý cũng khó làm. Đến mặt trận tổ quốc dưỡng lão cũng tốt. Thoải mái, ha ha. Cũng không phải lo lắng vì nhân dân phục vụ nhiều thời gian rảnh, thật ra rất thích hợp cho một số đồng chí. Diệp Phàm đương nhiên cũng ngấm ngầm hại người, làm Lệ Chí Đạt tức giận chỉ vào Diệp Phàm quát. Đây là văn phòng của tôi, cậu cút đi cho tôi. Cút, trợ lý Lệ, cũng không thể nói thô tục như vậy chứ. Đến lúc đó bí thư phí điểm danh phê bình sẽ không tốt. Chúng ta đều là người văn minh, không mắng chửi người khác. Nếu từ cút này truyền ra ngoài, sẽ tổn hại đến hình ảnh của Ủy ban Nhân dân. Các đồng chí cấp dưới đến làm việc không dễ dàng, sao có thể bảo cút? Phó Chủ tịch Ngô, anh thấy có đúng không? Diệp Phàm châm chọc rồi quay sang Ngô Sinh Phát hỏi. Việc này, Ngô Sinh Phát xấu hổ thật sự, trước mặt không dám đắc tội với Diệp Phàm. Vừa rồi, Diệp Phàm một lần nữa làm cho Ngô Sinh Phát kính nể thêm. Có đồng chí nào dám nói thế với trợ lý Lệ? Y tất nhiên cũng không dám đắc tội với trợ lý Lệ. Vẻ mặt nhìn không khác gì muốn khóc. Lão Ngô, đi thôi, còn chưa cút thì đồng chí Lệ tức giận lên, làm ra chuyện gì đó làm tổn hại đến hình ảnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng ta lại có lỗi. Đi, đi, đi thôi. Diệp Phàm nói liên tiếp ba từ đi rồi xoay người. Ngô Sinh Phát cầm tập tài liệu đi phía sau. Trợ lý Lệ, tôi đi đây. Ngô Sinh Phát vẫn không quên chào. Đi mạnh khỏe. Phó Chủ tịch thành phố Ngô, đi theo sau người khác đừng chỉ nhìn thắt lưng. Lệ Chí Đạt cắn răng nói lời này. Đến Hải Đông,
Diệp Phàm lập tức nghe tin con trai của Văn Cử Đức là Văn Hoàn Đông đã đến nhà. Dặn y cùng Tằng Tuấn Tài đến bộ thủy lợi một chuyến. Văn Hoàn Đông nghe thấy tất nhiên đồng ý, lập tức lên đường. Lúc trước ở tỉnh nghe Lệ Chí Đạt nói, hình như ở bộ thủy lợi có thay đổi. Nếu thật sự như vậy thì không lấy được tiền công thành công dã tràng. Diệp Phàm không vội không được, đến lúc đó mấy người chủ tịch tỉnh Yến sẽ cho rằng hắn khoác lát. Sẽ để lại trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy một người không thật, ấn tượng xấu sẽ không tốt. Tuy nhiên, Diệp Phàm tin rằng chỉ cần Văn Cử Đức còn làm việc ở bộ thủy lợi thì lấy mấy chục triệu không khó. Bộ thủy lợi một năm đầu tư bao nhiêu, mà hắn cũng đã giúp đỡ Văn Hoàn Đông rất nhiều. Tuy nói là mượn tay nhạc phụ Kiều Viễn Sơn nhưng cuối cùng vẫn là hắn ra sức. Nếu không, Văn Hoàn Đông sao có khả năng ngồi vào ghế một chức vụ béo bở như chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ thành ủy Hải Đông được. Trương Nhất Đống tới cũng rất nhanh, sau khi Diệp Phàm về đến Hải Đông, Trương Nhất Đống đã tới Hải Đông. Nghe nói người cùng y xuống là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lưu Minh Sơn. Còn có phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tằng Thiết Sơn, cùng giám đốc sở xây dựng Khâu Nhất Trung. Xem ra, nhà họ Trương thế lực rất lớn. Trước khi rời khỏi tỉnh, Diệp Phàm cùng Hạ Hải Vĩ đến hỏi thăm chủ nhiệm Thiết Thác. Để Hạ Hải Vĩ tranh thủ chức phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật tỉnh. Thiết Thác đồng ý rồi, nói là ban đầu có nghĩ đến việc này. Ông ấy nói nhìn thấy Hạ Hải Vĩ có thể tiến thêm một bước nữa cũng rất vui. Đương nhiên Thiết Thác cũng nói rõ rằng, việc này quan trọng nhất vẫn là ở chỗ bí thư Phí Mãn Thiên. Ủy ban kỷ luật trung ương thì không cần, chỉ cần Phí Mãn Thiên đồng ý. Ủy ban kỷ luật trung ương không thành vấn đề. Cho nên Diệp Phàm mang theo hai bình rượu thuốc đến hỏi thăm bí thư Phí Mãn Thiên. Đã lâu không đến, tình hình Hải Đông thế nào? Phí Mãn Thiên chỉ vào sofa đối diện bàn trà hỏi. Việc bảo vệ môi trường rất khó khăn, Hải Đông phải bỏ ra rất nhiều tiền. Phải chỉnh đốn, đóng cửa một số mỏ quặng nhỏ, liên quan đến các mặt lợi ích. Mà vấn đề lớn nhất chính là thị xã Thanh Ngưu. Vấn đề của bộ máy thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã Thanh Ngưu, cùng với cục công an Thanh Ngưu khá lớn. Mà Phạm Viễn không đồng ý ra tay với Thanh Ngưu, bởi vì Thanh Ngưu là do y xây dựng nên, phải tự tay phá hủy cái mình xây dựng, thật sự là khó khăn. Hơn nữa, tôi là chủ tịch thành phố, đối với việc điều chỉnh bộ máy chính quyền cấp huyện bên dưới không có nhiều quyền phát ngôn. Dù sao, đây không phải việc tôi quản lý. Diệp Phàm nói. Chẳng lẽ cứ mặc kệ? Phí Mãn Thiên lạnh lùng hừ nói. Tôi không mặc kệ, ngược lại tăng cường kiểm tra. Tôi đã sắp xếp đồng chí An Kỳ ở Cục Công an thành phố theo dõi Thanh Ngưu. Tôi nghĩ, tôi không thể tham gia điều chỉnh nhân sự, nhưng có thể làm ngã một số người rồi nói sau. Có lẽ, đó là lúc thay đổi người tốt hơn. Hơn nữa, nếu tìm ra vấn đề thì trong việc điều chỉnh nhân sự đồng chí Phạm Viễn dù sao cũng phải nghe ý kiến của tôi một chút. Diệp Phàm nói. Vẫn quá chậm, Diệp Phàm. Cậu phải theo dõi chặt chẽ Thanh Ngưu, nhanh chóng đưa ra phương án cụ thể khả thi. Phạm Viễn tôi sẽ nói qua với ông ấy, cậu cứ làm tốt đi. Hơn nữa, trong chuyện này, tôi sẽ không ủng hộ cậu trực tiếp. Làm thế nào để làm tốt chuyện này, trong lòng cậu phải có tính toán. Tôi chỉ muốn kết quả. Phí Mãn Thiên nhìn Diệp Phàm một cái, nói như ra lệnh. Diệp Phàm hiểu, tài liệu tham khảo nội bộ đã được đưa ra, Chủ tịch Đường đã chú ý đến. Phí Mãn Thiên cũng chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa, Chủ tịch Đường đã nhậm chức, chỉ là còn trong thời kỳ quá độ. Phí Mãn Thiên không dám có chút gì sơ suất. Tôi sẽ cố gắng hết sức, trong vòng nửa năm giải quyết xong việc này. Diệp Phàm nghiêm túc nói, nhìn Phí Mãn Thiên một cái nói. Chỉ có điều, hiện tại khó khăn càng lúc càng lớn. Bí thư Phí, ngài không trực tiếp ra tay nhưng cũng phải bí mật giúp đỡ có đúng không ạ? Nếu không... Lực lượng mỏng của tôi, bao năm qua đều là đảng chỉ huy chính quyền. Nếu tôi quá mạnh mẽ, tôi nói là nếu thực sự, có lẽ bí thư Phí lại không muốn thấy kết cục này. Việc này, quá khác thường không được. Ừ, xem ra, đi Hải Đông có mấy tháng, tìm được người tâm phúc có phải không? Phí Mãn Thiên thản nhiên nói. Ha ha, không giấu giếm bí thư Phí, chỉ có thể nó là tôi kéo được vài đồng chí cùng chung chí hướng thôi. Nhưng... Ở bộ máy thành ủy, lực lượng chúng tôi vẫn rất yếu. Chỉ có thể là trong một số thời điểm mấu chốt có chút tác dụng thôi. Đương nhiên tôi cũng không muốn nắm thành ủy trong tay. Như vậy không phù hợp với thể chế.
đó là đảng và nhân dân giao quyền lực cho bí thư Phạm Sa, không thể lẫn lộn đầu đuôi có phải không? Diệp Phàm nói, cậu có thể hiểu việc này thì tốt lắm, tuy nhiên, đôi khi, phải ra tay thì vẫn ra tay. Ví dụ như khi các cậu thảo luận là lúc phải ra tay. Liên kết những đồng chí cùng chí hướng là phúc của nhân dân Hải Đông. Tranh thủ lợi ích cũng không phải là tranh quyền đoạt thế, hoàn toàn khả thi. Mấu chốt là, trong lòng mình có nhân dân thôi. Phí Mãn Thiên nói cũng ba phải. Tôi hiểu rồi, nhưng, tình hình hiện tại có chút thay đổi nhỏ. Không biết anh có nghe nói đến Trương Nhất Đống? Diệp Phàm hỏi. Trương Nhất Đống, tôi biết, có phải người nhà của Trương Hướng Đông ở Bắc Kinh? Hình như đính hôn với tiểu thư nhà họ Triệu. Phí Mãn Thiên không ngờ nhớ rõ, chứng tỏ, những việc lớn ở Bắc Kinh ông ấy đều nắm rõ. Bởi vì Trương Nhất Đống đính hôn với Triệu Tứ, là đại diện cho sự kết hợp của hai dòng họ. Ít nhất, về xử lý công việc sau này, nhà họ Triệu và nhà họ Trương sẽ giúp đỡ nhau một chút. Nếu nói khó nghe, chính là nếu hai bên đều có lợi thì hai bên nhất định sẽ giao dịch. Tất nhiên, các thế lực lớn ở Bắc Kinh đều chú ý chuyện này. Đây không phải là chuyện nhỏ, nhà họ Phí là một trong những dòng họ chính trị hàng đầu, phe phái quân đội tất nhiên sẽ không coi thường một lễ đính hôn thoạt nhìn không có gì như vậy. Chính là y. Diệp Phàm gật gật đầu. Ha ha, cậu có mâu thuẫn với y à? Phí Mãn Thiên thản nhiên cười nói. Tôi và Triệu Tứ đã quen nhau từ trước, đơn giản chỉ là bạn bè thôi. Trương Nhất Đống không hài lòng cho nên, đã trút lên đầu em trai tôi. Cho nên, cuối cùng thì thành mâu thuẫn. Có lẽ, khó có thể giảng hòa. Hiện tại, y được phân công đến Hải Đông đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Sau này, công việc của tôi càng khó triển khai. Trương Nhất Đống đến Hải Đông, cuối cùng có phải vì tôi hay không thì tôi cũng không rõ. Nhưng, không thể không đề phòng. Mà ủy ban kỷ luật là cơ quan chấp pháp làm các cán bộ phải sợ hãi. Quyền lực rất lớn, tôi nghĩ, nghe nói Trương Nhất Đống đến nhậm chức là do ban tổ chức cán bộ trung ương quyết định, không thể thay đổi. Nhưng, có thể thay đổi theo cách, đề bạt một người cấp trên để áp chế y. Diệp Phàm nói tất nhiên là có ý tứ. Đổi một người, nghĩa là đã chọn được người thích hợp đề xuất làm người cấp trên trực tiếp. Theo tôi, cậu đang giấu giếm gì? Phí Mãn Thiên nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Biết hắn đến đây không chỉ có thể, đơn giản là nói hộ ai đó. Chú Phí, chú xem, đồng chí Hạ Hải Vĩ ở Ủy ban Kỷ luật Địa khu đã phá vụ án trộm mộ lớn, hơn nữa, chính án của Bộ Phó Lâm Thiên Dân cũng do y cố gắng. Lúc trước, cháu đem chứng cứ giao cho chú Nhất Hoàn. Diệp Phàm bắt đầu nói về lão Hạ, tuy nhiên, mới nói được một nửa Phí Mãn Thiên đã nhíu mày, hừ nói. Cậu nói có phải phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật xếp hạng cuối cùng Hạ Hải Vĩ? Từ Đức Bình đến. Vâng, chính là y. Diệp Phàm đang muốn tiếp tục nói. Phí Mãn Thiên hiển nhiên không hài lòng, nhấp một ngụm trà, đặt mạnh chén trà lên bàn, nói. Không cần nói, y không thích hợp. Y ưu tú như vậy sao còn không thích hợp? Chẳng lẽ chọn lựa không phải chọn lựa đồng chí ưu tú khác sao? Diệp Phàm hỏi. Chương 1760. Tay anh không mềm chẳng lẽ tay tôi mềm? Cậu về đi, y không thể được. Phí Mãn Thiên khoát tay mặt tối sầm xuống. Bí thư Phí, có thể cho tôi một lời giải thích không? Diệp Phàm vẫn không ngừng lại, cảm thấy ấn tượng của Hạ Hải Vĩ đối với Phí Mãn Thiên sao có thể xấu thế? Nếu ấn tượng này không được nói tại đây về sau có lẽ chỉ cần Phí Mãn Thiên ở tỉnh này một ngày, việc lão Hạ lên chức là điều không thể. Đây chính là vấn đề lớn. Hạ Hải Vĩ cần sớm gia nhập những lãnh đạo trung tâm. Diệp Phàm tuyệt đối không muốn nhìn thấy việc này. Hắn không muốn thấy đường làm quan của Hạ Hải Vĩ kết thúc như vậy. Tôi nói y không thích hợp là không thích hợp. Đồng chí Diệp Phàm, mọi chuyện đều phải giải thích sao? Cậu tôn trọng lãnh đạo như thế có phải không? Đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Thái độ của Phí Mãn Thiên cứng rắn, mạnh mẽ ra lệnh đuổi khách. Hơn nữa, bí thư tỉnh ủy tức giận như thế. Diệp Phàm không có cách nào đành chào tạm biệt đi ra ngoài. Vừa ra ngoài Diệp Phàm gọi điện thoại cho Thiết Thác muốn hỏi thăm. Hai, không cần đến lúc đó sẽ biết, Hải Vĩ sau này sẽ gặp phiền toái rồi. Thiết Thác nói một câu không ra sao cả. Cậu nghĩ lại xem, chuyện của Phó Chủ tịch tỉnh Cố Tắc Phi trước kia. Có phải cậu bảo Hạ Hải Vĩ bí mật đi chỉnh hắn? Sau đó, tài liệu do Hạ Hải Vĩ tự mình đưa ra, người cũng tự y đi bắt.
Tuy nói sau tôi đã kéo hết về phía mình, nhưng đã chậm. Các cậu đó, đôi khi làm việc thiếu suy nghĩ. Cấp trên, có phải là ngốc đâu. Cái cách bịt tai đi ăn trộm chuông này không có tác dụng đâu. Thiết Thác trách. Trong nháy mắt Diệp Phàm liền hiểu rõ. Vì chuyện người bà con xa của Cố Tắc Phí đối đầu với hắn. Sau đó chính hắn đã bảo Hạ Hải Vĩ ra tay xét xử hắn. Lúc đó vì không cho Cố Tắc Phi thoát thân, cho nên, cũng không báo cáo Phí Mãn Thiên đã bắt người. Rồi sau đó có nói là tình huống bất đắc dĩ. Tuy nhiên, những lời này chỉ có thể lừa trẻ con 3 tuổi, sao có thể lừa gạt người đầy kinh nghiệm như Phí Mãn Thiên. Bắt giam một cán bộ cấp phó tỉnh, không có sự đồng ý của Phí Mãn Thiên, Ủy ban Kỷ luật Trung ương phê chuẩn, căn bản là không phù hợp trình tự. Đó không phải là vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là Cố Tắc Phi là người của Phí Mãn Thiên. Bắt Cố Tắc Phi khiến Chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai uy phong một phen. Mà Phí Mãn Thiên mất đi một cánh tay không nói, còn khiến Yến Xuân Lai chiếm được ưu thế. Tất nhiên, mọi việc này ghi hết trên đầu Hạ Hải Vĩ. Tôi biết rồi. Diệp Phàm cúp điện thoại, mặt đen như mực, nghĩ một chút, cắn răng gọi điện thoại lại cho Phí Mãn Thiên. Cậu còn gọi điện thoại đến, còn muốn nói cái gì? Những lời sằng bậy như vậy về sau cậu không cần gọi điện thoại cho tôi. Phí Mãn Thiên tức giận, cảm thấy hắn ta năm lần bảy lượt không hiểu chuyện. Trước kia không xử lý hắn là nể mặt anh ba Phí Phương Thành. Cứ gây phiền toái không gõ không được. Tôi đã nghĩ vì Hạ Hải Vĩ nên cầu xin đến khi y được. Tôi cũng chỉ nói một câu, ông suy xét một chút. Nếu Hạ Hải Vĩ lần này không thể lên, cuộc tỉ thí tháng 10 sắp đến, tôi không có thời gian tham gia. Trong điện thoại vang lên một tiếng bốp, có lẽ là chén trà bị Phí Mãn Thiên đập, tuy nhiên, điện thoại vẫn chưa cúp. Cậu uy hiếp tôi có phải không? Giọng Phí Mãn Thiên rất tức giận. Tôi không muốn uy hiếp bất cứ ai, tôi chỉ vì đảng vì đất nước thôi, vì nhân dân đề cử một đồng chí tốt. Ít nhất anh ta không tham lam một đồng nào, làm việc chân thật. Thái độ của Diệp Phàm kiên quyết, lúc này, không kiên quyết cũng đã muộn. Mạnh mẽ còn có thể dùng. Có chết cũng là chết một cách anh hùng. Cạch. Lần này điện thoại bị cúp. Bên trong vang lên tiếng tút tút. Phí Mãn Thiên không nói một câu nào. Diệp Phàm thất vọng buông điện thoại, nói với Hạ Hải Vĩ đang ngồi trong xe. Rất xin lỗi người anh em, tôi đã hết sức. Sao có thể nói thế, việc này tôi phải cảm ơn cậu. Vốn tôi cũng không ôm hy vọng nhiều. Hạ Hải Vĩ trái lại an ủi Diệp Phàm. Giọng Diệp Phàm có chút khàn khàn, nhìn Hạ Hải Vĩ nói. Lão Hạ, Diệp Phàm tôi có một ngày quật khởi, chúng ta rời khỏi Nam Phúc, không lăn lộn ở đây nữa, xem người ta như thế nào. Diệp Phàm biết việc này rất nghiêm trọng, Phí Mãn Thiên còn ở đây, Hạ Hải Vĩ không có cơ hội ngẩng đầu. Có lẽ, về sau bị nhét vào xó xỉnh nào đấy cũng chẳng biết chừng. Tôi nghe cậu chỉ đông tôi quyết không đánh tây. Hạ Hải Vĩ nói xong, hai người chỉ biết nắm tay nhau. Gọi Lô Vĩ ra uống rượu. Diệp Phàm quát. Đúng vậy, uống rượu. Chúng ta đi uống rượu. Hạ Hải Vĩ giống lên một tiếng, lấy điện thoại ra gọi. Ngày hôm sau Diệp Phàm vừa về đến Hải Đông, Trương Nhất Đống cho người điều tra vụ án của Cục trưởng Cục Tài chính Lưu Nhất Tiêu. Khi lấy tài liệu, Trương Nhất Đống đến phòng làm việc của Chủ tịch thành phố. Chủ tịch thành phố Diệp, chúng ta lại gặp nhau. Trương Nhất Đống cười nhạt nói. Đúng vậy, thật hữu duyên, lại gặp nhau. Hoan nghênh anh đến Hải Đông làm việc, về sau chúng ta là đồng chí trên một chiến hào rồi. Diệp Phàm cũng giơ tay ra, bắt tay Trương Nhất Đống. Chủ tịch thành phố Diệp nói rất đúng, chúng ta là đồng chí cùng trên một chiến hào. Chỉ là, đối tượng chúng ta tấn công không giống nhau thôi. Trương Nhất Đống thản nhiên nói, hai bên như rất tâm đầu ý hợp. Đối tượng tấn công, ha ha, tôi không có đối tượng tấn công, chỉ có đối tượng công việc. Diệp Phàm nói, xem tôi đấy, ở Ủy ban Kỷ luật làm lâu rồi, coi mọi người đều là kẻ tham ô. Trương Nhất Đống chỉ gà mắng chó nói. Ha ha, anh là người có trách nhiệm mà, tuy nhiên, hy vọng chủ nhiệm Trương đừng có coi tôi là phần tử tham ô là được. Việc này xiểm nịnh cũng là tội. Diệp Phàm ra vẻ nói đùa. Việc đó thì không chắc, phải xem biểu hiện của chủ tịch thành phố mới được, bằng không, mặc dù là đồng chí trên một chiến hào. Nếu vi phạm thật thì, Trương Nhất Đống tôi. Nói đến đây Trương Nhất Đống nhìn Diệp Phàm một cái đột nhiên hừ nói. Tuyệt đối sẽ không nương tay. Ha ha,
chủ nhiệm Trương không mềm tay. Nhưng tôi từ nông thôn ra, thường xuyên đốn củi. Tay này cũng đã được rèn luyện, tất nhiên cũng rất cứng rắn. Diệp Phàm tất nhiên là phản kích, tay anh không mềm chẳng lẽ tay tôi mềm, đến lúc đó xem tay ai cứng hơn. Ha ha, có thời gian thì vật tay với bí thư Diệp xem như thế nào, đã lâu không chơi trò này. Trương Nhất Đống gật gật đầu cười nói, sau đó chào rồi xoay người đi. Vật tay, tôi thích. Phía sau vang lên tiếng của Diệp Phàm, giọng rất khinh thường. Tôi cũng thích, đặc biệt với những đồng chí mạnh mẽ, càng hăng hái. Thực lực quá yếu, không vui. Trương Nhất Đống cũng nói, còn lắc lắc đầu giống như tiếc nuối bỏ đi. Người đến không thiện chủ tịch thành phố ạ. Phó chủ tịch thành phố Tằng Tuấn Tài nói. Ha ha, người thiện cũng không tới. Diệp Phàm thuận miệng cười. Lưu Nhất Tiêu có lẽ có phiền toái. Tằng Tuấn Tài nói. Không phiền toái mới là việc lạ. Chúng ta cùng chờ xem chủ nhiệm mới của Ủy ban Kỷ luật thành phố Hải Đông rốt cuộc đùa giỡn cái gì. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn Tằng Tuấn Tài một cái nói. Chuyện khe suối Vượng Phu theo dõi sát sao một chút, làm nhanh. Nhưng phải chú ý cải tạo phù hợp mới được. Khe suối Vượng Phu không riêng gì về mặt chống lũ mà là sông làm cho cuộc sống của nhân dân Hải Đông phát triển lên. Hai bờ khe suối Vượng Phu đã thu hồi xong mặt bằng. Đã bắt đầu đấu thầu. Hiện nay, có thể do tuyên truyền chưa đầy đủ, cũng chưa có nhiều thương gia đăng ký. Thậm chí, có thể nói là cổng sân vắng vẻ. Tôi cảm thấy việc này khá lạ. Chính là dựa vào việc bán đấu giá đất mà nói, các thương gia phản ứng nhiệt tình lắm. Giờ thì ngược lại, sông Vượng Phu thay đổi đẹp, môi trường đầu tư tốt, ngược lại lại làm cho bọn họ chạy hết, đây là đạo lý gì? Tằng Tuấn Tài có chút nghi ngờ nói. Có nguyên nhân gì dẫn đến việc này không? Diệp Phàm hỏi. Gần đây nghe đồn, đương nhiên là trong phạm vi nhỏ. Cũng không biết có liên quan đến việc này không? Nghe nói có người tổ chức các thương nhân muốn cạnh tranh với Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Tằng Tuấn Tài nói. Hả, hẳn là từ các nhà kinh doanh truyền ra. Diệp Phàm nói, rút một điếu thuốc, Tằng Tuấn Tài châm lửa. Nói. Vâng, lúc ấy xảy ra chuyện lạ này, tôi nghĩ có phải có người muốn gây sự. Cho nên liền để ý, ở Hải Đông nhiều năm như vậy, bạn bè trong giới kinh doanh cũng có vài người. Sau khi nghe ngóng, thật sự có người đứng phía sau cổ động, bịa đặt, nói Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta muốn lợi dụng sông Vượng Phu kiếm tiền bất chính. Nếu mua đất, cuối cùng tiền Ủy ban Nhân dân thành phố cầm không lâu thì phá bỏ. Ủy ban Nhân dân thành phố chính là thế, bán thì bán phá thì phá, mượn cơ hội kiếm tiền bất chính. Hơn nữa, hiện nay, môi trường đầu tư của Hải Đông còn kém, không thích hợp đầu tư nhiều. Một thành phố trong đất liền, sông Vượng Phu có cải tạo cũng không phát triển nổi. Việc này làm cho người ta có chút hoang mang. Là ai đứng sau lưng gây rối? Diệp Phàm giọng dần trở nên nghiêm túc. Nghe nói có liên quan đến hội sở Tô Nguyệt, sức ảnh hưởng của bọn họ không nhỏ. Chủ tịch Tô Nguyệt quen biết nhiều. Hơn nữa Tô Nguyệt có ảnh hưởng lớn ở Bắc Kinh. Tập đoàn tài chính cũng muốn nịnh bợ Tô Nguyệt, tất nhiên cũng đi theo cổ vũ. Tằng Tuấn Tài nói. Lại là cô. Diệp Phàm thoáng nghĩ, gật gật đầu hỏi. Có cách nào loại bỏ tin đồn không? Việc như thế này, một là gia tăng tuyên truyền. Hai là, tôi thấy, nên tìm vài tập đoàn tài chính có ảnh hưởng đến đầu tư. Phá bỏ tin đồn này. Một khi tin đồn bị đánh tan, lời đồn kia cũng biến thành nói dối. Đến lúc đó tự mất đi. Hơn nữa, thương nhân luôn luôn theo đuổi mục đích lợi nhuận. Sao có thể để cơ hội vụt đi mất? Đến lúc đó, không cần chúng ta gọi họ, bọn họ tự mình tìm đến. Tằng Tuấn Tài hình như đã suy nghĩ rất nhiều, rất tự tin. Đã liên hệ tập đoàn tài chính nào chưa? Diệp Phàm hỏi. Chương 1761, nửa Giang Sơn. Ôi tập đoàn tài chính có mấy cái, nhưng tôi thấy ảnh hưởng quá nhỏ. Nếu có thể tìm được tập đoàn như tập đoàn Phi Thành Hồng Kông thì tin đồn sẽ tự tan. Tằng Tuấn Tài thở dài, nhìn Diệp Phàm có vẻ chờ mong, nói. Việc này, tôi còn phải mời chủ tịch thành phố ra tay. Tôi vẫn chưa làm được. Tập đoàn Phi Thành cũng là do chủ tịch thành phố mời đến. Tôi nghĩ, cấp bậc của chủ tịch thành phố cao hơn tôi, quen nhiều bạn bè, tầng lớp bạn bè cũng khác. Việc này, không giống tôi, khả năng cũng không giống. Ha ha. Tuấn Tài, cậu cũng quá khiêm tốn. Việc này, để tôi nghĩ cách, tôi muốn xem Tô Nguyệt Nhi có thể làm được cái gì mới.
Diệp Phàm cười nhạt, vỗ vỗ vai Tằng Tuấn Tài. Hơn nữa, làm chuyện gì thì đừng có tức giận, luôn luôn có cách giải quyết. Ngoài ra, ở xã hội này, nếu sống yên bình, có thú vị gì đúng không? Thường thường có người cùng chúng ta vật tay luyện tập chút sức khỏe, cũng là việc thú vị. Tôi hiểu rồi, tuy nhiên, chủ tịch thành phố, chị của tôi nói đột nhiên muốn mời anh ăn cơm. Tằng Tuấn Tài chuyển sang đề tài khác. Được, bí thư Lưu mời ăn cơm tốt rồi, tôi còn có chuyện muốn nói. Diệp Phàm cười nói, Lưu Chân Mai có thể mời hắn ăn cơm, đây là tin tức tốt. Việc này có nghĩa là mời ăn cơm, tình cảm cũng sẽ thân thiết hơn. Lưu Chân Mai là bí thư đảng quần chúng, là nhân vật thứ ba trong thành ủy, đây cũng là nhân vật quan trọng. Trước mắt cô còn chưa có phát huy, nếu thật sự có thể hợp tác chặt chẽ với cô, tin rằng Phạm Viễn muốn khống chế trên hội nghị thường vụ cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại đã có Trương Nhất Đống đến đây, thật sự là gặp khó khăn. Trương Nhất Đống là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, cũng có thể tham gia họp các bí thư. Có thể có nhiều thay đổi. Y tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn, chắc chắn sẽ chọn Phạm Viễn. Về sau, cuộc họp bí thư, rất có khả năng sẽ trở thành ba phe. Mà Phạm Viễn đương nhiên mạnh nhất, giống như Tam Quốc thời Ngụy Quốc. Ông ta có sự ủng hộ của Cổ Dị Hùng, trưởng ban tổ chức cán bộ, được cho là mạnh hơn Trương Minh Sâm. Tuy trước mặt bí thư Phí, Diệp Phàm nói không muốn khống chế thành ủy cho dễ nghe. Đấy chỉ là nói ngoài miệng thôi, nhưng có thể đối kháng lại Phạm Viễn, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc xây dựng phát triển thành phố và công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Như việc điều chỉnh bộ máy của Thanh Ngưu, nếu hắn có thể chiếm được nửa Giang Sơn ở hội nghị thường vụ thì lời nói của hắn còn có phân lượng. Phạm Viễn không thể không suy xét đến lời của hắn. Đương nhiên, muốn đạt được điều đó trách nhiệm của hắn cũng nặng nề. Chủ tịch thành phố, chị Lưu nói là phải cảm ơn anh. Tằng Tuấn Tài nói. Cảm ơn tôi vì cái gì? Lần trước giúp đồng chí Vương Long Đông cô mới là người làm chủ. Mà Vương Long Đông có thể lên làm chủ tịch huyện Đào Mộc, tôi cũng rất vui, dù sao y cũng là bạn học thời đại học của tôi. Diệp Phàm cười nói. Không phải chuyện này, thật ra, đại sư thanh y của Hàn Lâm tự tên là Lưu Quần Phong, ông ấy là cha của chị Lưu. Trước kia đã xảy ra hiểu lầm rất lớn, hai cha con luôn bất hòa. Sau khi nghe anh giải thích xong, chị Lưu đã nghĩ rất nhiều, hiện giờ chị ấy chỉ còn mỗi cha là người thân thích, sau khi hiểu được chân tướng sự việc, bây giờ chị đã nghĩ thông và làm lành với cha rồi. Tằng Tuấn Tài nói, làm lành, thật sự đáng mừng. Diệp Phàm cười nói, thầm nói, đây là mưu do hắn lập ra, cuối cùng vẫn đạt được chút thành tựu. Vâng, đại sư Thanh Y và chị Lưu đều phải cảm ơn anh. Cho nên, tối nay muốn mời anh tới nhà riêng ăn cơm. Đến lúc đó, bạn học cũ Vương Long Đông cũng đến. Tằng Tuấn Tài vẻ mặt vui mừng nói. Hóa ra vậy, buổi tối tôi sẽ đến. Diệp Phàm cũng tươi cười nói. Có thể làm việc thiện, cũng rất vui mừng. Buổi chiều, Diệp Phàm mang mấy người đi kiểm tra tình hình khe suối Vượng Phu. Cảm thấy có một quân cờ có thể dùng. Buổi tối, Lưu Trâm Mai rất nhiệt tình. Vừa thấy Diệp Phàm đến, Thanh Y đã nhiệt tình chào đón, miệng vẫn nói. Chủ tịch thành phố Diệp, cậu là đại ân nhân của nhà họ Lưu chúng tôi. Tôi cũng không làm việc gì, chỉ có điều làm đúng dịp thôi. Đại sư quá lời. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Ôi, tôi rất xin lỗi Lưu Chân Mai. Mắt Thanh Y hơi ướt. Đại sư, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, cô ấy đã tha thứ cho ông. Và lại, việc này cũng không phải là sai. Chỉ có điều, tạo hóa trêu ngươi thôi. Diệp Phàm an ủi nói. Nhìn Lưu Chân Mai một cái, nói. Chúng ta phải quý trọng hiện tại có phải không? Bí thư Lưu, tôi nói có đúng không? Ừ, nhiều năm như vậy, tôi không có hiếu đạo. Cảm ơn chủ tịch thành phố. Lưu Chân Mai thành thật nói. Không có gì, chỉ là tác động một chút thôi. Diệp Phàm cười, nhìn Vương Long Đông một cái, hỏi. Thế nào, huyện Đào Mộc đã mở có khách đến không? Ngày hôm sau đã có hai khách hàng ở Bắc Kinh đến. Đó là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Chè Hoàng Hoa ở thành phố Phổ Hải. Khi còn đang vội mở đầu đã đến rồi. Nói là cố ý đến để đặt mua toàn bộ các gốc đào cổ thụ gần đây. Chuẩn bị xây dựng một nhà máy sản xuất đồ gỗ. Quy mô đầu tư đạt đến 30 triệu. Việc này đã thảo luận, đồng ý ký hợp đồng. Lạ nhất là trong vòng 2 ngày đã nói bỏ. Vương Long Đông nói.
không phải là một kẻ lừa đảo chứ? Tăng Tuấn Tài đứng cạnh hỏi. Không có khả năng, chúng tôi đã điều tra, thật sự có công ty này. Hơn nữa, khi ký hợp đồng họ đã đặt cọc 200 ngàn, bảo chúng ta cấp cho mặt bằng ở xã Bảo Kiếm. Phải biết rằng, xã Bảo Kiếm là xã nghèo, 200 ngàn này hoàn toàn có thể mua được mảnh đất rộng. Vương Long Đông nói. Đã liên hệ với hai vị chủ tịch không? Diệp Phàm hừ nói, cũng có chút nghi ngờ. Đã liên hệ, họ nói bỏ 200 ngàn, nói là đột nhiên cảm thấy đào mộc cũng không có tiền đồ phát triển. Hơn nữa, hai vị phó tổng giám đốc vừa đi, lại có mấy lời đồn, nói là gỗ đào sẽ gọi quỷ đến, người nhà đều không an toàn. Có kiêng kỵ gì đó, cứ như vậy mấy người khách đến sau đó đều bỏ đi hết. Vương Long Đông có chút tức giận nói. Ai bịa đặt chuyện này? Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Vương Long Đông một cái, nói. Điều tra. Lúc đó tôi cũng thấy có chút lạ, cho nên, bí mật điều tra một chút. Hình như có vài người nơi khác, không phải là người Nam Phúc chúng ta. Vương Long Đông nói. Vậy phải điều tra cho rõ. Diệp Phàm hừ nói. Bắt lại, việc này không thỏa đáng lắm. Bọn họ không phạm pháp gì. Vương Long Đông hơi lo lắng. Việc này tôi sẽ giao cho Cục trưởng Cục Công an thôi. Có lẽ có người cố ý gây sự. Diệp Phàm hừ nói. Nếu quả thực là như vậy, tôi cho người ép hỏi bọn họ xem. Trong mắt Vương Long Đông hiện lên một tia tàn nhẫn. Xem ra, cũng không phải là điểm tốt. Bí thư Lưu, Hải Đông chúng ta tuy nói là ngành khai thác mỏ phát triển nhưng cũng phá hủy rất nhiều môi trường sống. Không biết bí thư Lưu có để ý đến việc này không? Ngồi xuống bàn, Diệp Phàm vừa ăn cơm vừa nói. Ôi, vấn đề nan giải. Lãnh đạo Hải Đông ai không biết tình hình này, chỉ có điều, phát triển đối lập với bảo vệ. Nếu hạ quyết tâm quản lý công ty khai thác mỏ thì kinh tế Hải Đông sẽ phát triển chậm lại. Cho nên mọi người đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Lưu Trân Mai thở dài, mặt nghiêm túc nói. Thật ra, Chủ tịch thành phố đã có hành động trước. Cải tạo khe suối Vượng Phu chính là tiếng pháo mở đầu, cũng không thể cứ để cho môi trường bị phá hủy. Tăng Tuấn Tài nói. Tất nhiên là hiểu được ý của Diệp Phàm. Long Đông, anh nói một chút xem, chỗ nào của Hải Đông chúng ta ô nhiễm nặng nề nhất, cái gì cũng ô nhiễm. Cậu ở Hải Đông không ít năm, hẳn là đã nghe nói. Chúng ta hôm nay vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Phàm muốn mượn lời của Vương Long Đông nói ra, tất nhiên là muốn thăm dò thái độ của Lưu Trân Mai một chút. Đối với việc này, nếu Phí Mãn Thiên đem gánh nặng đặt lên đầu hắn, lại không trợ giúp hắn. Mà Phạm Viễn lại không muốn động đến bộ máy Thanh Ngưu. Chỉ có thể đào từng góc tường, nếu có thể tranh thủ được sự ủng Lưu Trân Mai cũng là tăng thêm chút lực lượng. Nghiêm trọng nhất, Vương Long Đông thì thầm một câu, nghĩ một chút, nhìn Lưu Trân Mai nói. Hẳn là thị xã Thanh Ngưu. Tuấn Tài, anh cho rằng ở đâu? Diệp Phàm kéo theo đồng lõa. Đúng, ở thị xã Thanh Ngưu khai thác mỏ phát triển nhất. Thu ngân sách của thị xã Thanh Ngưu chiếm một phần rất lớn thu của Ủy ban Nhân dân. Tuy nhiên, cũng mang đến vấn đề ô nhiễm môi trường rất nặng nề. Nói trắng ra, đã đến lúc không thể khống chế được. Nếu không quản lý, tôi lo rằng toàn bộ thị xã Thanh Ngưu sẽ biến thành nơi nhiều ruồi bọ nhất. Bên ngoài đẹp thật ra bên trong đã hỏng hết. Tăng Tuấn Tài nhíu mày, nói ra ý của Diệp Phàm. Bí thư Lưu thấy thế nào? Diệp Phàm thuận miệng hỏi tiếp. Thật sự là gay gâu, nghe nói dưới huyện đó hỗn độn, đôi khi kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng có. Lưu Trân Mai chỉ nói tình hình, cũng không thể hiện thái độ gì nhiều. Tôi muốn ra tay quản lý thị xã Thanh Ngưu một chút. Tuy nhiên, thị xã Thanh Ngưu hình như là thị xã điển hình. Diệp Phàm thản nhiên nói. Ừ, bí thư Phạm tạo ra điển hình, nào là thị xã cải cách phát triển kiểu mẫu, nếu thật muốn động đến bộ máy Thanh Ngưu, lực cản quá lớn. Chủ tịch thành phố Diệp, cũng phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần mới được. Bằng không, Thanh Ngưu không thay đổi, những lời này truyền ra ngoài, sẽ để lại nỗi hận trong lòng các thành viên trong tập thể lãnh đạo Thanh Ngưu. Lưu Trân Mai nhìn Diệp Phàm nói. Nếu tôi thật sự muốn động, bí thư Lưu có thể ủng hộ không? Diệp Phàm hỏi rõ. Thực ra, tôi là xuất gia, tuy nói không hiểu được cái gì là bảo vệ môi trường nhưng ở Hàn Lâm Tự cũng không khác gì. Lúc trước Chủ tịch thành phố Diệp muốn khai thác phát triển Hàn Lâm Tự, tôi còn không đồng ý. Tuy nhiên, đến giờ, tôi thấy trước đây tôi sai lầm. Khi khai thác phát triển kết hợp với chú ý bảo vệ môi trường,
vừa khiến tăng ni trong chùa có cuộc sống tốt, môi trường ngày càng đẹp. Sông Lương Khê, bẩn không chịu được, tôi thấy, việc này, còn ủng hộ chủ tịch thành phố Diệp một phen đi. Lúc này Lưu Quần Phong cũng lên tiếng nói giúp. Chương 1762, xui xẻo. Ôi, tôi cũng muốn, nhưng thật sự quá khó khăn, lực lượng quá yếu, bí thư Phạm khống chế hội nghị thường vụ tuyệt đối. Chúng ta đưa ra ý kiến, cuối cùng không đạt được kết quả. Hơn nữa, như tôi vừa nói, ngược lại gây ra sự bất mãn trong các thành viên của chính quyền Thanh Ngưu. Thanh Ngưu là thị xã duy nhất của Hải Đông. Tuy không nói đến cấp bậc cao thấp nhưng ở Hải Đông chúng ta lại có sức ảnh hưởng không thể thay thế. Lưu Trân Mai vẫn băn khoăn, bởi vì muốn động đến bộ máy Thanh Ngưu, phải đối đầu trực tiếp với Phạm Viễn. Lưu Trân Mai có lẽ vẫn không muốn có xung đột với Phạm Viễn. Bí thư Lưu, quyết tâm của tôi rất lớn, sẽ bắt đầu từ bộ máy của Thanh Ngưu. Muốn kiểm soát vấn đề môi trường của Hải Đông, phải bắt đầu khống chế trong phạm vi nhỏ mới được. Bằng không, chúng tôi rất có lỗi với nhân dân Hải Đông, có lỗi với con cháu sau này. Thái độ Diệp Phàm kiên quyết. Việc này, vẫn phải xem. Khi có đủ lực lượng ra tay cũng chưa muộn. Lưu Trấn Mai vẫn muốn kéo dài. Ha ha, bí thư Lưu, trong nhà có thư phòng chứ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Có, nếu chủ tịch Diệp có việc, chúng ta vào thư phòng uống chén trà. Lưu Trấn Mai cũng cảm thấy được việc gì. Có lẽ là Diệp Phàm muốn cho cô xem một chút bí mật. Đối với bí mật, Lưu Trân Mai đương nhiên cảm thấy hứng thú. Được, chúng ta đến phòng làm việc uống chén trà đã. Diệp Phàm cảm thấy thời gian không có nhiều, trước tiên phải bắt tay được với Lưu Trân Mai mới là quan trọng. Hai người bước vào phòng làm việc. Lưu Trân Mai pha cho Diệp Phàm một chén trà, sau khi ngồi xuống nhìn Diệp Phàm chờ đợi. Chị hãy xem tài liệu này. Diệp Phàm lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu tham khảo nội bộ có bút phê của Chủ tịch Đường. Cái này, hình như là tài liệu tham khảo nội bộ. Lưu Trân Mai hình như cũng đã nghe nói qua, tay run run cầm tài liệu. Nhìn thấy chữ của Diệp Phàm, nói về vấn đề ô nhiễm của Hải Đông, Lưu Trân Mai lập tức chấn động, nhìn Diệp Phàm hỏi. Tài liệu này chẳng lẽ là chuyên cung cấp cho cán bộ cấp tỉnh trở lên? Ha ha, chị xem cẩn thận hết rồi nói. Diệp Phàm thản nhiên nói, bắt đầu uống trà, vẻ rất nhàn nhã. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện, tay của Lưu Trấn Mai nhanh lên dần. Có lẽ khi nhìn thấy chỉ thị của Chủ tịch Đường, Lưu Trấn Mai không ngờ đứng lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói. Đây là sự thật. Trước kia khi học tập ở trường đảng, Chủ tịch Đường là thầy của tôi. Tôi là một học viên xuất sắc đặc biệt duy nhất, lúc đó em trai của Chủ tịch Đường Đương Lâm cũng học cùng lớp với tôi. Tuy nhiên cậu ấy chỉ đạt được danh hiệu học viên ưu tú. Diệp Phàm không đề cập đến tài liệu tham khảo nội bộ, ngược lại nói đến việc khác. Tôi ủng hộ anh. Lưu Trấn Mai sau đó nói bốn chữ này. Hai tay đưa tài liệu nội bộ trả lại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận đưa vào túi ra. Tuy nhiên, trước kia Lưu Trấn Mai gọi cậu, đó là coi Diệp Phàm như một đồng sự. Hiện tại gọi là anh, tuy cũng là một cách gọi nhưng không giống nhau. Gọi như thế là đã coi Diệp Phàm là lãnh đạo cấp trên của mình. Mà Lưu Trấn Mai coi mình là cấp dưới của Diệp Phàm. Sau khi trở lại bàn ăn, Lưu Trấn Mai nhìn Tằng Tuấn Tài và Vương Long Đông nói. Vừa rồi Chủ tịch thành phố và tôi đã thảo luận một hồi rồi. Tôi cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Hải Đông chúng ta, việc trị ô nhiễm cũng đến lúc phải ra quân rồi. Vừa phát triển đồng thời kết hợp với bảo vệ môi trường. Mọi người đều hướng tới một mục đích, cùng Chủ tịch thành phố Diệp đưa kinh tế Hải Đông phát triển đi lên, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, để nhân dân có một cuộc sống ổn định. Thái độ của Lưu Trân Mai chưa từng kiên quyết như thế khiến Tằng Tuấn Tài và Vương Long Đông trong lòng không hiểu gì. Cũng không biết Chủ tịch thành phố Diệp trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thuyết phục Lưu Trân Mai. Việc này cũng không thể tin nổi. Bữa cơm lần này, đã cùng Lưu Trân Mai nói chuyện với nhau. Lại đặt thêm nền móng cho sự hợp tác giữa hai bên. Ngoài ra, chỉ thị của Chủ tịch Đường mới làm người ta khiếp sợ nhất. Tin rằng sau này, Lưu Trân Mai sẽ trở thành người ủng hộ hắn mạnh mẽ. Diệp Phàm đi rồi Tằng Tuấn Tài mới không nhịn được hỏi. Chị Lưu, vừa rồi chuyện gì vậy? Không nên hỏi, cả hai cậu đều không nên hỏi. Giọng Lưu Trân Mai rất nghiêm túc trừng mắt nhìn hai người. Mặc Vương Long Đông và Tằng Tuấn Tài không hiểu cuối cùng xảy ra chuyện gì.
nhưng hai người đều thận trọng gật đầu. Tất nhiên hai người đều có chút buồn bực. Sau khi về, Diệp Phàm luôn tự hỏi làm thế nào mới có thể khuấy đục bộ máy thị xã Thanh Ngưu. Cho nên, cứ bước đi. Đến nhà khách đã muộn, lấy chìa khóa đang muốn mở cửa, đột nhiên một bóng đen giống như một con chim to xẹt qua bên cạnh. Hơn nữa bóng đen chạy qua cạnh Diệp Phàm cũng kêu lên. Ông em, mau giúp tôi. Ừ, đây không phải là giọng của Vương Nhân Bàng sao? Hình như đang rất vội. Quái, không phải mình nghe nhầm chứ? Diệp Phàm giật mình, muốn hỏi, thấy bóng đen đã chạy về phía trước. Đang định chạy đuổi theo, thấy có tiếng động, một bóng đen khác đuổi theo bóng đen đằng trước. Hai người cách xa nhau khoảng 100 mét, Diệp Phàm vừa thấy, vội vàng buộc lại dây giày, đuổi theo. Ba bóng đen băng qua khu đông của Hải Đông, nhằm thẳng Hàn Lâm Tự. Chạy trên đường hơn một giờ, lúc bóng đen khuất vào rừng cây, bóng đen đi sau không do dự cũng chạy vào theo. Diệp Phàm tất nhiên cũng không chậm, dùng đôi mắt chim ưng, cảm thấy rừng cây rõ dần lên. Tầm nhìn chắc chắn trên dưới 50 mét, ưu điểm vẫn là tương đối lớn, tự nhiên can đảm hẳn lên, tiến vào rừng cây. Vào trong rừng cây, cảm giác phía sau có tiếng động. Diệp Phàm vừa quay đầu, bóng đen kia đã kêu lên. Đừng lên tiếng, mẹ nó, xui xẻo cậu Diệp ạ. Đúng là anh, sao lại thế này? Diệp Phàm có thể khẳng định người vừa nói chính là Vương Nhân Bàng. Hơn nữa, lúc này dưới ánh trăng, đôi mắt ưng nhìn khá rõ. Vương Nhân Bàng hình như hơi thảm, quần áo vẫn mặc trên người, chẳng qua khá rách nát, hình như bị người xé rách. Trên lưng còn có túi du lịch lớn, tóc rối như tổ chim. Bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Sao lại thế này, chạy trối chết như vậy, có phải bị mỹ nữ đuổi giết không? Diệp Phàm ghé sát vào gã hỏi. Một mùi hôi bốc ra, Diệp Phàm chau mày, vội vàng cách xa ra một chút. Ha ha, mùi hơi nặng, vài ngày nay không tắm. Vương Nhân Bàng nói nhỏ, nhìn vào rừng cây nói. Chúng ta nhanh chóng chuyển chỗ khác nói chuyện. Vừa rồi bà già bị tôi đùa một chút chạy sang bên kia, hiện có lẽ đã trở về rồi. Bà già, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm thật sự có chút giật mình. Không rõ lắm, mẹ nó. Lúc trước đi Am Thiên Nguyệt gặp một Nico tên là Lạc Hỷ Trúc, không phải là Nico thật sự, chỉ là mang dáng tu hành. Cho nên, tôi giả dạng làm bạn học của cô trà trộn vào Thiên Nguyệt Am. Vào Am Nico, tôi cúng 100.000 tiền nhang đèn. Sau đó bị Lạc Phi Trúc đưa đến trước mặt một lão Nico vẻ mặt thanh tú, mới biết lão Nico này chính là chủ Am Thiên Nguyệt Phỉ Nguyệt Sư Thái. Nghe Lạc Phi Trúc nói Sư Thái đã hơn 80 tuổi, nhưng tôi nhìn thế nào cũng không giống 80. Nhiều nhất cũng chỉ hơn 50, so với mẹ nuôi Mai Thiên Tuyết nhìn không có gì khác lắm. Hơn nữa so với mẹ nuôi, vẻ xinh đẹp vẫn mỗi người mỗi vẻ. Vương Nhân Bàng nói đến đây, cảm thấy dường như khát nước, lấy trong ba lô ra một chai nước khoáng, ngửa đầu lên uống. Tùy tay đưa cho Diệp Phàm một chai. Xem ra, anh Nhân Bàng thật sự là diễm ngộ rồi. Diệp Phàm cười nói. Diễm ngộ cái con khỉ. Thiếu chút nữa xuống địa phủ. Vương Nhân Bàng mắng, sau đó nói. Phỉ Nguyệt Sư Thái nhìn qua rất dịu dàng nhưng ánh mắt rất sắc bén. Ban đầu hỏi, tên là gì, nhà ở đây, trong nhà có những ai, làm gì. Suýt nữa thì tôi để lộ, may mắn là tôi cũng là người lợi hại, cuối cùng cũng qua được cửa. Về sau nói là gần đây có đọc qua sách của một bác sĩ, muốn thực tập một chút. Khi Lạc Phi Trúc rút lui, tôi cũng ở lại Thiên Nguyệt. Tuy nhiên, chỗ tôi và các cô ở cách xa nhau, thật ra không có ngăn cách. Tôi ở là một tòa nhà không có sân, Lạc Phi Trúc cũng đi theo giúp tôi. Anh thật đúng là may mắn, cô Lạc Phi Trúc kia chắc chắn là xinh đẹp, anh thế còn mắng người khác. Diệp Phàm không kìm nổi trêu. Xinh đẹp, cậu đi thử xem, tôi nói cho cậu, mặt dỗ không nói, miệng không ngờ còn thò ra hai cái răng nanh. Tôi nhìn thấy mà phát ói. Vương Nhân Bàng thở dài. Nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tuy nhiên, dựa vào Phi Trúc, thực sự biết Sư Thái Phỉ Nguyệt đến thành phố dạy dưỡng sinh tôi hành động ngay. Cuối cùng đi vào núi có dấu vạn hà căn, thấy bên trong thật sự là có một động khác, có vài con đường. Nghe nói không đi cẩn thận là đường chết, tôi đương nhiên rất cẩn thận, nhưng tôi là ai, đã dùng cách đặc thù của nhà họ Vương. Cẩn thận dò xét một hồi sau đó mới đi vào một con đường nhỏ. Thầy giáo cũng lợi hại. Thật sự là có, qua con đường đó, không ngờ có dấu mấy quan,
đánh chết một con mãng xà lớn, còn đánh chết một con chó ngao rất hung ác. Con ngao hung ác kia tuyệt đối không phải là tự nhiên mà đã được huấn luyện thành thục. Cậu xem, tôi cũng bị nó cào cho rách cả da. Vương Nhân Bàng nói còn dơ ra cho Diệp Phàm xem. Chó ngao vốn hung ác, là con vật lai giữa cậu và lang. May là anh không bị cắn vào cổ, nếu không, hôm nay em chỉ có thể đứng trước mộ đốt tiền giấy cho anh. Diệp Phàm nói. Ừ, đấy đúng rồi. Tôi là người như thế nào, nó hung tàn thì tôi càng hung ác hơn. Bốn chân đều bị tôi chặt đứt, từ nay về sau, nó cũng chỉ là con chó liệt. Vương Nhân Bàng nói đến đây, cười gượng một cái, đặc biệt đắc ý. Sau đó nói. Vạn Hà Căn kia không ngờ giấu trong một ao đặc biệt trong núi giả, đầy nước. Mà dưới ao cũng thay đổi liên tục, rất khó nhận biết. May mắn là Lạc Phi Trúc có nói cho tôi biết, Vạn Căn thật sự là một cái cây, khá lớn. Sau một phen tìm kiếm, cuối cùng thấy nó ở một bên ao. Thật sự là lớn, lấy tay đo, chiều dài có lẽ hơn 1,5 mét. Lúc ấy tôi rất vui, lấy đao ra đang muốn ra tay. Tuy nhiên, tôi cũng không định chiếm hết toàn bộ. Chỉ tính cắt đi hơn 1 mét, tuy nói tôi ngẫu nhiên vui mừng làm gã ăn trộm gà trộm chó nhưng cũng không sằng bậy. Nghe nói Vạn Hà Căn này là gốc rễ của Thiên Nguyệt Am. Tôi cũng không thể lấy hết Vạn Hà Căn của người ta có phải không? Vương Nhân Bàng thể hiện cách cư xử nhân nghĩa. Chương 1763, ngứa đến tận xương tủy. Diệp Phàm thật sự không nín được, nhìn Vương Nhân Bàng một cái cười nói. Ông anh thật đúng là một đạo tặc nhân từ, người ta mới có 1,5 mét, anh đã cắt 1 mét, để lại 50 phân, không tồi, không tồi. Đương nhiên không tồi, nếu là người khác, tuyệt đối là đào hết rồi. Vương Nhân Bàng không ngại, còn ưỡn ngực, vò đâu nói. Thứ đó đã cắt được rồi, nhưng thật xui xẻo. Sao vậy, chẳng lẽ lại gặp rắc rối? Diệp Phàm hỏi. Từ dưới sông đi lên khoảng 1 mét, thấy một con sâu nhỏ, tôi không để phòng bị cắn mấy nhát. Lập tức, ngứa đến mức phải kêu mẹ, vội vàng lấy Vạn Hà Căn nhét vào bao chạy đi. Nhưng mới đến núi giả khẩu liền đụng phải Lạc Phi Trúc, cô ta giơ tay yêu cầu tôi cắt cho một phần. Bởi vì lần trước đã thỏa thuận rồi, cho nên, tôi lấy đao ra chuẩn bị cắt, tôi vẫn là người giữ chữ tín. Nào biết, khi cắt, một tiếng roi vang lên, tôi vội tránh sang một bên, nhưng quá muộn. Trên lưng bị trúng một nhát roi. Đau quá, đau đến mức thiếu chút nữa tôi kêu mẹ. Máu trên lưng lập tức chảy ra. Lúc này tôi thấy Lạc Phi Trúc không ngờ cướp Vạn Hà Căn của tôi muốn chạy. Mới biết bị lừa. Lạc Phi Trúc căn bản chính là cùng hội với Phỉ Nguyệt Sư Thái. Lúc ấy tôi tức giận, không quan tâm, vồ một bước đẩy Lạc Phi Trúc vào tường. Tôi gần Vạn Hà Căn hơn Sư Thái Phỉ Nguyệt, nhét vào bao bỏ chạy. Tuy nhiên, bà già đó dai như da trâu, vẫn đuổi theo tôi đến đây. Ở khe suối phía dưới am lại đánh qua lại mấy chục chiêu. Mà sâu ngứa kia lại ngứa đến chết, tôi đành phải chuồn đi. Chạy ra đường. Vốn định gọi điện thoại cầu cứu cậu nhưng bà già đó đuổi sát quá. Sau đó, điện thoại đã bị cô đánh hỏng. Đành phải vừa chạy vừa trốn, thấy có gì ăn được trên đường thì cướp ăn, vài ngày, thiếu chút nữa mệt chết. Vương Nhân Bàng nói, võ công của lão ni cô có lẽ bằng anh. Diệp Phàm hỏi, quan tâm nhất vấn đề này, nếu không cao hơn Vương Nhân Bàng thì hắn không sợ. Nếu mạnh hơn nhiều, có lẽ cũng mạnh hơn hắn, vậy thì phải tìm cách khác. Mạnh hơn tôi một chút, tuy nhiên, việc chạy trốn tôi vẫn lợi hại hơn bà ta. Dù sao tôi cũng lăn lộn giang hồ, khắp Trung Quốc này đâu cũng đi. Hơn nữa, lúc tôi vào nhà vệ sinh công cộng của Nam, bà ta còn phải do dự một chút, cho nên tranh thủ thời gian mới có thể chạy đến chỗ của cậu. Vương Nhân Bàng không ngờ lại đắc ý. Vậy chúng ta không cần sợ bà ta, việc này chúng ta liên kết, hẳn có thể giải quyết. Và lại... Sâu ngứa anh giờ đã khỏi chưa? Diệp Phàm hỏi. Chưa, cũng không biết là sâu gì. Mỗi lần ngứa giống như ngấm vào xương tủy vậy. Vương Nhân Bàng nói. Cứ gây động tĩnh để Sư Thái đến, có lẽ chỉ bà ta mới giải được. Tôi nghi ngờ rằng, việc cắt Vạn Hà Căn này có chút đặc biệt, sâu này là một cửa phải qua. Bằng không, Sư Thái sao không tự mình đi cắt mà phải mượn tay người khác? Diệp Phàm nói. Có lý, mẹ nó. Như vậy mà tôi quên. Vương Nhân Bàng giống như giờ mới tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu một chút, hối hận không ngừng. Anh bị truy đuổi gắt gao, quên là đúng rồi.
Diệp Phàm cười cười, rõ ràng muốn gây ra tiếng ồn lớn. Quả nhiên, không lâu sau bên kia có phản ứng rầm một cái, một bóng đen giống như chim bay đến. Cách Diệp Phàm hơn 10 mét bóng đen dừng bước, người này cảnh giác nhìn Diệp Phàm một cái thấy là một người trẻ, nói. Cho hai cậu đi, nhưng thứ nhất phải đem Vạn Hà Căn giao cho tôi, thứ hai là phải quay lại am cưới Phi Trúc. Vạn Hà Căn này để cho cậu một chút. Có phải Phỉ Nguyệt Sư Thái không? Diệp Phàm thản nhiên nhìn bà lão nói. Đúng, cậu là ai? Cậu thanh niên, đừng có chưa biết rõ đã tham gia vào. Phỉ Nguyệt Sư Thái hừ nói. Tôi là Diệp Phàm, Vương Nhân Bàng là bạn của tôi. Diệp Phàm dõng dạc nói, nhìn Phỉ Nguyệt Sư Thái một cái, nói tiếp. Người xuất gia không hại người, thực không nghĩ rằng một sư thái ưu tú không ngờ lại có thủ đoạn đê hèn như thế. Làm tôi rất thất vọng. Y không tham Vạn Hà Căn của chúng tôi, thì đâu xảy ra việc này. Mọi việc đều là do một chữ tham. Không thể trách chúng ta tính kế, chỉ có thể trách hắn tham lam có đúng không? Hơn nữa, Phi Trúc là cháu gái của tôi, dáng vẻ xinh đẹp như tiên, làm sao lại phải oan ức Phỉ Y? Phỉ Nguyệt Sư Thái chỉ vào Vương Nhân Bàng nói. Lạc Phi Trúc, xinh đẹp như tiên, Sư Thái, bà cũng nói quá. Vương Nhân Bàng không nhịn được, vừa mới uống ngụm nước đã phun ra. Cậu chỉ biết cái thứ nhất, không biết cái thứ hai. Phỉ Nguyệt Sư Thái hình như có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu. Có ý gì, tôi không hiểu. Chẳng lẽ tôi mắt mù, mặc dỗ không nói, còn có hai cái răng nanh, đó cũng có thể gọi là đẹp như tiên, phải gọi là người phụ nữ xấu xí. Chết mất, buồn cười chết mất. Vương Nhân Bàng hung hăng nói. Cậu gặp người chưa chắc là thật. Phỉ Nguyệt Sư Thái lạnh lùng nói, nhìn Diệp Phàm nói. Cậu đứng sang một bên đi, tôi muốn trừng trị cậu nhóc này một chút. Bất kính với bề trên. Ha ha, có gì nói với tôi. Diệp Phàm bình tĩnh cười, bước lên trước, chắn trước mặt Vương Nhân Bàng. Người thanh niên, cậu thật sự muốn ra mặt. Phỉ Nguyệt dường như tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Lần này tôi phải ra mặt thật rồi, bởi vì, tôi giật dây để anh Bàng ra tay lấy Vạn Hà Căn. Tôi cần nó. Diệp Phàm nói. Hả, chính là thế. Xem cậu cao ngạo như thế, hẳn là có cân lượng. Phỉ Nguyệt thật ra sửng sốt. Diệp Phàm thẳng thắn khiến Châu cảnh giác. Bởi vì, biểu hiện của người thanh niên này rất bình tĩnh. Người như thế có hai tình huống. Một là cố tỏ ra vẻ huyền bí, hai là người có bản lĩnh thật. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng có thân thủ bát đẳng. Nếu nói Diệp Phàm lợi hại hơn y, đánh chết Phỉ Nguyệt Sư Thái cũng không thể tin được. Cho nên, bà tin vào khả năng đầu tiên. Bà chắc chắn Diệp Phàm là người cố tỏ ra huyền bí. Vậy thì bà ra tay đi. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Nhìn roi. Phỉ Nguyệt Sư Thái nổi giận, vung tay lên, một chiếc roi màu đen vung lên khiến tiếng không khí rít lên. Mang theo sát khí linh hoạt sắc bén nhằm thẳng vào người Diệp Phàm. Đến. Biết. Diệp Phàm hừ một tiếng, bật người cao hơn 2 mét, dùng hổ ưng của Phí Thanh Sơn, giống như chim ưng bay trên trời, lướt ra ngoài. Chiếc roi khó khăn lắm mới lướt qua chân của Diệp Phàm. Hả? Phỉ Nguyệt Sư Thái không ngờ kêu lên kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm một cái, hô. Lại đến. Lần này, roi màu đen không ngờ giống như đang biểu diễn, biến thành hai roi, hai thành ba. Quay bốn phương tám hướng chung quanh về phía Diệp Phàm. Roi tách không khí ra, phát ra âm thanh ma quái. Mà khí thế của Phỉ Nguyệt Sư Thái lúc này cả người hòa vào roi, nhìn thì chậm nhưng thực ra tốc độ rất nhanh. Với đôi mắt chim ưng, Diệp Phàm thấy rõ, cười nhạt một tiếng. Tay vừa động sao băng đang của Kiều Viên Viên bay ra. Là chế lại của sao băng đang. Tuy nhiên, trải qua nhiều lần thí nghiệm của tổ khoa học năng lượng của tổ đặc nhiệm A. Dùng một số kim loại đặc thù kết hợp với một số nguyên tố để chế tạo bản sao của sao băng đang, sử dụng cũng không kém gì hàng thật. Hơn nữa, thể tích càng nhỏ, dạng như một sợi tóc yếu ớt có nhiều sao băng liên tiếp, nghe nói chỉ dùng các nguyên liệu đặc thù của hàng không. Một dây nhỏ như sợi tóc có thể chịu được lực kéo mấy chục tấn. Một sợi sao băng đang có những hạt ngọc trai lớn nhỏ, bình thường Diệp Phàm đeo trên cổ tay, nhìn giống như vòng tay. Lúc này rời khỏi tay bay ra, giống như một con rắn lách về phía ảnh mấy chiếc roi có một chiếc là roi thật. Những cái khác đều là do Phỉ Nguyệt Sư Thái dùng lực đặc biệt ở tay tạo thành ảo ảnh cho mắt người khác mà thôi. Cũng không phải là vật thật, nếu không có đôi mắt chim ưng, bình thường khó nhận ra.
ha ha ha. Một tiếng cười inh tai vang lên, sao băng đang hiện giờ giống như rắn cuốn lấy roi đen của sư thái. Diệp Phàm bình tĩnh cầm một đầu dây nhỏ của sao băng đang nhìn sư thái. Hai bên giằng co. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hột gạo to cũng nhìn thấy. Sư thái hôm nay tôi muốn cho bà biết thế nào mới là cao thủ. Thế nào gọi là ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Ngoài mình còn có người khác. Bởi vì qua mấy chục chiêu, Diệp Phàm có thể khẳng định thực lực của sư thái cao hơn Vương Nhân Bàng nửa bậc, không lầm thì là bát đẳng trình tự thứ hai đỉnh bậc. Còn chưa đến trình tự thứ ba, kém xa cửu đẳng của hắn. Tuy nói hắn cửu đẳng nhưng cũng chỉ là gần nhưng ít ra có thực lực bát đẳng đỉnh bậc, không phải sư thái có thể so sánh được. Cậu thanh niên, còn chưa đến cuối cùng, ngang ngược cái gì? Phỉ Nguyệt tức giận, lập tức dùng toàn bộ sức lực kéo về phía mình. Hôm nay, tôi sẽ ngang ngược một hồi, trước mặt bà phải như thế, sư thái bà chắc chắn thua. Diệp Phàm có vẻ vênh váo tự đắc, làm Phỉ Nguyệt giận tím mặt hừ nói. Chỉ cần cậu có thể thắng tôi, Vạn Hà này tôi sẽ từ bỏ. Vạn Hà không cần, nhưng sâu kia là âm mưu của các bà, phải đưa ra thuốc giải mới được. Bằng không đừng trách tôi ra tay hủy thiên nguyệt am của các bà. Diệp Phàm nói. Đúng đúng đúng, hủy thiên nguyệt a, tôi xung phong. Phá một am ni cô, có gì khoe khoang? Vương Nhân Bàng thấy tình hình thay đổi, lập tức dũng cảm nói. Vạn Hà có thể cho, nhưng cá lửa này tôi không giải được. Tuy nhiên, có băng hoàn ngăn chặn tạm thời. Nhưng một năm sau nếu không tìm được thuốc giải, có lẽ ngọn lửa kia sẽ xâm nhập thêm. Sâu này chuyên thích nội kình mãnh liệt, nó thích ẩn chứa trong nội kình cơ thể. Vài năm sau, sâu chui ra, người không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng... cơ thể không khác nào bị phá hủy. Phỉ Nguyệt sư thái hừ nói. Chương 1764, thiên tài chỉ xứng sách dày. Lão thái bà cũng thực là nham hiểm, lại còn dụ tôi đi cắt Vạn Hà căn. Các người ban đầu chắc chắn có thuốc giải, nhưng có lẽ đã lâu năm hiện tại đã không có. Cho nên, không dám tự mình đi cắt Vạn Hà căn. Tôi biến thành người chịu tội thay có phải không? Mẹ nó, không ra cái gì cả. Vương Nhân Bàng lúc này có chút tức giận, nói ra những lời thô tục. Nếu cậu không tham sao có thể đi vào Thiên Nguyệt Am? Mọi việc đều là do cậu tham lam, nếu không có thuốc giải chúng tôi sẽ không động vào Vạn Hà căn. Bởi vì, bất luận ai lấy đi đều lọt vào sự tấn công của cá lửa. Loại cá này vừa ngắn, vừa nhỏ, cậu có mặc đồ phi công cũng vô dụng. Hơn nữa, chúng tôi đã nghĩ mọi cách, đều không thể thực hiện được. Nếu nó không chui vào cơ thể người, thì Vạn Hà căn sẽ hỏng. Cho nên, nhất định phải có người hiến thân. Chính cậu vừa nói, chúng tôi có thuốc giải cho nên không sợ. Vừa vào cơ thể chúng ta dùng thuốc giải ăn xong sẽ không sao. Phỉ Nguyệt sư thái hừ nói. Vậy thuốc giải của bà từ đâu đến? Diệp Phàm gắt lên hỏi. Nam Hải Nhất Thần, Mạc Bắc Phi Điêu Ưng, Tây Cương Ba Li Miêu, Đông Phương Thăng Thổ Địa. Bốn câu vẻ này chẳng lẽ các cậu chưa nói qua? Sư thái nói. Ai không biết, là đại diện cho bốn người trẻ tuổi thối tha của Trung Quốc mà thôi. Cái gì mà ưu tú của Trung Quốc, chó má cũng không phải. Vương Nhân Bàng hừ nói, vẻ mặt khinh thường. Cậu thanh niên, đừng quá ngông cuồng, bọn họ trước 30 tuổi đều là cao thủ thất đẳng. Trong đó Tây Cương Ba Li Miêu chỉ là cô nàng Phượng Tứ, nông dân nhà họ Phượng ở dãy núi Thiên Sơn. Năm cô gần 30 tuổi, nghe nói nhan sắc tuyệt mỹ. Tuy nhiên, cô đều lấy một khăn lụa trắng che mặt không nhìn rõ. Cô là một trong bốn nhân tài kiệt xuất, 26 tuổi đã đạt đến thất đẳng. Ngoài ra nhẹ nhàng như một con chim yến nên mới gọi là Hoàng Ly. Có thể nói Phượng Tứ là một kỳ tài luyện võ. Phỉ Nguyệt sư thái vừa mới nói đến đây, Vương Nhân Bàng đột nhiên cười ha ha, ánh mắt cực kỳ khinh miệt, nói. Cô ta thì tính cái gì? Hiện nay đang đấu với bà, Diệp Phàm khi 21 tuổi đã là thất đẳng. Nói là thiên tài thì Phượng Tứ sách dép cho cậu em tôi cũng không xứng. Ừ, đến giờ tôi đã gặp thiên tài thứ hai. Tuy nhiên, Phượng Tứ mà tôi nói hiện giờ cũng chỉ mới hơn 30, hẳn là đã đột phá đến bát đẳng. Hơn nữa, các cậu phải có thuốc giải ngay tại nhà cô ấy. Nó có cái tên rất đáng yêu ngọt ngào. Đó là một vật tự nhiên, là bảo bối nhà họ Phượng. Hơn nữa, số lượng rất ít, mấy chục năm trước lão am chủ đã dùng Vạn Hà căn đổi một lần, cũng đã dùng rồi. Tuy nhiên, lần trước tôi đến nhà họ Phượng một chuyến,
muốn đổi một ít ngọt ngào nhưng cô ấy nói chưa đến lúc ngắt lấy, không đổi. Phỉ Nguyệt Sư Thái hừ nói, giọng có vẻ mạnh mẽ lên. Lại đây đi, không có cách nào. Diệp Phàm cười lớn một tiếng, đột nhiên dùng lực, kéo lại. Phỉ Nguyệt Sư Thái giống như con chim, nắm roi đen bị Diệp Phàm kéo về phía trước. Có lẽ do lực quá lớn, Sư Thái lập tức đụng vào lòng ngực Diệp Phàm. Đối với một Sư Thái 50 tuổi, Diệp Phàm hiển nhiên không có hứng thú. Hắn phản thủ động một cái, liền dùng chiếc roi đen trong tay Sư Thái rồi cuốn lấy bàn tay của bà, giống như đeo gong cho Sư Thái vậy. Thế nào lão thái bà, còn dám đuổi tôi không, tôi đánh chết bà. Vương Nhân Bàng mấy ngày nay bị Sư Thái truy đuổi rất thảm, nhếch nhác không chịu nổi. Cho nên, tức giận, đá một cước, Phỉ Nguyệt Sư Thái bị gã đá lăn ra đất, chổng cả mông lên. Thêm một cước nữa. Vương Nhân Bàng hét lên nâng chân, nhưng bị Diệp Phàm kéo lại nói. Người xuất gia, hơn nữa là phụ nữ, anh so đo với họ làm gì? Chúng ta là đàn ông, không thể mất giá như thế. Tuy là Sư Thái ức hiếp anh rất thảm nhưng anh cũng không thiếu cái gì đúng không? Và lại, cũng là chúng ta lấy đồ của họ. Việc này tôi thấy, Vạn Hà Căn không phải anh đào 1 mét sao, trả lại Sư Thái 1/2. Tuy nhiên, Sư Thái cũng phải đưa cho chúng tôi một ít thuốc có thể tạm thời khống chế độc cá lửa mới được. Thế nào Phỉ Nguyệt Sư Thái, điều kiện của tôi cũng không quá đáng chứ. Tuy nói lấy của bà một chút Vạn Hà Căn, nhưng Vương Nhân Bàng cũng phải chịu nỗi khổ bị cá lửa cắn. Như vậy coi như hòa nhau, tôi hy vọng về sau bà không tìm đến gây phiền toái, nói cách khác, đây làm bài học. Nói đến đây, đột nhiên Diệp Phàm mạnh mẽ lên, hít một hơi, đánh một chưởng vào một gốc cây cách hơn 10 mét. Một tiếng động vang lên. Tiếng cây gãy vang lên, mặt Phỉ Nguyệt Sư Thái thật sự là kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm một lát cuối cùng lắc lắc đầu thở dài nói. Tôi nhận thua, cậu hẳn là cao thủ cửu đẳng. Chỉ có thế mới có thể dùng lực từ trong ra thế. Đây là băng căn hoàn, cũng là dùng Vạn Hà Căn nghiền nát, sau đó dùng phương pháp điều chế đặc biệt để phối chế thành. Cá lửa thích ăn, tuy nhiên, tôi chỉ còn hơn 10 viên. Cho các cậu hết đi, nhiều nhất có thể sử dụng 1 năm rưỡi. Các cậu phải nhanh chóng đến nhà họ Phượng đi. Diệp Phàm nhận bình ngọc, buộc Vương Nhân Bàng đưa 1/2 Vạn Hà Căn cho Phỉ Nguyệt Sư Thái, im lặng xoay người đi. Mẹ nó, bận rộn vài ngày, phải chia đôi. Vương Nhân Bàng đau lòng mắng. Được rồi, phải kiểm tra anh một chút trước. Diệp Phàm khuyên. Vô dụng, kiểm tra cũng không ra. Thứ này giống như vô hình. Tuy nhiên, gần đây vẫn phát tác, bình thường 1 tuần 1 lần. Tới lúc ngứa, thì ngứa đến tận xương tủy. Tuy nhiên, việc này cậu không cần phải xen vào. Tôi về nhà tìm mẹ nuôi, có lẽ bà có cách. Nếu thực không có cách nào, hai anh em mình đến nhà họ Phượng chơi một chuyến cũng không sao cả. Ha ha ha, Vạn Hà Căn này liền giao cho cậu chuyển cho vị tiền bối kia. Tốt nhất là có thể cho tôi 1 viên để đột phá cửu đẳng. Đương nhiên, nếu không được thì cũng phải giúp tôi đột phá đến bát đẳng đỉnh bậc có phải không? Là vấn đề thời gian thôi, không cần phải vội, từ từ phối chế. Tôi biết, việc này không thể vội. Hơn nữa, mẹ nuôi cũng đã nói qua, không thể nóng vội. Tôi cũng mới tiến vào bát đẳng trình tự thứ 2 không lâu, ít nhất cũng phải 2-3 năm đi. Vương Nhân Bàng không phải người có lòng tham không đáy. Vậy được, nếu không đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm nói. Không cần, tôi đi tìm khách sạn tốt hơn. Mẹ nó, mấy ngày không ôm đàn bà, khó chịu lắm rồi. Vương Nhân Bàng tự nhiên phóng khoáng như vậy, nói là đi, lập tức quay người cười ha hả. Ôi, người này độc đáo, có chí hào kiệt, chí khí cao. Anh Nhân Bàng, tôi khâm phục anh. Diệp Phàm không kìm nổi nói thầm một câu, nhìn Vạn Hà trong tay vội vã trở về. Hắn phải nghiên cứu phối chế ra mới được, nếu không chỉ sợ Tề Thiên sẽ chết trước. Nâng cao công lực của bọn họ, bảo đảm tính mạng của bọn họ là nhiệm vụ hàng đầu của Diệp Phàm. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Vương Nhân Bàng bị lão thái bà truy đuổi chật vật, Diệp Phàm vẫn không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười vang rồi mới đi. Vạn Hà Căn này thật sự không có gì lạ, chỉ giống như củ sen đã được mài giống như ngón tay. Hơn nữa, cũng hơi màu đen, bên ngoài cũng giống như ngó sen. Cả đêm không ngủ, Diệp Phàm dùng hết thời gian tiến hành thí nghiệm. May mắn hôm sau là thứ 6, Diệp Phàm dùng cả 2 ngày không nghỉ, không quan tâm đến việc gì. Đến cả điện thoại di động cũng tắt,
ở Thanh Khê nghiên cứu lôi âm cửu long hoàn. Khi thật sự mệt mỏi thì đi ngủ, đói bụng thì xuống bếp lúc nào cũng có sẵn đồ ăn nóng. Chu Đông Đông mấy tiếng lại đến một lần, đồ ăn Diệp Phàm bảo cô để trong nồi. Một tuần trôi qua, Diệp Phàm cứ hết giờ lại về Thanh Khê. Còn về yêu cầu của Vương Nhân Bàng về lôi âm cửu long hoàn phải để sau. Bởi vì, lôi âm cửu long hoàn chẳng những cần thêm các loại khác, còn cần dùng nội kinh để chiết thuốc mới được. Hơn nữa, công lực càng cao, phối chế ra viên thuốc phẩm chất và cấp bậc đương nhiên càng cao. Hai cuối tuần trôi qua, rốt cuộc cũng thành công. Tuy nhiên, cũng đã là tháng 5. Qua tướng quân Lý Khiếu Phong liên hệ với Trương Cường mới biết, lúc này bọn họ đang ở Thái Bình Dương huấn luyện. Có lẽ phải một thời gian nữa mới trở về. Diệp Phàm đành phải đợi, Lý Khiếu Phong hỏi hắn có chuyện gì. Diệp Phàm tất nhiên không nói. Chỉ nói là đã lâu không thấy bọn họ, muốn mời bọn họ uống mấy chén mà thôi. Ngày quốc tế lao động qua đi, Diệp Phàm mới đến văn phòng. Thấy phó chủ tịch thành phố phân công quản lý thủy lợi Ngô Sinh Phát mặt tức tối đang chạy đến. Từ xa đã nói. Chủ tịch thành phố, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo. Lão Ngô, vào văn phòng rồi nói. Từ ngày Diệp Phàm gõ Ngô Sinh Phát xong, y khá thành thật. Chuyện gì đều đến báo cáo trước. Có lẽ cũng vì lão Ngô thấy được năng lượng của hắn ở hội nghị thường vụ, hiện tại có chút kiêng nể. Đi vào văn phòng, Ngô Sinh Phát đưa cho Diệp Phàm tập tài liệu nói. Chủ tịch thành phố, công trình thủy lợi của chúng ta bị Sở Thủy Lợi phê bình. Nói là chúng ta không có quy hoạch, vô tổ chức, không biết quan sát, đầu tư lung tung, chiếm đất bất hợp lý. Gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng. Hiện tại đã có người dân tố cáo lên cấp trên. Có phải trợ lý Lệ muốn làm không? Diệp Phàm chưa xem tài liệu, lạnh lùng hừ nói. Đúng, trợ lý Lệ điểm danh phê bình thành phố chúng ta. Hơn nữa, trên hội nghị xây dựng công trình thủy lợi chủ tịch tỉnh Yến cũng nói công trình thủy lợi của Hải Đông rất không khoa học. Lúc ấy tôi đi họp, chủ tịch tỉnh Yến nói ngay tên tôi. Hơn nữa, trước mặt toàn bộ cán bộ thủy lợi tỉnh, bảo tôi trở về nói với anh. Nói là yêu cầu anh chú ý nhiều hơn đến xây dựng thủy lợi. Một đập chứa nước, một con đê, liên quan đến hàng ngàn hộ dân, không thể qua loa được. Còn nữa, không thể chiếm đất lung tung, nên bồi thường hợp lý cho nhân dân.